Nhà nội là con ông cháu cha có cấp bậc cao nhất mà thành đạt tài tung hoành ngang dọc trong thương trường vài chục năm nay từng được gặp, nhưng mặc kệ là nhà nội cấp cao hay là nhà nội cấp thấp, đều có một điểm chung chính là không đủ kiên nhẫn, so với thành đạt tài hoàn toàn dựa vào thực lực của mình mà từng bước đi lên cho tới hôm nay, đường lối đầu cơ trục lợi của nhà nội, khi ông ấy gặp phải những vấn đề trọng đại nan giải, sẽ không nghĩ đến dựa vào trí tuệ và sự khéo léo của mình để giải quyết, mà muốn dùng chính trị và sức mạnh để giải quyết. Chủ tịch Tông, điều kiện tôi đưa ra cũng rất có thành ý, doanh thu vừa qua của tập đoàn đạt tài gần như giảm nhiều, còn bị ảnh hưởng tiêu cực của việc điều tiết vĩ mô nhà nước mang đến, giá trị của tập đoàn giảm mạnh, anh lựa chọn bán tháo cổ phiếu vào lúc này, chắc chắn sẽ bị sụt giá không ít. Thành đạt tài không gọi nhà nội là tổng giám đốc cao như bao nhiêu người khác, mà gọi thẳng họ, tuy nhiên cách gọi chủ tịch Tông bao giờ nghe cũng không được tự nhiên, chả trách nhà nội thích người khác gọi ông ấy là tổng giám đốc cao. Cuộc gặp mặt của nha nội và Thành Đạt Tài đã kéo dài gần 2 giờ, gần như làm kiệt quệ sự kiên nhẫn của nha nội, mà Thành Đạt Tài vẫn rất điềm tĩnh, không vội vàng hấp tấp, thật khiến ông ấy không giữ được kiên nhẫn. Không thể nói như vậy, Chủ tịch Thành, lúc đó vốn đầu tư của tôi vừa hay giải cứu được mối nguy khẩn cấp cho tập đoàn Đạt Tài, tình nghĩa là của cải quý hiếm. Còn nữa, vì tiền vốn 100 triệu gửi ở ngân hàng, chỉ riêng tiền lãi mấy tháng cũng không ít. Thành Đạt Tài vẫn không mảy may lay động. Chủ tịch Tông, người làm ăn nói chuyện làm ăn, ân tình, tôi sẽ trả ông sau. Nhưng rút vốn, nên đi theo trình tự như thế nào, thì phải đi theo thế đấy. Tập đoàn Đạt Tài là một tập đoàn có nề nếp, có điều lệ của công ty. Không thương lượng được sao? Nhà nội nổi giận rồi. Không phải đang thương lượng sao? Nhưng Thành Đạt Tài không chút lay động. Tốt, hôm nay trước hết cứ như vậy, Chủ tịch Thành. Sau này còn gặp lại. Nhà nội đứng lên đi ra, vẻ mặt tức giận. Thành Đạt Tài còn niềm nở mà tiễn nhà nội xuống lầu, thậm chí còn khách sáo giúp nhà nội mở cửa xe, đưa mắt nhìn theo nhà nội. Thành Đạt Tài càng niềm nở càng khách sáo, ngược lại càng làm nổi lên lòng dạ hẹp hòi của nhà nội, trái lại càng làm cho nhà nội bực tức với thái độ điềm tĩnh của Thành Đạt Tài. Vốn dĩ phải là y giữ thế chủ động, trái lại trở thành Thành Đạt Tài nắm giữ tất cả. Trên đường chạy nhanh, nhà nội suy nghĩ kỹ lại, thật đúng là, toàn bộ quá trình đàm phán, nhịp điệu tiết tấu từ đầu đến cuối đều do Thành Đạt Tài nắm giữ trong tay, ông ấy từ đầu đến cuối căn bản là không giữ quyền chủ động. Vẫn là đánh giá thấp Thành Đạt Tài rồi. Nhưng vấn đề quan trọng là, Thành Đạt Tài thật có thể đưa ra 3 tỷ được sao? Nhà nội vốn định mượn cơ hội bắt bí Thành Đạt Tài một mớ, muốn để 3 tỷ ban đầu tăng lên thành 3 tỷ 500 triệu, Thành Đạt Tài lại kiên quyết cự tuyệt. Đề xuất cổ phần hiện tại của nhà nội chỉ trị giá 2 tỷ 800 triệu, y dựa vào tình bằng hữu mới tìm được một người đồng ý thu mua giá gốc. Nhà nội quả thật không nghĩ tới sự việc sẽ diễn biến thành cuộc mặc cả 3 tỷ ban đầu giữa y và Thành Đạt Tài, hiện tại rốt cục là 3 tỷ hay hoặc giả là 3 tỷ rưỡi, ông ấy muốn kết quả là, Thành Đạt Tài tìm không được người mua đồng ý giá 3 tỷ, ông ấy mượn cơ hội đề xuất thêm vốn đầu tư, sau đó ra giá rất thấp. Tiến thêm một bước kiểm soát được càng nhiều cổ phần của tập đoàn Đạt Tài. Trở lại ngủ ở khách sạn, nhà nội vẫn còn tức giận chưa tan, thật sự không nghĩ ra sự tự tin của Thành Đạt Tài ở đâu mà ra. 3 tỷ không phải con số nhỏ, không phải nói lấy là lấy ra được số tiền lớn như vậy, Thành Đạt Tài rốt cuộc là có người mua thật, hay chỉ là phô trương thanh thế mồi ý đồ thật sự của ông ấy đây. Tuy nhiên điều khiến nhà nội không biết làm sao chính là, nếu y thật muốn rút vốn thì tốt rồi. Ngặt nổi y đích thật là tung hỏa mù, chẳng lẽ Thành Đạt Tài biết chắc tâm tư của y? Không được, không thể để Thành Đạt Tài hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, ngày mai tiếp tục đàm phán, tiếp tục gia tăng áp lực, cần phải khiến Thành Đạt Tài hiện ra con át chủ bài. Sau khi nhà nội lần lượt gọi điện thoại cho Tần Khản và Trình Tại Thuật, lại lo lắng hành động thu lưới ở Bắc Kinh, còn cố ý lên mạng sai khiến chỉ huy một phen, sau khi biết được tất cả thuận lợi, y mới an tâm mà ngủ. Liền nghĩ sẽ ngủ một giấc ngon lành, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ ngày mai tiếp chiêu Thành Đạt Tài, gỡ lại một ván. Nhà nội cũng không đơn giản, lúc gặp khó khăn, còn có thể ngủ rất ngon, đương nhiên, nếu cho ông ấy biết bên trong Bắc Kinh sắp xảy ra một loạt sự kiện, đừng nói là ngủ say sưa, chỉ sợ ông ấy sẽ nhảy bật lên, trong đêm quay trở về Bắc Kinh. Chẳng qua, rất nhiều lúc sự việc thay đổi theo ý chí riêng của mỗi người. Nhìn bề ngoài. Chiến tranh kinh tế giữa nhà nội và Tiếu Giai dường như là quan điểm chính, thực ra không phải thế, với Hạ Tưởng mà nói,
Sự tiến bộ của hắn ở tỉnh Tề và giữ cho cục diện chính trị ở tỉnh Tề yên ổn và hữu nghị mới là quan điểm chính. Nhà nội mưu đồ chiếm đoạt Tiếu Giai cũng được, âm mưu thôn tính tập đoàn Đạt Tài cũng được, đều chỉ nằm ngoài tầm nhìn của hắn nhưng lại không thể không phân ra một phần tinh thần để chú ý quan sát. Lợi ích của việc trợ giúp Tiếu Giai và bảo vệ tập đoàn Đạt Tài đều là xuất phát từ ý muốn bảo vệ người một nhà, thực ra đối với Hạ Tưởng mà nói, chỉ xem như một khúc nhạc đệm không hài hòa. Thế mà, tiến triển của sự việc, vượt ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, vượt ra ngoài dự đoán của nha nội, vượt ra ngoài dữ liệu của người khác. Một đêm ở Bắc Kinh, có rất nhiều người thức trắng thâu đêm. Tiếu Giai trái lại ngủ rất yên giấc, bởi có Nga Ni Trần và Dương Uy giúp đỡ cô hoàn toàn yên tâm, hơn nữa còn có sự gia nhập thêm của Nguyên Minh Lược, lại càng làm cô cảm thấy an tâm trong lòng. Tiếu Giai ngủ rất ngon, nhưng Nga Ni Trần, Dương Uy và Nguyên Minh Lược lại một đêm không hề chợp mắt. Đêm đông ở Bắc Kinh, rét lạnh thấu xương, nhưng trong văn phòng đèn đuốc vẫn sáng trưng, ấm áp như mùa xuân, nhiệt độ không đổi ở khoảng 22 độ, ba người chỉ mặc quần áo mỏng manh, vây quanh bàn tròn, trên bàn, bày đầy nào là máy vi tính, văn kiện và đủ loại bút bi rải rác khắp bàn, trước mặt ba người, cái gạt tàn thuốc của mỗi một người đều ngập tràn đầu thuốc lá. Nếu như đếm thử thì, chỉ sợ có hơn mấy chục điếu. Ba người một đêm không ngủ, nhưng người nào tinh thần cũng phấn chấn. Không có chút vẻ gì là mệt mỏi và buồn ngủ, tuy rằng trong mắt đầy tơ máu, nhưng tinh thần và thể lực vẫn tràn đầy như cũ. Trải qua một đêm bàn bạc sôi nổi, Nga Ni Trần chịu trách nhiệm phân tích và quan sát đại cục, Dương Uy phụ trách những sự việc bất ngờ gặp phải, mà sau khi Nguyên Minh Lượng sắp xếp và chỉnh lại kế hoạch của hai người, bổ sung thêm một số chi tiết, đồng thời còn điều chỉnh trình tự trước sau của từng kế hoạch, cuối cùng đều đạt được nhất trí. Vào lúc bình minh, Nga Ni Trần và Dương Uy nhìn nhau một cái, ánh mắt của hai người cùng nhìn sang Nguyên Minh Lượng vẫn đang miệt mài nghiên cứu tài liệu, trong đầu cùng hiện lên một ý nghĩ giống nhau, Phó Bí Thư Hạ quả nhiên là người có mắt nhìn người. Sự gia nhập thêm của Nguyên Minh Lượng, chẳng những sửa đổi vài chỗ thiếu sót trong kế hoạch của hai người, hơn nữa còn chủ tính thêm nhiều cục diện bên trong, khiến nha nội không thể thối lui. Theo Nga Ni Trần và Dương Uy nhận thấy, chính nhờ những bổ sung của Nguyên Minh Lượng, mới làm cho cả kế hoạch hoàn hảo không có kẻ hở, là một cạm bẫy gần như hoàn hảo. Phó Bí Thư Hạ thật sự lợi hại. Tuy rằng không có sự gia nhập của Nguyên Minh Lượng, kế hoạch chưa hẳn đã thất bại, nhưng Nguyên Minh Lượng nắm rõ chi tiết, trong sự điều chỉnh các trình tự chủ chốt quan trọng, khiến Nga Ni Trần và Dương Uy đều cảm thấy sáng ngời trước mặt. Những thập niên qua, trong giới kinh doanh quay vòng người lừa ta gạt, Nguyên Minh Lượng có thể có thành quả ngày hôm nay, hơn nữa sau khi trải qua thảm bại ở quận Hạ Mã, còn có thể đông sơn tái khởi, quả thực có chỗ hơn người. Sau đó chờ Nguyên Minh Lượng đem kế hoạch sắp xếp đâu vào đó, lại tốn gần 2 giờ thẩm duyệt từ đầu tới cuối thêm lần nữa, y đem kế sách giao cho Nga Ni Trần. Chủ tịch Trần, có thể xin chỉ thị của Phó Bí Thư Hạ. Nga Ni Trần cũng không lấy bản kế hoạch. Ông Nguyên, Phó Bí Thư Hạ nói, khi nào phản kích, khi nào thu lưới, toàn bộ do ông định đoạt. Từ bây giờ, ông toàn quyền phụ trách kế hoạch phản kích. Nguyên Minh Lượng hơi trầm ngâm, dường như là cân nhắc trọng trách trên vai, sau một lúc lâu, ném xuống bản kế sách hoạch đang cầm. Phó Bí Thư Hạ tín nhiệm tôi như vậy, tôi xin nói một câu, không thành công, tôi dùng tài chính của mình mà bù đắp vào chỗ thiếu. Không phải là lời nói hùng hồn gì, chỉ là sự kiên quyết, dũng cảm quyết chiến đến cùng. Nga Ni Trần khẽ gật đầu với Dương Uy cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Bắt đầu. Hai chữ vô cùng đơn giản, biểu thị một cuộc đại chiến kinh tế bắt đầu, ai cũng không biết chính là, một cuộc chiến tranh kinh tế, sẽ diễn biến thành cuộc đấu chính trị như thế nào. Tỉnh ủy tỉnh Tề. Chu Hồng Cơ chủ trì cuộc họp hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh, thảo luận thông qua phân công của mấy phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, sau sự kiện chuyện xấu của Tần Khản, dưới sự thúc đẩy của nhân tố có lợi trong vụ Dương Ngân Hoa tự sát, y một lần nữa xác lập quyền uy ở ủy ban kỷ luật. Lại lần nữa nắm giữ quyền hành ủy ban kỷ luật nói sao làm vậy. Theo đó, kết quả điều tra vụ Dương Ngân Hoa tham ô nhận hối lộ được phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mục Chính Nhất đệ trình lên hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, kết luận vạch ra, trong quá trình Dương Ngân Hoa lợi dụng chức vụ nhận hối lộ, có lãnh đạo nào đó ở tỉnh ủy mở đường, áp dụng thủ đoạn dùng điện thoại, nói chuyện để ám chỉ, mở ra cánh cổng lớn để Dương Ngân Hoa mưu cầu tư lợi. Lãnh đạo tỉnh ủy nào đó hiển nhiên là chỉ Tần Khản. Chẳng qua Mục Chính Nhất mặc dù chưa vạch trần, những người đang ngồi đây ai trong lòng không biết rõ.
Chu Hồng Cơ cuối cùng gõ nhịp. Vụ án Dương Ngân Hoa, thông báo toàn tỉnh, đề cập đến tài liệu liên quan đến lãnh đạo nào đó, báo cáo Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Mọi người tham dự đều bị kinh tâm, chủ nhiệm Chu đã xuống tay. Tuy nhiên nghĩ lại cũng phải, lúc trước chủ nhiệm Chu bị người ta làm cho chật vật như vậy, hiện tại không hoàn trả lại, chẳng lẽ không phải vụt mất cơ hội sao? Lượng Tiểu Phi quân tử, vô độc bất trượng phu, chủ nhiệm Chu cũng không phải kẻ hiền lành. Phó chủ nhiệm và ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật, cũng có mấy người muốn có ý kiến phản đối, nhưng thấy Chu Hồng Cơ vẻ mặt vô cùng kiên quyết, cùng với mấy phó chủ nhiệm lập tức hùa theo, chỉ biết hết hy vọng, nên cũng không lên tiếng. Sau hội nghị thường vụ ủy ban kỷ luật, Mục Chính Nhất sau khi thu xếp tài liệu, chính thức báo cáo lên ủy ban kỷ luật Trung ương. Buổi chiều, nhà nội nhận được điện thoại mời gọi vô cùng khách khí của Thành Đạt Tài, chuẩn bị gặp mặt với Thành Đạt Tài lần nữa, tiến hành đợt đàm phán thứ hai, không ngờ vừa mới cúp điện thoại, lại nhận được điện thoại phía Bắc Kinh, lại một tin tức làm y chấn động phía Tiếu Giai, đột nhiên có chuyển động trên diện rộng. Bắt đầu phản kích rồi sao? Nhà nội trong lòng rất sốc, thời điểm quá nhạy cảm, chẳng lẽ Tiếu Giai và tập đoàn Đạt Tài có liên hệ với nhau? Không có khả năng, sao có thể? Nhà nội không kịp suy nghĩ sâu xa nguyên nhân trong đó, lập tức xuống chỉ thị, gia tăng thế tiến công, toàn lực ứng phó, cần phải phản công một cú đẩy lùi đối phương, cũng muốn cầu thời gian ngắn nhất để thu lưới một lần, không thể kéo dài thêm nữa. Phải nói, nhà nội lựa chọn phương sách rất ổn, linh tính của ông ấy cũng rất chuẩn xác, chỉ tiếc là, cho tới nay ông ấy vẫn xem thường thực lực của Tiếu Giai, cũng không toàn lực thăm dò sản nghiệp trực tiếp và gián tiếp mà Tiếu Giai khống chế, rốt cuộc là bao nhiêu. Ông ấy tưởng rằng ông ấy có thể sử dụng số lượng vốn không nhiều lắm là có thể đọ sức, sự nghiệp vĩ đại hoàn thành một lần, bỏ vốn nhỏ thu hồi cao. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Thông minh bị thông minh hại. Thực ra nói một cách công bằng, sách lược của nha nội rất cao siêu, thủ đoạn cũng rất bí ẩn, với thực lực và thế lực đơn độc của Tiếu Giai, quả thực ngăn cản không được thế tiến công của nha nội, nhất định thất bại. Chỉ có điều khiến nha nội tuyệt đối không ngờ chính là, sau lưng Tiếu Giai, là một người đáng sợ và vô cùng bình tĩnh tới cực điểm. Hạ Tưởng. Nếu để nha nội biết sau lưng Tiếu Giai chính là Hạ Tưởng, ông ấy đã sớm thu tay, nhưng ông ấy không biết. Lòng tham của ông ấy khiến ông ấy hoàn toàn chưa thấy rõ mục tiêu liền ra tay. Kỳ thực cũng không thể trách nha nội, thật sự là quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tiếu Giai được che đậy quá sâu, trên cơ bản không mấy người biết rõ quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tiếu Giai. Bởi vậy, nhà nội hiện tại tưởng rằng sức lực của Tiếu Giai đã dùng hết, hơn nữa căn cứ vào điều tra của ông ấy cho thấy, tài chính của Tiếu Giai đã gần cạn kiệt, đã không còn sức đánh trận. Chỉ cần ông ấy gia tăng nguồn vốn đầu tư, phối hợp thêm tấn công chính trị, lấy sản nghiệp của Tiếu Giai làm của riêng, trong vòng 7 ngày, nhất định thấy công hiệu. Nếu ông ấy so chiêu với Thành Đạt Tài lại giành được thắng lợi, thì đây sẽ là trận tuyệt vời nhất trong vô số lần cạnh tranh trong kinh doanh mà ông ấy trải qua từ trước đến nay. Cho nên, nhà nội sau khi biết được bên Bắc Kinh có động, trước kinh động. Sau vui mừng, trái lại càng thêm hả hê, quyết định đồng thời tấn công hai nơi, từ đó khiến đế quốc kinh tế trong mộng của ông, sẽ tiến thêm bước nữa. Nhà nội sau khi bình tĩnh phân tích kết cục, về phía Bắc Kinh làm ra ba điểm cho thấy tinh thần, sau khi tất cả chuyển giao xong xuôi, ông ấy lại lập tức lên đường đến gặp Thành Đạt Tài. Theo ông ấy thấy, sự tình ở Bắc Kinh là chuyện nhỏ. Ông ấy không nên đích thân ra mặt là có thể định càn khôn, mà tranh đấu với Thành Đạt Tài mới là việc hệ trọng, Tiếu Giai so với Thành Đạt Tài đa mưu túc trí, vẫn còn non yếu. Cũng phải thừa nhận nha nội quả thực tinh thần rất lạc quan. Ông ấy lại không biết, khi ông ấy gặp Thành Đạt Tài lần nữa để tiến hành đợt đàm phán thứ hai, thì đọ sức với phía Bắc Kinh, đã là một mảng khói thuốc súng. Phía Tiếu Giai vẫn nằm trong tình thế xấu, đột nhiên trong lúc đó một kế hay được xuất ra. Chẳng những lượng tài chính bất ngờ dũng mãnh đổ vào, hơn nữa còn tìm được một vài chỗ hiểm yếu từ phía nha nội, trực tiếp ra tay mượn từ điểm yếu của nha nội. Thật đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đánh vào nỗi đau thầm kín của nha nội. Nha nội và Thành Đạt Tài đấu trí so dũng khí anh tới tôi đi, ai cũng không chịu nhường bộ, vì để an tâm so chiêu với Thành Đạt Tài, cũng vì để thể hiện lòng thành, nha nội cố ý tắt điện thoại di động, cho nên đối với tình hình chiến đấu ở Bắc Kinh, ông ấy hoàn toàn không hay biết gì về chiến trận ở Bắc Kinh, càng đốt càng vượng, sắp không khống chế được. Về phía nha nội, liên tục thất bại,
Trong vòng nửa ngày, ưu thế kiên trì mấy tháng trước đây liền không còn sót lại chút gì, bị người khác liên tục công phá. Hơn nữa thủ pháp cánh tả kín đáo, từng chi tiết đều cân nhắc hết sức chu đáo, gần như tính toán không lộ chút sơ hở. Có thể thấy rõ, đối phương trước đây biểu hiện rút lui và thua kém ở mặt ngoài, tất cả đều là giả vờ, chính là muốn dụ đối phương từng bước rơi vào cạm bẫy. Phía nha nội rối loạn địa hình, muốn liên lạc với nha nội lại liên lạc không được, muốn toàn bộ rút lui, lại phát hiện đã bị vùi lấp thân vào vùng lầy, trừ khi vứt bỏ toàn bộ vốn đầu tư ban đầu, nếu không không có khả năng toàn thân trở ra. Nguy rồi, hóa ra toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối đều là một cục diện được chủ tính hoàn hảo, chính mình còn tự cho là mưu thành, nhưng ban đầu đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi sự yếu kém mà đối phương tỏ ra. Phía nha nội nổi giận, từng bước ép sát phía Tiếu Giai, trước tiên liên lạc với nha nội không được, quyết định bí quá hóa liều, muốn gia tăng nguồn vốn đầu tư, muốn hoàn toàn dựa vào sức mạnh, đè chết phía Tiếu Giai. Phía nha nội gia tăng ưu thế nguồn vốn hơn nữa còn dự định dùng sức mạnh chính trị, tình thế, liền lệch khỏi quỹ đạo dự tính, hướng về vòng xoáy mà không biết. Kết quả cuối cùng, là trận sóng thần mà ngay cả Hạ Tưởng cũng không ngờ tới được. Bên trong phòng khách sạn mà Thành Đạt Tài ở lại, nha nội tiến vào đàm phán đợt thứ hai, sửa lại thái độ hung hăng ép người lúc trước, trở nên ôn tồn lễ độ rất nhiều, nếu nói nha nội ngày hôm qua là bạo chúa, thì nha nội hôm nay đã thành người lịch sự, chẳng những nho nhã lễ độ, hơn nữa còn bày ra mọi tính cách tốt đẹp khi thương lượng. Muốn mê hoặc ông ta sao? Thành Đạt Tài vẫn là giọng điệu của ngày hôm qua, không mảy may đến sự thay đổi thái độ rõ rệt của nha nội, dù sao vẫn là người mạnh mẽ, bình tĩnh ung dung, nha nội muốn gì, thì ông ta đồng ý cái đó, không có kè mặc cả, chỉ nhắm vào một điểm, có thể rút lui, có người muốn mua cổ phần của nha nội, muốn tăng giá thu mua ban đầu sao? Thực sự xin lỗi, y tìm không được người mua đâu. Nếu nha nội có thể tự tìm được người mua, ông ta nguyện dốc sức phối hợp việc bán cổ phần của nha nội, sẽ thuyết phục cổ đông khác trong hội đồng quản trị. Đợt đàm phán lần thứ hai, kết thúc tự nhiên, trên cơ bản đều thật cẩn thận giữ vững sự thận trọng đầy đủ, hơn nữa cũng không muốn sớm lộ ra con át chủ bài. Nha nội cuối cùng lễ độ mà cáo biệt Thành Đạt Tài, sau đó trở lại phòng của mình, mới nhớ tới mở điện thoại vừa khởi động, đã thấy một tin tức, như sét đánh ngang tai. Hạ Tưởng khiến Nguyên Minh Lượng ở lại Bắc Kinh mà không đi đến thành phố Lỗ, bởi vì hắn đoán trước cuộc đàm phán giữa nha nội và Thành Đạt Tài sẽ không thuận lợi. Thành Đạt Tài đa mưu túc trí, nha nội muốn giành thắng lợi, là chuyện nghìn lẻ một đêm. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, đối mặt với thế tấn công hùng hổ được chủ tính tỉ mỉ của nha nội, thì tài chính xoay vòng của tập đoàn Đạt Tài đang đứng ở đáy vực quả thực nảy sinh nhiều vấn đề, muốn đánh trả cũng là hữu tâm vô lực, cũng may tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Chẳng may, mặc dù là khả năng cực thấp, nhưng nếu chẳng may nha nội thực sự nổi điên, muốn bất chấp tất cả bán tháo cổ phần. Hạ Tưởng cũng rõ con át chủ bài của Thành Đạt Tài, chỉ có thể âm thầm tập trung được nhiều nhất là 1 tỷ tài chính, tức là nói, nha nội thật muốn trở mặt, thực dám cứng đối cứng mà ra tay, Thành Đạt Tài thực là có thể bị nha nội bước đến góc tường. Đổi người khác, Thành Đạt Tài đủ để ung dung ứng đối, xử lý việc khó một cách dễ dàng mà vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng đối phương là nha nội có chỗ dựa vững chắc, sẽ rất khó nắm được phần thắng. May mà! Hạ Tưởng đã thay Thành Đạt Tài chuẩn bị đường rút lui cuối cùng Nguyên Minh Lượng. Thời cơ lúc này chưa được chín mùi, Nguyên Minh Lượng không thể hiện thân, để phòng ngừa bị nha nội biết được trước, đoạt mất tiên cơ. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế mới có thể không mang đến phiền toái không cần thiết cho Nguyên Minh Lượng. Cho nên, Hạ Tưởng để Nguyên Minh Lượng lưu lại Bắc Kinh, thứ nhất để làm người chỉ huy đứng giữa cuộc quyết chiến cuối cùng của Tiếu Giai và nha nội, thứ hai là để Nguyên Minh Lượng trốn ở phía sau hậu trường. Chưa đến nỗi bị bại lộ. Hạ Tưởng lo lắng cho Nguyên Minh Lượng chu đáo đâu ra đó và rất tự tin, cho rằng có Nguyên Minh Lượng trấn thủ chỉ huy chiến dịch cuối cùng, nhất định sẽ toàn thắng. Không nghĩ tới chính là sau khi Nguyên Minh Lượng giành được toàn quyền chỉ huy, quả thực khiến kế hoạch của Hạ Tưởng vốn không có sơ hở nào càng gia tăng thêm mức độ chắc chắn, rồi lại vì Nguyên Minh Lượng vô cùng khôn khéo và tính toán, khiến kế hoạch mà Hạ Tưởng chỉ muốn đánh lui nha nội và còn có chút cảnh báo bị lật đổ hoàn toàn. Thừa thắng xông lên bao vây tiêu trừ địch phản kích tự vệ, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh hơn, đánh cho phía nha nội liên tục tháo chạy, đồng thời phía nha nội trước đó bỏ vốn đầu tư chẳng những mất cả chì lẫn chài, thậm chí còn thâu tóm cả dư uy từ sản nghiệp khác của nha nội. Giống như chẳng những trở mình lại một cách tốt đẹp, còn trở mình dùng hết sức lực,
trực tiếp giẫm nát phía Nha Nội. Kỳ thực Hạ Tưởng Thiết nghĩ, đem Nha Nội đánh bại đánh cho sợ là được, cho Nha Nội một cảnh báo nho nhỏ giáo huấn một chút, thâu tóm mấy chục triệu của Nha Nội thì thu tay, cũng tiện trừ lại đường lui, cũng dễ cho ngày sau gặp lại. Không phải Hạ Tưởng sợ Nha Nội, mà trước lúc Chủ tịch Quốc hội sắp lui ra, giữ cho Chủ tịch Quốc hội một chút thể diện, dù sao lần trước ở Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội đã đích thân mời hắn ăn cơm, có qua mà không lại là khiếm nhã, đồng chí Hạ Tưởng là một đồng chí tốt muốn mọi người cùng tốt. Ai ngờ, Nguyên Minh Lượng hiểu lầm ý đồ của hắn, cũng là tính cách thương nhân cho phép, Nguyên Minh Lượng tuyệt không buông tha bất cứ thời cơ có lợi nào, kết quả là Nguyên Minh Lượng vừa ra tay, đã nuốt trọn toàn bộ 30 triệu vốn đầu tư ban đầu của Nha Nội. Cái này cũng chưa tính, Nguyên Minh Lượng liền như cá mập ngửi thấy mùi màu tanh, hai mắt sáng lên, vẻ mặt phấn khởi liền thay đổi, sau một loạt chỉ thị đưa xuống, chuẩn bị một lần phản công lớn, muốn thâu tóm tài sản 100 triệu của Nha Nội. Phía Nha Nội luống cuống, hoàn toàn kinh sợ, lúng túng. Dưới tình trạng không liên lạc được với Nha Nội, người thân cận của Nha Nội thông qua con đường đặc biệt báo cho Chủ tịch Quốc hội biết. Chủ tịch Quốc hội tức giận. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội gọi vài cuộc điện thoại. Khi Nha Nội biết được thất bại lớn ở phía Bắc Kinh đã thất thủ toàn bộ phòng tuyến, cách thất bại chỉ một bước. Tại sao có thể như vậy? Nha Nội lúc ấy liền như bị một luồng sét đánh trúng, sững sờ ngẩn ngơ tại chỗ, ông ấy cho rằng mắt xích không có khả năng nảy sinh vấn đề nhất lại xuất hiện vấn đề, chính là đả kích to lớn đối với lòng tự tin của y, như đòn cảnh tỉnh. Nha Nội bước đầu nghe ngóng tình hình, nhưng vẫn mơ hồ như xưa không rõ thực lực đích thực của Tiếu Giai, cũng như phía sau có cao nhân nào trấn thủ, ông ấy lúc này quyết định, lập tức quay về Bắc Kinh. Sau đó, Nha Nội gọi điện thoại cho Thành Đạt Tài. Chủ tịch Thành, ngại quá, phía Bắc Kinh xảy ra vấn đề nhỏ, tôi phải lập tức quay về để xem xét, chuyện giữa chúng ta, tạm thời để sang một bên, ý anh thế nào? Thành Đạt Tài cười ha hả. Cũng tốt, tùy ông. Tôi bên này đâu có ý kiến gì, chỉ cần khi nào Tổng Giám Đốc Tông có thời gian, thì có thể bất cứ lúc nào tiến hành đàm phán lần nữa. Nha Nội ngoài miệng nói rất thoải mái, trong lòng lại suy đoán phía sau sự việc có phải có bóng dáng của Thành Đạt Tài hay không, có thể đúng là Thành Đạt Tài ở sau lưng đâm ông ấy một đao hay không. Nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, không có chứng cứ không thể tùy tiện chỉ trích đành phải đè nén sự phẫn nộ và khó hiểu dưới đáy lòng, lên đường về Bắc Kinh. Nha Nội sau đợt đàm phán thứ hai lại đột nhiên thu tay lại, không giống với suy đoán của Thành Đạt Tài về Nha Nội, khẳng định ở đâu đó nảy sinh vấn đề, mang theo nghi vấn, Thành Đạt Tài gọi điện cho Hạ Tưởng, bởi vì y có thể nghĩ đến trong những người có thể giải vây thay y, chỉ có Hạ Tưởng lặng yên không một tiếng động ra tay, những người khác, dám chắc sẽ báo cho biết trước, hơn nữa còn có thể tranh công với y. Hạ Tưởng lúc này cũng vừa mới biết được cuộc đọ sức của phía Bắc Kinh đã không khống chế được nữa rồi. Mặc dù lo lắng Nha Nội sẽ giận dữ dùng sức mạnh chính trị phản công lại, nhưng dẫu sao tiền Nha Nội kiếm được cũng không phải tốt lành gì, cũng không trách móc Nguyên Minh Lượng điều gì, dùng người thì không nghi ngờ cũng là một nguyên tắc cơ bản của hắn, hơn nữa hành động của Nguyên Minh Lượng cũng không phạm pháp, hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp pháp hợp lý. Vẫn chưa nghĩ được sách lược ứng đối chủ yếu cũng là nắm không chính xác, Chủ tịch Quốc hội sẽ có phản ứng gì thì điện thoại của Thành Đạt Tài gọi đến. Phó Bí Thư Hạ. Nha Nội đột nhiên thu tay lại quay về Bắc Kinh, có phải phía Bắc Kinh xảy ra biến cố gì hay không? Hạ Tưởng có chút suy nghĩ, vẫn không nói gì sáng tỏ. Dường như là kế hoạch thâu tóm tài sản người khác của Nha Nội đã bị lệch lạc, bị đối phương phản kích lại, không đủ sức chống trả, cho nên gã mới vội vã trở về. Thành Đạt Tài cũng không hỏi nhiều, cười ha hả. Gã đi rồi cũng chẳng sao, lại bỏ lại mình tôi, được rồi, ngày mai tôi quay về thành phố Yến. Tối nay, sẽ tự trải nghiệm cảnh đêm của thành phố Lỗ. Hạ Tưởng nói tiếp. Để tôi cho Thiên Tiếu đi cùng ông tham quan các nơi. Vậy phiền thư ký Ngô rồi. Thành Đạt Tài không khách sáo, y cũng nhất thời chợt có ý nghĩ, thật muốn tranh thủ thời gian đi các nơi tham quan thành phố Lỗ. Sau khi sắp xếp mọi thứ tốt đẹp, Hạ Tưởng thấy thời gian còn sớm, dự định sẽ gọi điện lại cho Nguyên Minh Lượng, bàn bạc một chút bước đi tiếp theo như thế nào. Lại không ngờ nhận được điện thoại của Hứa Quan Hoa. Phó Bí Thư Hạ, có hai sự việc muốn cùng anh bàn luận, hiện tại có tiện không? Giọng điệu của Hứa Quan Hoa hơi có chút gấp rút. Hạ Tưởng chợt nghe ra cảm xúc trong giọng nói của Hứa Quan Hoa, vội hỏi. Chuyện gì, cứ nói thẳng. Sự việc thứ nhất, tôi có thể phải điều tới quân khu Dương Thành.
Hạ Tưởng quả thực lấy làm kinh ngạc, quân khu Dương Thành là chỗ yếu nhất của thế lực lão cổ, Hứa Quan Hoa điều tới quân khu Dương Thành, không phải là chuyện gì tốt, nếu đảm nhiệm chức vụ bị xa lánh quá nhiều, Hứa Quan Hoa chẳng những sẽ không thành đạt, mà còn có thể bị người khác ngấm ngầm mưu tính. Sao cứ nhất định điều tới điều Dương Thành, thiên hạ rộng lớn, thiếu gì nơi tốt, trừ phi là quân khu Dương Thành vừa lúc có vị trí tốt, đi đường vòng lên chức. Thật đúng là để Hạ Tưởng đoán đúng rồi, Hứa Quan Hoa lại nói. Đi quân khu Dương Thành không phải là một lựa chọn tốt, nhưng thời cơ hiếm có, vừa lúc có một vị trí tốt, lão cổ giúp tôi tranh thủ được, bởi vậy làm rất nhiều người mất hứng, tôi không thể phụ lòng tâm huyết của ông. Nói xong, Hạ Tưởng tỏ vẻ tán thành. Còn chuyện thứ hai, nhà nội chọc giận tôi, chuyện của Tiếu Giai, anh đừng quản, tôi quản được rồi, nhất định phải khiến nhà nội nếm hậu quả. Hứa Quan Hoa nghiến răng nói, rất kiên quyết, rất căm phẫn. Làm sao vậy? Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, hắn không ở Bắc Kinh, tin tức khẳng định không nhanh nhẹn bằng Hứa Quan Hoa ở Bắc Kinh, nhưng có thể nghe được, xung đột giữa Hứa Quan Hoa và nhà nội bùng phát trước nay chưa từng có, nguyên nhân gây ra nhất định vẫn là cuộc chiến tranh kinh tế đang trong tiến hành. Đừng nói nữa, có một số người vô liêm sỉ, dùng bản lĩnh thông thường đánh không thắng liền ngấm ngầm hạ độc thủ. Hứa Quan Hoa vẫn chưa nói tỉ mỉ, chỉ là nhấn mạnh một câu. Không phải ý kiến của cá nhân tôi, lão cổ cũng nhờ tôi truyền lại, nói là do ông ấy trấn thủ, ai cũng đừng hòng chơi xỏ lá. Ngay cả lão cổ cũng nổi giận ư, Hạ Tưởng chỉ biết, phía nhà nội chắc chắn thất bại, thẹn quá hóa giận, dùng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường, không cần phải nói. Là lực lượng chính trị sau lưng nhà nội nhúng tay vào, mới chọc giận Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa giận dữ, đến lão cổ cũng phát hỏa, nhưng thật ra không ngoài dự liệu của Hạ Tưởng, tuy không nghe nói qua giữa lão cổ và chủ tịch quốc hội có gì gút mắc, bình thường, cho dù lão cổ và chủ tịch quốc hội từng có bất hòa, cũng sẽ không vì cuộc chiến tranh kinh tế giữa Tiếu Giai và nhà nội mà khiến lão cổ giận dữ, tự mình ra trận. Chẳng lẽ là, Hạ Tưởng đột nhiên nhớ tới gì đó? Chỉ sợ sự kiện Tiếu Giai chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Căn nguyên vấn đề vẫn là ở Hứa Quan Hoa, hoặc chính xác hơn là, cuộc đọ sức sau lưng việc bổ nhiệm Hứa Quan Hoa. Do lúc trước Ngô Hiểu Dương khiêu khích và phá rối, Hạ Tưởng càng rõ ràng hơn mà cho ra kết luận, lão cổ thật muốn mượn cơ hội phát tác. Sao có thể như thế? Sao lại đến mức này? Một trận chiến tranh kinh tế, sao có thể bay lên tới tình cảnh mà ngay cả lão cổ cũng muốn đích thân ra tay? Phải biết rằng, cuộc so chiêu giữa nhà nội và Tiếu Giai, tuy là kéo dài, nhưng sử dụng nguồn vốn cũng không nhiều, cùng lắm chỉ vài trăm triệu, theo Hạ Tưởng dự đoán, cũng không quá 500 triệu tiền vốn, đã đáng cho Chủ tịch Quốc hội lộ mặt, đã làm cho lão cổ quan tâm. Như vậy, ngoại trừ nguyên nhân lão cổ muốn mượn cơ hội phát tác, hẳn là còn có nguyên nhân khác mà hắn không biết, rốt cuộc là cái gì. Hạ Tưởng còn muốn hỏi cho rõ ràng, Hứa Quan Hoa lại cúp điện thoại. Phó Bí Thư Hạ, tôi đã chuyển lời xong rồi, anh an tâm xử lý vấn đề tỉnh tề là được, phía Bắc Kinh, để lão cổ và tôi trông nom là được. Hạ Tưởng nắm trong tay điện thoại đã cúp, bất đắc dĩ mà cười, sự tình đã vượt khỏi sự kiểm soát của hắn rồi, hơn nữa tốc độ cực nhanh không khống chế được, vượt quá tưởng tượng. Cúp điện thoại của Hứa Quan Hoa, điện thoại Nga Ni Trần lại đến. Phó Bí Thư Hạ, ông Nguyên ra tay quá nặng, kích động điểm mấu chốt của đối phương. Đối phương bắt đầu sử dụng sức mạnh chính trị. Nga Ni Trần trải nghiệm đủ mọi cạnh tranh trong kinh doanh, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cuộc đọ sức của cấp cao nhất, vẫn không khỏi lo lắng trong lòng. Hóa ra là Nguyên Minh Lượng đã dùng sức quá mạnh dẫn sự bắn ngược mãnh liệt, Hạ Tưởng hít một hơi sâu, nhanh chóng phân tích toàn bộ tình hình, lập tức ra quyết định. Tôi đến Bắc Kinh ngay. Khác với vài lần đến Bắc Kinh trước kia, lần này vào kinh, Hạ Tưởng lặng yên mà đến. Không kinh động bất cứ kẻ nào, cũng không thông báo gì cho phía chính phủ. Người đến đón hắn, là Tống Nhất Phàm. Trong dịp quốc khánh, Hạ Tưởng không gặp Tống Nhất Phàm, xem như một tiếc nuối nho nhỏ, cho nên tin hắn đến Bắc Kinh, hắn chỉ thông báo cho mình Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm vừa nghe, cao hứng mà kêu lên một tiếng, lập tức đề xuất muốn tới sân bay đón hắn. Hắn đồng ý. Tống Nhất Phàm đi một chiếc xe bọ dừa màu vàng dừng ở sân bay giữa dòng xe cộ mà rất chói mắt, Hạ Tưởng liếc mắt một cái là nhận ra. Bước nhanh về phía trước, đi đến bên Tống Nhất Phàm, một người bên cạnh xung xoe liên tục bắt chuyện giống kẻ ăn chơi trác táng trừng mắt oán hận nhìn Hạ Tưởng, không chịu tránh ra. Có lẽ là nhìn thấy phong thái phi phàm của Hạ Tưởng,
biết là không dễ chọc, cho nên không dám khiêu khích nữa. Cũng đúng, hôm nay Hạ Tưởng tuy rằng bước đi kiên định, phong thái thong dong, lại bởi vì trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, thể hiện ra ngoài chút khí thế, nhìn qua có thể thấy năng lực, có thể nhìn ra uy thế của Hạ Tưởng. Tống Nhất Phàm nhiệt tình đón ở sân bay. Tống Nhất Phàm mặc áo lông màu trắng, dưới bầu trời Bắc Kinh gió lạnh rét thấu xương u ám, cô trông như một bông tuyết trắng xóa tinh khiết, làm người ta sáng ngời đôi mắt, nhẹ nhàng làm động lòng người, thậm chí khiến lớp xương mênh mông của Bắc Kinh cũng gia tăng vài phần màu sắc. Trong nháy mắt, lòng Hạ Tưởng bị một loại tình cảm ôm ấp đánh trúng, bởi vì Tống Nhất Phàm trước mắt, giống với Liên Nhược Hạm dữ dội ở Huyện Bá năm đó. Cho dù là thần thái hay là quần áo, hoặc là vẻ mặt nghịch ngợm nhưng ý cười lạc quan, không lúc nào đứng im một chỗ, không lúc nào không tinh trí, không lúc nào không làm người ta mê muội. Nhớ lại mùa đông ấy ở Huyện Bá, băng tuyết ngập trời, Liên Nhược Hạm lái xe từ Bắc Kinh đến gặp hắn, không để ý tuyết ngập đường, không để ý đường núi nguy hiểm, tình sâu nghĩa nặng, khiến Hạ Tưởng khắc cốt ghi tâm. Càng trân trọng càng khó quên, càng hồn nhiên càng hoài niệm, hiện giờ hắn và Liên Nhược Hạm cách cả phương trời, Hạ Tưởng nhìn cảnh mà nhớ người, nỗi nhớ Liên Nhược Hạm nổi lên mãnh liệt. Ngay tập tức lại nghĩ tới Mai Đình đang ở nước ngoài xa xôi, trong lòng lại không khỏi thổn thức. Giữa hắn và Mai Hiểu Lâm quả thật cảm tình không sâu, cũng không nhắc tới chuyện yêu thương và nhớ nhung Mai Hiểu Lâm, nhưng với Mai Đình, trong lòng vẫn còn nhiều áy náy, chẳng qua hiện tại mấy đứa nhỏ cũng không ở bên cạnh, cũng không có thời gian yêu thương bất cứ một người nào khác, cũng do hắn không làm tròn bổn phận người cha. Nếu Mai Hiểu Lâm cho rằng Mai Đình có thể trưởng thành rất tốt ở nước ngoài, hắn lại không biết nên sắp xếp thế nào cho tốt, đành phải theo cô. Đến trước mặt Tống Nhất Phàm, Tống Nhất Phàm cũng không ôm lấy cánh tay hắn như trước, mà đứng trước mặt hắn, ước chừng chiều cao từ mũi chân so với hắn, so đo vài lần, không khỏi nhụt chí nói. Em vẫn cảm thấy còn có thể cao thêm mấy cm, tuy nhiên xem ra không hy vọng vượt qua anh. Tống Nhất Phàm thực chỉ nói đùa, cô so với hắn thấp hơn cũng không phải là mấy cm, vài năm trước cô ngừng cao, còn muốn cao lên tiếp. Em nếu còn cao lên nữa, chẳng khác gì dọa người. Hạ Tưởng kéo Tống Nhất Phàm đang khoa tay múa chân lại, mở cửa xe. Mau lên xe, lạnh quá. Tống Nhất Phàm nghe lời lên xe nhưng ngồi bên lái phụ, có lẽ trong lòng cô, Hạ Tưởng hoàn toàn chính đáng sẽ vì cô lái xe, cho dù Hạ Tưởng năm đó ngượng ngùng, hiện tại vẫn là phó bí thư tỉnh ủy uy nghiêm. Hạ Tưởng cười bất đắc dĩ, ngồi ở ghế lái xe, điều chỉnh chỗ ngồi, nghĩ thầm rằng bọ dừa thật đúng không phải xe đàn ông, thật sự là quá nhỏ. Chạy nhanh một mạch, trên đường, Hạ Tưởng chỉ nói hắn đến Bắc Kinh bàn bạc việc cá nhân, cụ thể làm chuyện gì, cũng không nói cho Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm cũng không hỏi, cô là một trong những cô gái trong đầu không lo nhiều chuyện, cũng sẽ không quan tâm, không liên quan mấy việc vặt vãnh. Cô lúc thì nâng má, lúc thì đỡ cằm, dường như suy nghĩ sự tình gì, suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên thốt lên một câu. Anh nói em ở công ty của chị Vệ, cũng xem như phó tổng giám đốc, hay là làm việc vặt. Vấn đề này thật đúng là khó trả lời, kỳ thật nếu theo suy nghĩ chân thật của Hạ Tưởng, Tống Nhất Phàm hiện tại quả thật chính là một người làm việc vặt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mới làm mà không phải làm việc vặt trước. Đang định trả lời, Tống Nhất Phàm lại khoát tay. Thôi đi, không hỏi anh, em tự mình biết đáp án. Hạ Tưởng cười cười, Tống Nhất Phàm trước sau vẫn đáng yêu như vậy, hắn rất an tâm. Tới nội thành, Tống Nhất Phàm mới như nhớ ra cái gì. À, quên nói, trong dịp quốc khánh em ở cùng ba ba, ông ấy có nhắc đến anh. Nói gì về anh? Hạ Tưởng hứng thú hỏi han. Nói mắt anh có tâm, nói anh có cá tính, còn nói anh cái gì ấy, em chưa nghĩ ra. Dường như còn nói anh trở nên trưởng thành, tuy nhiên cũng mất đi thiệt nhiều, còn nói, kỳ thật có đôi khi anh kích động một chút cũng không sao, bởi vì hội những người lớn tuổi vẫn còn đây. Một câu như xua tan mây mù, khiến lo lắng trong lòng Hạ Tưởng lập tức tan thành mây khói, tâm tình quang đãng trong nháy mắt. Hay cho một cơ hội những người lớn tuổi vẫn còn đây. Hắn không phải đảng thái tử, cũng không phải con ông cháu cha, chỉ là giới bình dân, nhưng cho dù hắn xuất thân bình dân, cũng không thể ngăn cản hiện tại có hội những người lớn tuổi trân trọng hắn như cây giống, bảo vệ như con ngươi. Hắn tuy rằng đã ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy, tuy rằng tỉnh Tề đang ở tình trạng chính trị pháp luật phức tạp, thận trọng, nhưng hắn dù sao còn trẻ, còn có tinh thần phấn đấu, còn có nhuệ khí, không sợ gặp rắc rối, cũng không sợ phạm sai lầm,
chỉ cần không đem chuyện quan trọng lọt ra ngoài, hội những người lớn tuổi nhất định sẽ che chở hắn. Ngay cả Tổng Bí Thư với hắn cũng không có biện pháp, nhiều lắm mắng hắn vài câu, còn có thể phạt hắn hay không. Chỉ có một lần đối đầu với nha nội, tuy có chọc giận Chủ tịch Quốc hội, nhưng sản nghiệp của nha nội có gì đặc biệt hơn người, Chủ tịch Quốc hội giận dữ, chẳng lẽ còn có thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn sao? Huống chi, hiện tại đã có Hứa Quan Hoa và Lão Cổ Xung Phong phía trước, hắn cần gì phải sợ tay sợ chân, không dám hoàn toàn bắt nha nội vươn tay. Sợ cái gì, sợ thì không phải đảng viên cộng sản. Được rồi, không đi, ai cũng không gặp, tiếp tục thúc đẩy sự việc tiến triển, về kinh tế có Nguyên Minh Lượng trấn thủ, về chính trị có Lão Cổ ra tay, nha nội và Chủ tịch Quốc hội có thể làm gì được. Nếu không đủ, còn có ông cụ Ngô, ông cụ Khâu, Tống Chiêu Độ nói đúng. Mấy ông cụ cũng là bao che khuyết điểm, ai muốn động vào một ngón tay của hắn, đều phải hỏi trước xem mấy ông cụ có đồng ý hay không. Hắn không phải người sắt, nhưng trước hắn có tường đồng vách sắt, không ai có thể động vào hắn được. Hạ Tưởng Như được khai thông đầu óc, không nghĩ tới, vốn nghĩ là đến Bắc Kinh để có thêm thông tin về tiến triển của sự việc, sắp xếp lại một chút việc nối nghiệp, tận hết khả năng để giảng hòa, hiện tại xem ra, thật sự không cần làm điều thừa. Đúng. Theo hắn rất thành thật, sẽ làm mấy ông cụ cho rằng hắn thật sự trưởng thành đến trình độ thâm trầm, dáng vẻ già nua, nên đến thời điểm phải làm ồn ào, sẽ khóc như đứa nhỏ đòi bú sữa. Nếu Lão Cổ chủ động nhận lấy, hắn cũng đừng đến dàn xếp ổn thỏa mà làm phát hỏa, không bằng châm ngòi thổi gió, lại cổ động một ông cụ chú ý việc này, xem nha nội có dám làm cho sự việc náo loạn lên hay không. Được rồi, nhất định như vậy rồi. Hạ Tưởng cười ha hả. Quay đầu nói với Tống Nhất Phàm. Muốn đi chơi đâu, anh đi cùng em. Tống Nhất Phàm hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn. Anh Hạ, anh đừng làm em sợ, em nhát gan. Anh vừa rồi nghĩ đến chuyện gì? Cái gì, anh nói sẽ chơi với em, không phải anh có chuyện phải xử lý sao? Hiện tại không có việc gì, nhiệm vụ hôm nay, chính là ở bên em. À, thật tốt quá. Tống Nhất Phàm vươn ngón cái. Móc nghéo. Không được đổi ý. Hạ Tưởng không chút do dự liền móc nghéo với Tống Nhất Phàm. Tuy nhiên hắn hối hận rất nhanh, bởi vì Tống Nhất Phàm bắt hắn đưa cô đi Hoan Nhạc Cốc, kết quả ngược lại, nửa ngày tiếp theo, thiếu chút nữa hắn lả đi, gần như chân bất động, Tống Nhất Phàm vẫn không chịu buông tha hắn. Không ai ngờ, Phó Bí Thư Hạ Tưởng khẩn cấp bay về Bắc Kinh, chỉ chơi một vòng rồi quay trở về thành phố Lỗ, một nhân vật quan trọng cũng không gặp, một cuộc điện thoại mấu chốt cũng không gọi. Dường như đến cũng như không. Cũng không đúng, ngoại trừ gặp Tống Nhất Phàm. Màn đêm buông xuống, Hạ Tưởng quay trở về thành phố Lỗ. Vừa hạ cánh, đã an vị trong xe chuyên dụng, về tới tỉnh ủy. Sau khi ở văn phòng gọi vài cuộc điện thoại, Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười. Thực ứng với một câu, no đủ thì gan lớn, đói thì nhát gan, phía Bắc Kinh đứng sừng sững, bởi vì có thái độ ngầm đồng ý với Hạ Tưởng, bởi vì Hứa Quan Hoa ra sức ủng hộ. Càng bởi vì Lão Cổ lên tiếng, sau khi lực lượng chính trị tham gia đợt sóng thứ nhất, đang chuẩn bị tiến hành đối phó, đả kích toàn bộ sản nghiệp, từ chính sách đến kinh tế đều toàn diện, nhưng còn chưa kịp đánh đập tàn nhẫn, lại nhanh chóng thu tay. Uy anh của Lão Cổ, là ở Bắc Kinh, ngay cả Chủ tịch Quốc hội cũng kiêng kỵ vài phần. Hạ Tưởng vừa lòng, là vừa lòng rất nhiều, nhưng còn có chỗ bất mãn, nhịp độ của Nga Ni Trần quá bảo thủ. Sau khi Nguyên Minh Lượng hoàn toàn đầu tư tài chính vào nha nội, lại thuận thế mà lên, đem sừng luồn vào danh nghĩa mấy sản nghiệp không quá quan trọng của nha nội, liền nắm trong tay lỗ hổng, chỉ cần Nga Ni Trần và Dương Uy gật đầu, có thể qua tay bắt, lấy giá phải trả nhỏ nhất. Nga Ni Trần và Dương Uy sau khi chứng kiến lực lượng chính trị hùng mạnh của đối phương, lại lùi bước, cho rằng tốt nhất chuyển biến tốt hãy thu tay, không nên làm sự việc náo loạn lên. Tuy rằng cũng có Hứa Quan Hoa ra tay dọa lui đối phương, nhưng dù sao đối phương quá mạnh. Nguyên Minh Lượng hiện tại làm trò quá sâu, chỉ quan tâm thành bại, không quan tâm đến tranh đấu phía trên sân khấu chính trị. Nếu bảo anh ta toàn diện tấn công sản nghiệp của nha nội, anh ta cũng không nói hai lời mà sẽ ra tay, lúc này anh ta đã là một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, trong mắt anh ta, chỉ có kinh tế, không có chính trị. Hạ Tưởng gọi điện đúng lúc tấn công, chỉ thị rất rõ ràng. Tiếp tục tiến công, nhưng hoãn thế công, chỉ đánh như tầm ăn dỗi và đe dọa là chính, có thể tấn công một chút, là một chút, nhưng không thể khiến đối phương cảm giác là muốn chiến đấu đến cùng. Ra chỉ thị tinh thần,
hạ tưởng e sợ thiên hạ không loạn, lại gọi điện thoại cho ông cụ Ngô nói rằng hắn đã lâu không gọi điện thoại xin chỉ thị của ông cụ, tình huống bình thường đều là đàm đạo trực tiếp, liền đã nói rõ ý đồ. Ông à, có việc như thế này, ông xem. Ông cụ gần như không chần chừ, trả lời rõ ràng lưu loát. Sự việc hợp tình hợp lý, vì sao không làm? Tranh đấu trong kinh tế, không phải là sẽ tranh đoạt địa bàn từng tấc đất một sao? Bắt! Một câu không chút dài dòng, bắt, khiến Hạ Tưởng thiếu chút nữa bị thiêu đốt. Đừng nghĩ ông cụ Ngô dường như nhiều năm không hỏi thế sự, nhưng trong lòng ông vẫn như gương sáng, lực lượng khắp nơi bên trong Bắc Kinh đều rất mạch lạc rõ ràng giống hệt như là ở trong lòng ông cụ. Ông cụ nói bắt, thì nhất định có thể bắt. Ông cụ Ngô nói bắt, lão cổ nói ông đã định rồi, Hạ Tưởng liền như một đứa bé được chỉ thị, múa may cây gậy lớn, phải bắt nạt ức hiếp nha nội cho tốt. Không ức hiếp thì không ức hiếp, ai khiến nha nội tay trái muốn thâu tóm Tiếu Giai, tay phải muốn bắt Đạt Tài, gã cũng khinh người quá đáng. Hơn nữa nha nội lại thông đồng với Tần Khản làm bậy, bỏ qua việc muốn tham gia đấu tranh chính trị ở tỉnh Tề, được, dám nhúng tay, cũng đừng sợ bị bắt đánh cho đau tay. Tuy nhiên Hạ Tưởng chung quy vẫn để lại một con đường, không làm nha nội không còn đường để đi, chỉ khiến nha nội cảm thấy đau, cảm thấy thịt đau, nhưng còn có thể chịu đựng được. Nhà nội phỏng chừng cũng biết đá phải tấm thép, không dùng đến lực lượng chính trị nữa, mà tiếp tục lợi dụng thủ đoạn kinh tế đánh trả. Lực lượng chính trị không hề tham gia, hết thảy đều dựa theo quy tắc mà xử lý, hơn nữa Nguyên Minh Lượng nghe theo chỉ thị của Hạ Tưởng, cố ý tấn công chậm lại, thế cục tạm thời đang giằng co. Nếu chiến, nhà nội tổn thất vượt quá hàng trăm triệu, ăn một quả bồ hòn, lão cổ trấn thủ trước mặt, Nguyên Minh Lượng âm thầm chỉ huy dưới. Ở hai mặt chính trị và kinh tế đều bị bao vây, có thể nói đây sẽ là trận thua lớn nhất trong đời. Nhà nội vừa không cam tâm nhận thua, lại không cam lòng tổn thất, còn muốn thế cục hòa nhau, nhưng trong trường hợp không có lực lượng chính trị có thể mượn dùng, chỉ trông vào thực lực kinh tế và thủ đoạn kinh tế, rồi lại phát hiện không thể cạy móc ra cơ sở của Tiếu Giai, liền hình thành cục diện giằng co. Cũng là, tổn thất hàng trăm triệu, ngay cả một nơi để nói rõ lý lẽ cũng không có. Nhà nội còn chưa từng nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy, gã chịu nuốt xuống chuyện này mới là lạ. Bởi vì thất bại lớn ở Bắc Kinh, nhà nội được cái này mất cái kia, đàm phán với Thành Đạt Tài lâm vào tình cảnh tạm dừng, nhà nội không nhắc lại việc rút vốn nữa. Nhưng thật ra gã muốn đề cập đến chuyện đó, nhưng biết nói làm sao. Chủ yếu cũng là nỗi lòng khó mà thanh thản, mắt thấy khối thịt béo ngay bên miệng, miệng chỉ cách có một tấc, lại đột nhiên không cánh mà bay, chẳng những bay. Còn mang đi nguyên một miếng thịt béo khác của gã, trái tim đau, không lời nào có thể diễn tả được. Nhà nội cảm thấy trận chiến với Tiếu Giai là một sự nhục nhã vô cùng từ trước đến giờ của gã. Không phục thì biết làm thế nào, lấy chính trị mà đàn áp Tiếu Giai sao? Lão cổ lên tiếng, ai động đến một đầu ngón tay của Tiếu Giai, chính là muốn phá hỏng xương cốt của ông. Lời này nói ra, khu canh gác Bắc Kinh đột nhiên xuất hiện chuyện lạ. Có vài tên con cháu quan chức lực lượng trung kiên trong quân đội, bình thường âm thầm hoạt động phi pháp bị người ta vạch trần, chuẩn bị đến bước hỏi cung. Tuy nhiên cũng là đầu voi đuôi chuột, sự tình gây tai tiếng khá lớn, nhưng chỉ là tên đã lên dây, mà chưa bắn đi, cũng là để lại một đường, là báo cho một số người, đừng có hành động thiếu suy nghĩ, chọc giận lão cổ sẽ giết người. Nhà nội cũng đã qua tuổi vội vàng hấp tấp, nhưng vẫn cho rằng cha gã và lão cổ liều mạng với nhau. Muốn ra mặt tạo áp lực giúp cho cha lại cự tuyệt, nói. Vài trăm triệu là số lượng nhỏ, lão cổ nói mượn 1 tỷ của cha qua ngày sinh nhật, cha cũng phải cho mượn. Thủ đoạn lão cổ rất cay độc, việc của quân đội cha không thể hỏi đến, không thể phạm vào tối kỵ. Chẳng lẽ chỉ có thể nén giận, nhà nội cũng biết tính cách cha là nói 102, ông ta đã quyết định, thì khó sửa đổi, nói đúng là, đã không thể giải quyết vấn đề trước mắt bằng chính trị. Chỉ có thể từ lĩnh vực kinh tế mà ra tay. Về kinh tế, nhà nội gần như vô kế khả thi, bởi vì thủ đoạn của đối phương quá mức cao minh, khiến gã vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp thoát vây tốt. Không nghe nói bên cạnh Tiếu Giai có cao nhân như vậy, rốt cuộc là ai đứng đằng sau bày kế kinh tế cho Tiếu Giai. Nhà nội thề nhất định phải bắt được nhân vật mấu chốt đằng sau, nếu để gã phát hiện người đó là ai, nhất định phải tìm mọi biện pháp đưa tên đó vào chỗ chết. Quân sư quạt mò đáng ghét. Nhà nội từ trước đến nay chưa từng lâm vào thời kỳ luống cuống bất an thế này, muốn nhận thua, không có dũng khí lại cũng không cam lòng, không muốn nhận thua, lại không có cách nào khác giành được thắng lợi tiếp theo,
rằng co, có khả năng còn có thể thua nặng nề hơn. Làm sao bây giờ, nhà nội hết đường xoay sở. Cho đến lúc này, nhà nội còn chưa nghi ngờ sau lưng Tiếu Giai có bóng ma Hạ Tưởng, nếu cho gã biết Hạ Tưởng đang âm thầm ra sức ủng hộ Tiếu Giai, không biết gã có thẹn quá thành giận hay không, hoặc là rõ ràng trực tiếp nhận thua cho xong việc. Nhà nội thất bại, đúng lúc khiến Thành Đạt Tài chẳng những thong dong qua được cửa ải, không bị nhà nội uy hiếp, hơn nữa cuối cùng một tháng sau, nguy cơ tài chính sắp gãy được hóa giải. Mà sau đó, Nguyên Minh Lượng bí mật tới thành phố Yến, ngồi cùng Thành Đạt Tài, đàm đạo việc hợp tác, lúc ấy khối đá lớn trong lòng Thành Đạt Tài rốt cục ầm ầm rơi xuống đất, xem như 100% an tâm. Mặc dù không biết nhà nội ở Bắc Kinh bị người ta đánh cho gần như đầu rơi máu chảy, có phải Hạ Tưởng ra tay hay không, thì Thành Đạt Tài đều biết rằng trong toàn bộ quá trình sự kiện, nơi chốn đều có bóng dáng của Hạ Tưởng, nếu không có Hạ Tưởng ra tay tương trợ, nếu không có Hạ Tưởng ở giữa phối hợp tác chiến, ông ta và nhà nội một lần mặt đối mặt va chạm cũng không đủ. Khuyến khích dũng khí để thắng lợi. Ở thành phố Lỗ cũng thế, tại thành phố Yến cũng vậy, Thành Đạt Tài đều cảm giác là tác chiến ở sân nhà, không có chút áp lực tâm lý nào, và đối mặt nhà nội người gây sự ở thế tấn công và chỗ dựa chính trị vững chắc phía sau, chắc ông ta cũng không có ý định lui bước, tất cả là bởi vì sau lưng ông ta, cũng có lực lượng chính trị hùng mạnh chống đỡ, ông ta sẽ cùng với nhà nội chiến đấu hăng hái. Cũng nói, Thành Đạt Tài trải qua nhiều sự đời, nên đã sớm thấy hết thảy, nhưng vẫn nhìn không thấu Hạ Tưởng. Lẽ ra với cấp bậc của Hạ Tưởng, đừng nói ganh đua cao thấp với Chủ tịch Quốc hội, ngay cả ở trước mặt Khâu Nhân Lễ, cũng sẽ bị Bí thư tỉnh ủy quyền uy cho một câu phủ định. Nhưng chỉ dựa vào một phó bí thư tỉnh ủy, dựa vào sự từng trải và có kiến thức của Thành Đạt Tài, liền nhận định chỉ cần Hạ Tưởng kiên định đứng sau lưng ông ta sẽ không e ngại nha nội tạo áp lực về mặt chính trị. Rất nhiều thời điểm, tín nhiệm và lo lắng, có lẽ quả thật chỉ do tâm lý, nhưng chiến đấu trên thương trường và bất cứ đọ sức gì, đều có điểm quan trọng nhất, là phép màu bên trong. Sau khi bí mật đàm đạo với Nguyên Minh Lượng, trong lòng Thành Đạt Tài chắc chắn, tập đoàn Đạt Tài thành lập mười mấy năm qua, gặp phải nguy cơ lớn nhất, xem như có kinh hãi mà không có nguy hiểm mà vượt qua. Mối nguy của Thành Đạt Tài đã vượt qua, mối nguy của Hứa Quan Hoa lại vừa mới bắt đầu. Tuần giữa tháng 12, chớp mắt đã cuối năm, khi mới kết hôn không lâu Hứa Quan Hoa nhận được giấy điều động, bị điều đi quân khu Dương Thành, với quân hàm thiếu tướng đảm nhiệm phó ủy viên chính trị quân khu Dương Thành. Người sáng suốt đều nhìn ra, cấp bậc của Hứa Quan Hoa chưa thay đổi, quân hàm chưa tăng, lại từ quân ủy trung tâm Bắc Kinh điều đến thẳng quân khu Dương Thành, hiển nhiên là đi cho có tiếng. Hứa Quan Hoa còn thiếu phải rèn luyện ở quân khu địa phương, nay đến quân khu Dương Thành, tất nhiên lý lịch sẽ càng thêm đẹp, chờ sẵn cho bước tiếp theo nâng lên cấp trung tướng. Quân khu Dương Thành là quân khu lớn, nếu làm việc một cách thích đáng, Hứa Quan Hoa có thể hoàn thành từ thiếu tướng lên đến trung tướng ở quân khu Dương Thành, tiến thêm một bước nữa từ chức phó chuyển lên chức vị chính, cũng không phải không có khả năng. Mong đợi rất đẹp, nhưng sự thật rất tàn khốc, bởi vì quân khu Dương Thành là lực lượng đối lập, người trong cuộc trong lòng đều biết rõ. Ai cũng biết rằng Hứa Quan Hoa là tướng được lão cổ yêu thích, là lực lượng hậu bị được lão cổ bồi dưỡng mạnh ở trong quân đội, chẳng khác nào người nối nghiệp của lão cổ, nhưng quân khu Dương Thành lại là khu vực mà lực lượng của lão cổ yếu kém. Hứa Quan Hoa vẫn lấy thân thử lửa, đi tới quân khu Dương Thành, chẳng lẽ chỉ bởi vì ghế trống của một gã phó ủy viên chính trị quân khu Dương Thành. Quả thật, phó ủy viên chính trị là vị trí tốt. Lúc ấy ứng cử viên tranh đoạt vị trí này không ít, người được chọn chính là người đứng đầu. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, nếu so sánh về tuổi tác, Hứa Quan Hoa có ưu thế lớn là tuổi trẻ, cũng không nóng lòng ra khỏi Bắc Kinh, hoàn toàn có thể chờ đợi một chút, bởi vì vị trí tốt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng luôn có cơ hội đợi được ghế trống. Cần gì phải gấp gáp nhất thời đi vào quân khu Dương Thành nơi mà lão cổ có lực ảnh hưởng yếu nhất. Còn có người âm thầm đoán. Lão cổ nóng lòng sắp xếp Hứa Quan Hoa ra khỏi Bắc Kinh rèn luyện, chẳng lẽ là sức khỏe của lão cổ xuất hiện vấn đề gì, lo lắng chậm chân sẽ không cạnh tranh được. Cũng có người nghiền ngẫm thâm ý trong đó, Trần Cốc Thiên thân là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam, quan hệ với lão cổ cũng dường như bình thường, Hứa Quan Hoa chẳng qua là một mình vào Lĩnh Nam, tuy rằng vị trí không tồi, nhưng lựa chọn nơi cũng quá hung hiểm. Hơn nữa Ngô Hiểu Dương rất không vừa mắt với Hứa Quan Hoa. Ngô Hiểu Dương chính là cấp trên, Hứa Quan Hoa không phải tự tìm phiền phức, thì là làm gì? Nói không chừng rèn luyện không tốt, đột nhiên không đứng dậy nổi cũng chưa biết.
Hứa Quan Hoa quả thật một mình vào lĩnh Nam, không có sự phối hợp từ tỉnh ủy, không có đồng minh trong quân đội, anh ta làm sao giữ được chỗ? Mạo hiểm, rất mạo hiểm. Tuy nhiên cẩn thận phân tích lại, với danh tiếng của lão cổ trong quân đội, với trí tuệ chính trị của lão cổ, quả quyết sẽ không để Hứa Quan Hoa phải đánh cuộc một lần, với cấp bậc và địa vị trước mắt của Hứa Quan Hoa, không đáng phải đánh bạc, xét theo lý lịch kinh nghiệm, nói không chừng cũng có thể lên đến thượng tướng. Nếu lão cổ ra sức ủng hộ Hứa Quan Hoa, thậm chí không tiếc đắc tội Ngô Hiểu Dương, còn lúc này bắt đầu trở mình, muốn đưa Hứa Quan Hoa đến lĩnh Nam, là có thâm ý gì? Ngay cả Hạ Tưởng cũng không lý giải được sự sắp xếp này, nếu nói trước khi ở Bắc Kinh tham gia hôn lễ của Hứa Quan Hoa, lão cổ sắp xếp thế nào, hắn sẽ gật đầu một cái. Sau khi diễn ra hôn lễ ở Bắc Kinh, chính mắt thấy Ngô Công Tử kiêu ngạo và vô lễ, hắn liền rõ ràng nhiệm kỳ mới tới gần, lực lượng khắp nơi trong quân đội cũng chính là mạch nước ngầm có tiềm năng thành sóng lớn, cũng nổi lên một trận xáo trộn. Chỉ có điều lão cổ lựa chọn lúc này cho Hứa Quan Hoa ra khỏi Bắc Kinh, nguyên nhân quan trọng thứ nhất hẳn là vì tránh cho nhiệm kỳ mới là lúc quân ủy bị tấn công trực tiếp, đến lĩnh Nam có lẽ có thể tránh né bão táp ở Bắc Kinh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lĩnh Nam cũng có sóng gió lớn. Đang lúc Hạ Tưởng cảm giác dường như mở ra được một cánh cửa, tỉnh lĩnh Nam điều chỉnh nhân sự hạng nhất trọng đại, khiến trước mắt hắn sáng ngời, ý nghĩ đột nhiên rộng mở sáng tỏ. Chủ tịch tỉnh lĩnh Nam đổi người, người mới nhậm chức chủ tịch tỉnh lĩnh Nam, như thế nào cũng thật không ngờ là một người Hạ Tưởng coi như đã quen thuộc. Sau khi Hạ Tưởng khéo léo từ chối Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng cho rằng giữa hắn và lĩnh Nam, tuy rằng không thể xem như cách trăm núi ngàn sông, nhưng là núi cao sông dài, khoảng cách xa xôi. Càng nói sâu thêm, hắn thậm chí cũng không cho rằng sau khi giải quyết xong vấn đề cuối cùng còn sót lại ở tỉnh Tề, Trần Hạo Thiên sẽ nhắc lại việc hắn đi lĩnh Nam. Từ khi từ biệt nhau ở Bắc Kinh, Trần Hạo Thiên ngoại trừ sai người đưa chút trà tới, cũng không có tỏ vẻ quá nhiều, thậm chí điện thoại cũng không gọi đến một lần, giống như sự tình đã hoàn toàn trôi qua. Hạ Tưởng ngồi trong văn phòng, hai tin tức một trước một sau truyền đến, khiến cho trong lòng hắn gợn sóng, hắn liền biết, chiến trường phát động trận chiến tiếp theo, sẽ từ tỉnh Tề chuyển hướng sang lĩnh Nam. Nói thật ra thì, tỉnh Tề vẫn sẽ không là chiến trường đấu tranh chính trị chủ lực trong nước, bởi vì tỉnh Tề tuy rằng thực lực kinh tế rất mạnh, nhưng so sánh với lĩnh Nam chói mắt cùng với thường xuyên bị truyền thông đưa tin, tỉnh Tề rất khiêm tốn nên thường xuyên làm người dân quên mất sự tồn tại của tỉnh Tề. Là tỉnh đứng thứ ba về kinh tế, thanh danh và địa vị chính trị của tỉnh Tề quả thật không quá tương xứng. Chẳng qua là khiêm tốn, đấu sức chính trị bên trong tỉnh Tề, cho tới bây giờ vốn không có gió êm sóng lặng lắm. Tỉnh Tề không phải chiến trường chính, nhưng cũng vẫn là một trong những chiến trường chủ yếu. Từ thế lực địa phương khổng lồ ở tỉnh Tề có thể thấy được những mảng đốm, từ số ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tề là người tỉnh Tề chiếm tỷ lệ cao là có thể rút ra kết luận. Cũng là bởi vì thế, mới khiến Trình Tại Thuận trở thành trường hợp đặc biệt, đã lùi về tuyến 2 mà hào quang của Phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh vẫn quá mức chói mắt, mới khiến thân là bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân Khâu Nhân Lễ cũng không làm gì được khi hiện tượng Trình Tại Thuận xuất hiện. Tỉnh mạnh về kinh tế, không nhất định tất nhiên cũng mạnh về chính trị, nhưng nhất định sẽ là tỉnh có vướng mắc lợi ích nhất. Kinh tế quyết định hết thảy theo đuổi lợi ích lớn nhất, người làm quan vì chiến tích vì GDP, đều là theo đuổi lợi ích kinh tế. Tỉnh Tề không phải chiến trường chính nhưng nói không phải khoa trương, lại là chiến trường vô cùng mấu chốt. Tần Khản dám gây sự với Tôn Tập Dân, chính là một hình thức biểu hiện khác của rằng co bên trong các lực lượng phía sau ở Bắc Kinh. Giữa phe phái và phe phái, lực lượng sừng sững chẳng những châm chọc mũi nhọn trực tiếp vào đối phương, cũng có rằng co giữa ta và ngươi không rõ. Tần Khản và nha nội có thể ngồi cùng một chỗ ăn cơm, bắt tay nói chuyện vui vẻ, cũng có thể xoay người trở mặt, sau lưng chém cho đối phương một đao. Cho dù hiện tại quan hệ giữa Hạ Tưởng và thế lực gia tộc và đoàn hệ nhìn như mật thiết, kỳ thật cũng có tai họa ngầm, không có khả năng mỗi người trong thế lực gia tộc đều có quan niệm chính trị giống nhau. Càng không thể có mỗi người trong đoàn hệ đều tán thưởng đối với hắn, thậm chí về sau có lẽ còn có thể đi ngược lại lập trường của thế lực gia tộc ở một số sự việc, cũng sẽ không thể đồng bộ với đoàn hệ ở một số quan niệm, nhưng đều không quan trọng, quan trọng là lúc có hợp tác có chung nhận thức là được. Đúng, quan trọng chính là phù hợp với nguyên tắc lợi ích lớn nhất lúc này là được, đây là một trong những nguyên nhân căn bản mà lão cổ một lòng thúc đẩy Hứa Quan Hoa đi tới lĩnh Nam. Bởi vì sau khi tin thay đổi chủ tịch tỉnh lĩnh Nam truyền đến,
để Hạ Tưởng biết được ứng cử viên mới nhậm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Lĩnh Nam là ai. Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một con đường rộng lớn, hắn chỉ biết, lão cổ ở sau lưng nhất định đạt được chung nhận thức với Tổng Bí Thư. Hoặc nói là đạt được ký kết ngầm. Đúng vậy, Lĩnh Nam đổi chủ tịch tỉnh, người mới nhậm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Lĩnh Nam không ngờ là Mễ Kỳ Hỏa. Nếu như trước khi công bố Mễ Kỳ Hỏa được bổ nhiệm, Hạ Tưởng nhiều ít thấy mơ hồ đối với việc Hứa Quan Hoa tới Lĩnh Nam nhậm chức, hắn đã mơ hồ đoán được Hứa Quan Hoa đi Lĩnh Nam hẳn là vì âm thầm phối hợp một nhân vật quan trọng nhậm chức. Trước đây, hắn đã từng nghe Cổ Thu Thật nói tin tức tỉnh Lĩnh Nam sẽ thay đổi chủ tịch tỉnh. Hứa Quan Hoa đi Lĩnh Nam, hơn nửa là vì giải đường cho chủ tịch tỉnh mới nhậm chức đến nhận chức. Lại không nghĩ rằng, chủ tịch tỉnh mới nhậm chức chính là Mễ Kỳ Hỏa. Cũng là vì Mễ Kỳ Hỏa vài lần chú ý thế cục tỉnh Tề làm cho Hạ Tưởng lầm tưởng, Hạ Tưởng cho rằng Mễ Kỳ Hỏa khả năng sẽ tới tỉnh Tề nhậm chức. Tuy rằng hiện tại tạm thời tỉnh Tề không có vị trí trống, nhưng từ chuyện Lý Vinh Thăng được sắp xếp trước đây chứng minh đã bắt đầu bố cục trước, tuy rằng bộ máy tỉnh ủy đã điều chỉnh xong, nhưng Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề còn có thể điều chỉnh. Tình thế biến đổi tạo ra vị trí để Mễ Kỳ Hỏa có thể nhảy dù xuống, cũng không phải không có khả năng. Mễ Kỳ Hỏa cũng đi Lĩnh Nam, hơn nữa còn là chủ tịch tỉnh, thực tại khiến Hạ Tưởng chấn động, và khiếp sợ rất nhiều, có một điểm còn chưa nghĩ thông suốt được. Từ những việc đã qua mà nói, Mễ Kỳ Hỏa không tính là người của đoàn hệ, nhưng ông ta là chánh văn phòng của Tổng Bí Thư, là dòng chính của Tổng Bí Thư, thậm chí có thể nói, so với Trần Hạo Thiên thì ông ta càng là dòng chính chính thức hơn. Trần Hạo Thiên xem như lực lượng trung kiên của đoàn hệ, trấn thủ Lĩnh Nam, cũng tương đương với Tổng Bí Thư quản lý tỉnh mạnh về kinh tế nhất trong nước. Với lý lịch kinh nghiệm của Trần Hạo Thiên, đảm nhiệm Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam, cũng xứng đáng. Nhưng cũng nói, Mễ Kỳ Hỏa tuy rằng cấp bậc đã tới chính bộ, nhưng nói cho cùng không có kinh nghiệm chính trị địa phương, ra khỏi Bắc Kinh tới Lĩnh Nam đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, bước này thật đúng là long trời lở đất. Mấu chốt còn nữa, mấy năm gần đây, chủ tịch tỉnh tỉnh Lĩnh Nam luôn luôn do cán bộ sinh trưởng ở Lĩnh Nam đảm nhiệm, cũng là để dịu đi quan hệ giữa Trung ương và thế lực địa phương ở Lĩnh Nam, có lợi cho việc triển khai các công tác. Bởi vì thế lực địa phương ở Lĩnh Nam cũng tương đương với đoàn hệ, và khác với thế lực địa phương tỉnh Tề cứng rắn, mạnh mẽ ở chỗ, thế lực địa phương ở Lĩnh Nam tuy rằng ở mặt ngoài ôn hòa, nhưng thực tế âm thầm đoàn kết, càng vững chắc hơn so với liên kết nhau trong thế lực địa phương tỉnh Tề, người ngoài càng khó len vào. Lấy người từ bên ngoài đến đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, lấy người địa phương đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, Trung ương đã liên tục mười mấy năm không thay đổi, hơn nữa thu được hiệu quả tốt đẹp, như thế nào lại đột nhiên vì Mễ Kỳ Hỏa phá vỡ thường lệ trước kia, ngoài dự đoán mọi người mà đi nhậm chức. Nói đến cùng thì, Mễ Kỳ Hỏa rõ ràng không xem như người của đoàn hệ, ông ta và Trần Hạo Thiên vào bộ máy coi như cũng hợp nhau, ít nhất ở thời điểm bộ chính trị thảo luận bổ nhiệm, sẽ không gặp lực cản nhiều lắm. Cụ thể lặng yên không một tiếng động mà thông qua bổ nhiệm như thế nào, sau lưng lại có bao nhiêu kẻ đọ sức và có kẻ mặc cả, Hạ Tưởng không biết được, và cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn biết, bão táp ở Lĩnh Nam, sau khi Hứa Quan Hoa và Mễ Kỳ Hỏa lần lượt nhậm chức, có thể bình ổn hay không. Lĩnh Nam là tỉnh lớn nhất trong nước, không thể nhiễu loạn vì bất cứ điều gì, nếu loạn, ảnh hưởng to lớn, di hại rộng, làm người ta không dám nghĩ sâu. Lại bởi vì sự việc có liên quan đến kế hoạch thăng tiến lâu dài của Trần Hạo Thiên, sắp xếp hai tầng ở địa phương và quân đội, có thể thấy được mức độ coi trọng của Trung ương đối với Lĩnh Nam là trước nay chưa từng có. Cũng chứng minh một điểm, tình trạng loạn thống trị ở Lĩnh Nam, tận dụng khả năng khiến Lĩnh Nam trở về cục diện chính trị yên ổn đoàn kết, là chuyện Lão Cổ và Tổng Bí Thư đều nhất trí. Hẳn cũng là Lão Cổ nhạy bén phát hiện thời cơ, mới khiến Hứa Quan Hoa đúng lúc ra khỏi Bắc Kinh. Đặt mình vào nơi sóng gió ngập trời, chính là vì vật lộn sóng gió đồng thời, lọt vào mắt Tổng Bí Thư, và chiến tích bay thẳng lên. Cũng là một bước hiểm, tuy rằng hiểm một chút, nhưng trên có Trần Hạo Thiên phối hợp, giữa có Mễ Kỳ Hỏa phối hợp tác chiến, Hứa Quan Hoa đi Lĩnh Nam lần này, coi như là đi được. Nếu chẳng may Trần Hạo Thiên thăng tiến thành công, con đường tương lai của Hứa Quan Hoa sẽ càng thêm rộng lớn. Lão Cổ, Diệu Kỳ, T, R, U, I. E-N-I-I-C-O-M. Chẳng qua tin tức trước đó được phong tỏa vô cùng nghiêm mật, khiến Hạ Tưởng cũng đến phút cuối cùng mới biết được, cũng không phải là Lão Cổ cố ý giấu giếm hắn, cũng không phải Cổ Thu Thật không chịu thật lòng cho biết, mà là đọ sức sau lưng, khẳng định chấn động lòng người.
Hạ Tưởng ở trong văn phòng, ước chừng im lặng hơn nửa giờ, từ khiếp sợ ban đầu, đến hiện tại tỉnh táo, hắn xem như lại một lần nữa khắc sâu nhận thức bão táp trong chính trị thật khó lường, rất nhiều thời điểm, không đến phút cuối cùng, cũng không ai biết rốt cuộc sẽ có dạng kết quả gì. Không ngờ Mễ Kỳ Hỏa đi lĩnh Nam, Hạ Tưởng muốn cười nhưng không cười nổi, bởi vì hắn biết rõ lần này đi lĩnh Nam, trên vai Mễ Kỳ Hỏa có trọng trách nặng, nếu nhất thời vô ý, ông ta thậm chí có thể bị đè cho sụp đổ. Chủ tịch tỉnh tỉnh lĩnh Nam, cũng không dễ làm, chẳng những phải gánh vác trọng trách dẫn dắt kinh tế tỉnh lĩnh Nam tiến thêm một bước, còn phải tận dụng hết khả năng quan hệ tốt với thế lực địa phương ở lĩnh Nam, mới có thể khiến trên ra lệnh dưới làm theo, mới có thể giữ gìn kinh tế tỉnh lĩnh Nam phát triển vững vàng. Nếu sau khi Mễ Kỳ Hỏa đến nhận chức, kinh tế lĩnh Nam không có khởi sắc, bão táp lĩnh Nam vẫn như cũ, đừng nói ông ta ở lĩnh Nam mặc dù là có chiến tích có thêm lý lịch, thậm chí khả năng trở thành trận chiến Waterloo của ông ta. Trận Waterloo diễn ra vào ngày Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiếng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoleon. Thất bại ở trận đánh này đã đặt dấu chấm hết cho ngôi vị hoàng đế Pháp của Napoleon và vương triều 100 ngày của ông. Hạ Tưởng không hiểu hết được Tổng Bí Thư sắp xếp Mễ Kỳ Hỏa đến lĩnh Nam là có dụng ý gì, coi như là bên trên có Trần Hạo Thiên phối hợp, nhưng dưới tình hình ở lĩnh Nam chung quanh đều đang châm lửa, Trần Hạo Thiên có khả năng ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể nào phân tâm mà giúp đỡ Mễ Kỳ Hỏa. Suy nghĩ rất nhiều sự tình, khiến Hạ Tưởng trước mắt đầu tiên là sáng ngời, hiện tại lại mù mịt trong xương. Hắn đứng dậy mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài không trung mây che kín, một trận gió lạnh thổi tới, khiến đầu của hắn được một cơn gió mát lạnh. Trời tối chậm, chắc sẽ có tuyết rơi, Hạ Tưởng bỗng nhiên hứng thú, cầm lấy di động gửi một tin nhắn. Tối chậm sẽ có tuyết, có thể uống một ly không? Không bao lâu, đối phương hồi âm. Có thể. Hạ Tưởng cười thầm, cất di động, bước chân thoải mái mà ra khỏi văn phòng. Tại Hạ Vũ Hà ở ven hồ Đại Minh, cứ khi mùa hè đi qua, việc trồng hoa lại trở nên tàn tạ, nhưng cái tên Hạ Vũ Hà chưa biến mất, kinh doanh vẫn thịnh vượng như cũ, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ ngồi, một người một ly trà thơm. Phó Bí Thư Hạ, Ủy ban Kỷ luật Trung ương vẫn không thúc đẩy việc lập án với Tần Khản, lực cản rất lớn. Chu Hồng Cơ thở dài tức tối một tiếng. Ở trước nhiệm kỳ mới, ai cũng không muốn đắc tội một phe phái khác, đều muốn có sự ủng hộ. Nói cho cùng vụ việc của Tần Khản cũng quả thật quá nhỏ, muốn đào sâu, tìm không thấy cách đột phá. Muốn mượn lực lượng Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới bắt Tần Khản, có lẽ trước kia cũng đã chứng minh đường này không thông, Chu Hồng Cơ vẫn tín nhiệm mù quáng đối với lực lượng Ủy ban Kỷ luật Trung ương, bất luận lập án gì với một cán bộ cấp phó tỉnh, đều phải kinh động đến án lớn của mấy đại đầu sỏ. Mặc dù hắn tin Tần Khản gian trá, Chu Hồng Cơ cũng tin, Tôn Tập Dân càng tin, Trung ương cũng không chỉ dựa vào đoán định mà điều tra một gã phó chủ tịch tỉnh để bỏ dở công tác. Nói đúng hơn là, trước khi Tần Khản chưa tạo ra hậu quả nghiêm trọng, pháp luật cũng vậy, điều lệ quản lý cán bộ đảng viên cũng thế, đều không áp dụng hành động gì êm tai nhằm vào phạm tội chưa thực hiện. Tôi hôm nay mời anh đến đây, là có một việc chuyện quan trọng phải nhờ và gửi gắm. Hạ Tưởng không tiếp lời Chu Hồng Cơ, nói thẳng ra ý đồ. Chu Hồng Cơ chấn động. Tại sao vậy, Phó Bí Thư Hạ phải rời khỏi tỉnh Tề sao? Xuyên qua ánh sáng cửa sổ thủy tinh, bên ngoài ngọn đèn chiếu xuống, rõ ràng có thể thấy được từng tảng tuyết lớn đang rơi xuống. Trận tuyết đầu tiên của thành phố Lỗ không ngờ đã rơi. Hạ Tưởng kiềm không nổi cười, chỉ có điều hắn nói phải giao phó cho Chu Hồng Cơ, cũng không có nói là hắn phải rời khỏi tỉnh Tề. Chu Hồng Cơ hà tất phải nói những lời nói ấy. Chu Hồng Cơ sau khi kinh ngạc, lại lấy lại được thái độ bình thường, khoát tay cười. Tôi nghe nói bổ nhiệm của Mễ Kỳ Hỏa, cũng biết rằng Hứa Quan Hoa đã đến quân khu Dương Thành để nhậm chức, hai sự việc bên ngoài tuy không có mối quan hệ, bên trong còn có nhiều chỗ cần phải suy xét lại. Vẫn còn một điểm, cuối cùng tôi đã cảm thấy, Hứa Quan Hoa là người đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất, theo sau là bổ nhiệm Mễ Kỳ Hỏa. Chỉ là vì một người tiến vào lĩnh Nam mở đường. Bổ nhiệm Hứa Quan Hoa là công việc trong quân đội, bình thường thì sẽ không công bố tin tức, cho dù có công bố cũng chỉ làm qua loa. Bổ nhiệm Mễ Kỳ Hoa là việc lớn, chẳng những sẽ khiến cho truyền thông trong nước phán đoán, truyền thông bên ngoài cũng sẽ đưa tin đủ loại ở phía sau màn, cùng với sau khi Mễ Kỳ Hoa đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tỉnh lĩnh Nam tạo nên ảnh hưởng lâu dài nhất đối với tình hình chính trị trong nước.
Chu Hồng Cơ biết bổ nhiệm Hứa Quan Hoa thì chẳng có gì lạ, y có thể nói ra những lời trên, cũng khiến Hạ Tưởng hơi kinh ngạc, cũng không thể không âm thầm mà khen ngợi ánh mắt chính trị ngày càng thành thục và mẫn cảm của Chu Hồng Cơ. Là ai? Hạ Tưởng cười hỏi, là biết mà cố hỏi. Không cần nói. Chu Hồng Cơ cũng cười. Đương nhiên là anh Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng lắc đầu và xua tay. Sao có thể, anh Hồng Cơ không cần nói đùa, tôi rời khỏi tỉnh Tề chuyển hướng sang lĩnh Nam như thế nào được. Hơn nữa, tôi làm sao có thể khiến Quan Hoa và Mễ Kỳ Hỏa vì tôi mà mở đường. Nói đùa hơi quá rồi. Chu Hồng Cơ cũng không giải thích chỉ hỏi. Trước không nói đến, trước tiên là nói về chuyện mà anh giao phó cho tôi là chuyện gì. Là việc nhỏ, cũng là việc lớn. Hạ Tưởng nhìn thẳng vào mắt của Chu Hồng Cơ, giọng nói hơi nhỏ lại. Tôi muốn xin anh chấm dứt toàn bộ kiểm tra về vấn đề tác phong sinh hoạt và kinh tế đối với Tần Khản, mặc kệ là mặt tích cực hay là mặt tiêu cực tất cả dừng tay lại. Chu Hồng Cơ vẻ mặt lấy làm lạ. Nếu không phải tôi và Phó Bí Thư Hạ xem như bạn tốt, tôi còn nghĩ rằng anh là thuyết khách của Tần Khản. Hạ Tưởng cười một cách thoải mái. Không chỉ như thế, tôi còn muốn anh chuyển lời với Chủ tịch tỉnh Tôn, thỏa đáng khôi phục một số quyền uy Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh ủy của Tần Khản. Bên trong bộ máy chính phủ, cho Tần Khản thêm chút quyền lực, không nên đàn áp mọi phương diện. Chu Hồng Cơ lại càng khó hiểu, trong lòng vẫn cứ vô cùng buồn bực và không vui, vẫn giữ nguyên bình tĩnh, hỏi. Phó Bí Thư Hạ, ý của anh tôi không hiểu rõ cho lắm, xin anh nói rõ ràng ý của anh. Rất đơn giản. Hạ Tưởng cười một cách huyền bí. Nếu như bất luận như thế nào đều không ngăn cản được ý định kiên quyết của Tần Khản, không bằng tất cả chúng ta dừng tay. Để y cũng buông tay mà làm, không sợ sự việc làm lớn càng tốt, tin tức càng lan rộng, ảnh hưởng càng lớn, thì càng không thể kết thúc. Lúc mới đến tỉnh Tề, Tào Thù Lê kể lại một câu chuyện xưa với Hạ Tưởng, chính là buông thả tham quan ô lại, cuối cùng đợi đến lúc lòng tham vô đáy của bọn tham quan không thể không xong việc, thì mới hành động đi nước cờ quyết định, vừa tỏ quyết tâm trừng trị bọn tham quan mục nát, lại lập uy quyền, rồi đem tiền bắt được từ việc tham ô giao nộp lại cho kho bạc. Có thể nói thâu tóm được tất cả. Muốn có được, trước phải cho đi, đạo lý dùng người, cũng phải chú ý sự cân đối và giữ cân bằng, nuôi hổ chưa chắc đã hại, có lẽ hổ có thể ăn thịt người sau khi nuôi lớn, lại thả hổ về rừng, tất nhiên cần có người đi săn giết. Chu Hồng Cơ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt rất phức tạp, đầu tiên là nghi ngờ, sau là hiểu ngầm, cuối cùng đã thông suốt mà mỉm cười, gật đầu nói. Giỏi, quả nhiên là người thông minh, vây không bằng thả. Có một câu nói rất hay, thượng thiên dục lệnh kỳ diệt phong, tất thiên lệnh kỳ phong cuồng trời muốn diệt tất cho loạn trước. Tôi hiểu. Hiểu được là tốt rồi, Hạ Tưởng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tuyết càng rơi càng lớn càng dày đặc, dưới ánh sáng chiếu rọi, dệt thành một hình ảnh thật đẹp. Tuyết rơi là điểm năm nay bội thu, năm nay có phải là năm được mùa hay không khó mà nói, Hạ Tưởng tin tưởng sang năm nhất định là năm được mùa. Hoa tuyết rơi lất phất từng mảng lớn. Đúng là tuyết rơi ngập trời, đã mười mấy năm Hạ Tưởng chưa thấy qua tuyết lớn như vậy, trong lòng vui mừng. Lĩnh Nam rông gió, tỉnh Tề tuyết lớn, thu hoạch tốt, thu hoạch tốt. Vài ngày sau, tỉnh ủy tỉnh Tề gần tới cuối năm, có mấy thông tin lan truyền trong im lặng. Một là tin đồn ủy ban kỷ luật trung ương sắp lập chuyên án đối với Tần Khản từng được lan truyền, bỗng tiêu tan mất dạng, tự ủy ban kỷ luật trung ương bên trong truyền ra rõ ràng là... Ủy ban kỷ luật trung ương chưa đem việc Tần Khản tiến hành thỏa luận lập chuyên án điều tra gì cả. Kể từ đó, lập tức tinh thần và thể xác của Tần Khản thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù y không rõ ai ở sau lưng ra lệnh, nhưng y hiểu rõ, y đã vượt qua cửa ải khó khăn này. Theo sau, Tôn Tập Dân chủ trì mời dự họp hội nghị thường vụ chính phủ, lại thảo luận điều chỉnh phân công, ưu thế của Tần Khản trong bộ máy ủy ban tỉnh một lần nữa lại tăng mạnh. Chẳng những một số dự án nguyên thuộc về y lại lần nữa do y phân công quản lý, còn tăng thêm một hai dự án trọng điểm. Lúc trước Tần Khản suy tàn là bởi vì chuyện xấu của Dương Ngân Hoa và cái chết Dương Ngân Hoa mang đến, lại một lần nữa hả lòng hả dạ vô cùng, lúc đi trên đường, tướng đi cũng khác hẳn, long hành hổ bộ, nhìn ngang nhìn dọc, nghiễm nhiên lại là nhân vật số 2 trong ủy ban sau Tôn Tập Dân nắm quyền lớn trong tay. Làm thế nào mà xoay chuyển được tình thế? Không ít người sẽ thảo luận điều này, chẳng lẽ Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sắp tới, Tần Khản sẽ có khả năng bước thêm một bước nữa. Cứ việc đoán không biết sau lưng cuối cùng là sẽ xảy ra việc gì,
nhưng đều rõ ràng, khẳng định là cấp trên đã lên tiếng. Tức là nói, sự ủng hộ của người đứng sau Tần Khản đối với Tần Khản, lớn hơn nhiều so với sự ủng hộ của hậu trường Tôn Tập Dân đối với Tôn Tập Dân. Không ít người liền nhìn rõ tình hình lần nữa, số nhân vật cây cỏ đầu tường vốn lạnh nhạt với vào Tần Khản, lại nhao nhao chuyển hướng dựa dẫm Tần Khản. Một trận tuyết lớn, rơi suốt 3 ngày 3 đêm, dùng lời các chuyên gia khí tượng để hình dung, là một trận tuyết lớn trăm năm mới có của thành phố Lỗ, bất luận phía sau của cái gọi là trăm năm mới có, ngụ ý là chỉ lời chú giải của tình hình giao thông gay gâu. Quả nhiên, trận tuyết lớn trăm năm mới có, khiến giao thông ở thành phố Lỗ liên tiếp bị ùn tắc. Tần Khản dẫn đầu quét tuyết trên đường phố, để biểu hiện cũng tốt, thật lòng thật dạ làm cũng tốt, dù sao một trận tuyết lớn cũng che giấu không ít những nơi khó coi, làm cho thế giới càng đẹp hơn so với thực tế vốn có, càng làm cho Phó Chủ tịch tỉnh Tần tìm được nơi dụng võ. Mặt sau của việc Tần Khản quét tuyết, tiếng chuông giao thừa năm tư sắp sửa vang lên, tại thời điểm này, bầu không khí căng thẳng của tỉnh ủy tỉnh Tề ngày càng sâu thêm. Bởi vì, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sắp đến gần. Cho dù lúc trước Khâu Nhân Lễ đã làm công tác hàng loạt, dù rằng Trình Tại Thuận so sánh với trước kia, khiêm tốn thành thật rất nhiều, không còn nhắc lại việc chất vấn Tôn Tập Dân trước kia, không còn hành xử chức trách giám sát chính phủ mà đại biểu Hội đồng Nhân dân nên có, mà là bày ra tình cảm cao thượng sâu đậm và thái độ bình thường của một đồng chí cán bộ lão thành lùi về tuyến sau, nên mở hội nghị thì mở hội nghị, nên xem báo thì xem báo, nên uống trà thì uống trà, nên trồng hoa thì trồng hoa. Cũng thật là dễ sợ. Thay đổi cực lớn, giống như trời nắng giữa trưa chẳng mấy chốc đột nhiên đã thành trời nắng chiều yên ả. Khâu Nhân Lễ không bị hiện tượng giả tạo của Trình Tại Thuận làm cho mù quáng, vẫn không dám xem thường, hội nghị mặt trận Tổ quốc còn đỡ, dự án có thể đề xuất tùy ý, dù sao cũng không có quyền biểu quyết. Nhân tố quyết định là Hội đồng Nhân dân, chẳng những muốn chọn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, còn muốn chọn ra Chủ tịch tỉnh, dựa theo tình trạng hiện nay của các tỉnh bình thường, cũng chỉ là làm qua loa. Nhưng tỉnh Tề không giống vậy, bởi vì y tuy là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nhưng ở trong Hội đồng Nhân dân lại không có quyền lực. Các cán bộ lão thành của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề, đều là người tỉnh Tề, cùng y không quá quen thuộc. Phải nói, đâu chỉ là không quá quen thuộc, mà vốn dĩ là không quen, thậm chí rất nhiều người chưa từng nói với nhau lấy một lời, lại càng không tâm sự. Nếu là tỉnh khác, các cán bộ kỳ cựu đều đã tôn trọng bí thư tỉnh ủy. Đều sẽ xem y Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cốt là người dẫn đường, nhưng ở tỉnh Tề lại khác nhau rất lớn, thế lực địa phương to lớn mà đoàn kết, căn bản là không xem bí thư tỉnh ủy như y ra gì. Bình thường không có việc gì thì đỡ, khi có việc, đồng chí lão thành cán bộ kỳ cựu ỷ già lên mặt đến tỉnh ủy gây rối, muốn cán bộ kỳ cựu hoạt động trung tâm, muốn chi tiền, muốn cải thiện điều kiện làm việc, đủ chuyện, đáp ứng rồi thì yên, không đáp ứng, thì mỗi ngày đến làm phiền anh. Phiền đến nổi làm cho anh phát bệnh cao huyết áp. Khiến cho Khâu Nhân Lễ không yên tâm chính là, khi y cùng mấy tên phó chủ tịch đức cao vọng trọng trong Hội đồng Nhân dân làm công tác, tất cả đều đồng thanh đáp ứng một cách không thể ngờ, đều là những lời thề tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của Đảng, thái độ tinh thần nhất định phải theo hướng dẫn của Trung ương, thái độ quá tốt, làm cho mọi người rất vui mừng. Đối phương đồng ý nghe rất hay, nói càng bùi tai, trong lòng Khâu Nhân Lễ lại càng thiếu tự tin. Bởi vì y đã lĩnh giáo qua trình độ sự trở mặt không nhận người của cán bộ kỳ cựu, tuyệt đối làm cho người ta dở khóc dở cười. Theo chương trình đề ra của Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, không khí căng thẳng ở tỉnh Tề, bên ngoài tất cả đều ổn định cho hướng đi tới, nhưng từ Khâu Nhân Lễ cho tới Chu Hồng Cơ, đều biết rõ ràng phía sau gió yên sóng lặng, rất có khả năng nổi lên giông tố. Thì như phủ dưới lớp tuyết, nhìn qua là một vùng đất bằng phẳng. Tuy nhiên ở nơi nào đó là một cạm bẫy có thể khiến người ta té vào mà không hay. Trên dưới tỉnh ủy tỉnh Tề, gần như tất cả mọi người chuẩn bị công việc ứng phó Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, ngay cả Hạ Tưởng cũng bận rộn làm công tác khắp nơi, chú tâm vào việc chào đón trận thách đấu của Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, bởi vì nguyên do quá tập trung vào việc, nhất thời đã đem tình hình bão táp bên lĩnh Nam quên sạch. Hạ Tưởng đã quên lĩnh Nam thì không quên hắn. Đương nhiên không phải là lĩnh Nam nhớ tới Hạ Tưởng, mà là mấy nhân vật then chốt ở lĩnh Nam đang nhắc đến hắn. Đầu tiên là Hứa Quan Hoa gọi điện thoại đến, thăm hỏi sức khỏe vài câu, nói với hắn tình hình ở lĩnh Nam gần đây, tạm thời tất cả mọi thứ đều không có gì, tuy rằng vẫn chưa đứng vững gót chân, nhưng cũng không ai kiếm chuyện. Sau đó, Mễ Kỳ Hỏa cuối cùng đã điện thoại đến. Phó Bí Thư Hạ,
nghe nói tỉnh Tề trời đông tuyết phủ. Hiện tại lĩnh Nam đúng là hoa xuân đua nở, thế nào có muốn đến lĩnh Nam du lịch không? Đương nhiên Mễ Kỷ Hỏa cho mời chỉ là một câu nói đùa, Hạ Tưởng và Mễ Kỷ Hỏa nói chuyện vài câu, biết được Mễ Kỷ Hỏa mới tới lĩnh Nam, đang trong tìm hiểu các hạng mục công việc, tạm thời một lúc không có tiến triển gì, coi như trong lòng đã biết trước. Nhưng Trần Hạo Thiên cho mời khiến cho Hạ Tưởng thoáng chốc cảm thấy khoảng cách với lĩnh Nam, lại nhanh chóng kéo gần lại. Phó Bí Thư Hạ, người dân lĩnh Nam chào đón cậu. Trần Hạo Thiên rất lâu không có liên lạc, vừa liên lạc, chính là một câu nói đùa. Việc tỉnh Tề chưa xong, Bí Thư Trần, người dân Tề cần tôi. Hạ Tưởng cũng nói một câu nói đùa. Không ngờ Trần Hạo Thiên cười ha hả. Sự tình tỉnh Tề đã kết thúc, chẳng lẽ cậu lại không biết? Cách trận tuyết rơi lần trước, có lẽ đã trên nửa tháng, tuyết đọng trên đường vẫn chưa tan hết, phần lớn tuyết đã hóa thành nước dơ, chảy vào cống thoát nước. Ở một số góc hẻo lánh hay là chỗ có bong dâm, vẫn có thể thấy được tuyết đóng rất dày, như đang nói cho mọi người biết trận tuyết lần trước vẫn còn đó, hoặc lại là một loại ám chỉ, rét lạnh vẫn còn đang tiếp tục, mùa xuân vẫn còn xa. Tỉnh Tề dưới biểu tượng sắp diễn ra hai cuộc họp sôi nổi, che đậy dưới những lời tâng bốc của các phương tiện truyền thông. Mỗi người tỉnh ủy tỉnh Tề, cũng không dám thiếu cảnh giác, đều rất căng thẳng, hai hội nghị này trước khi chưa kết thúc tốt đẹp, ai cũng không dám nói là các hạng công tác đã hoàn hảo tuyệt đối. Tình huống năm nay, quá đặc biệt, hơi khác thường, ngay cả nhân viên công tác cấp thấp nhất khi bố trí hội trường hội nghị, đề tài được bàn bạc lén lút nhiều nhất là hai hội nghị hôm nay, có thể xuất hiện nốt nhạc không hài hòa gì hay không đây. Nói cách khác, từ khâu nhân lễ cho tới trưởng phòng phụ trách liên lạc cụ thể của Hội đồng Nhân dân, đều đối với việc sắp xếp và tiến triển của hội nghị, không chút lơ là. Hạ Tưởng cũng không dám. Trần Hạo Thiên gọi điện thoại đến, không giải thích, vừa vào đề đã nói sự việc của tỉnh Tề đã kết thúc, lẽ nào, y có tin tức gì bên trong sao? Hai hội nghị vẫn chưa bắt đầu, cũng không dám nói sự việc đã kết thúc, Bí Thư Trần dựa vào đâu mà nói vậy? Hạ Tưởng cười ha hả, bật cười ha hả. Hai hội nghị đúng là còn chưa mời dự họp, nhưng từ tình hình trước mắt mà xem, dám chắc là một đại hội thắng lợi, là một lần đại hội tốt đẹp, không có bất luận nghi ngờ gì, lẽ nào, cậu còn cho rằng sẽ có vấn đề gì. Giọng điệu Trần Hạo Thiên thực sự nhẹ nhàng, cũng không biết là y có phải thật là không biết tỉnh Tề gặp phải tình huống gay gắt, hay là y cố tỏ vẻ thoải mái. Hạ Tưởng không thể nói rõ với Trần Hạo Thiên, trong lúc hội nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề mời dự họp, sẽ có tai họa ngầm. Hắn là phó bí thư tỉnh ủy, Trần Hạo Thiên là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, nói chuyện lẫn nhau, phải chú ý thân phận và vị thế của bản thân, cũng chỉ có thể lấp lửng mà nói. Mọi việc vẫn là chuyên chú nhiều một chút cho chắc ăn, dù sao cũng là hội nghị trọng đại, không thể có một tí gì lơ là. Phó bí thư Hạ, lĩnh Nam có tôi, có Kỷ Hỏa, còn có Quan Hoa, cậu cũng có thể đoán được phía sau đã bố trí tỉ mỉ, khẳng định là vì kế hoạch lâu dài của lĩnh Nam, hiện tại là ba thiếu một. Chỉ chờ cậu đến, tiện gióng trống khua chiêng mở tiệc rượu. Buổi tối về đến nhà, lời nói của Trần Hạo Thiên còn vọng bên tai, Hạ Tưởng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ không ra một điểm, chính là lời nói Trần Hạo Thiên hiển nhiên là không phải không có lý, nhưng Trần Hạo Thiên cấp bách như thế mời hắn đến lĩnh Nam, suy cho cùng là ý tứ của một mình Trần Hạo Thiên, hay là bên trong còn có ý đồ của Tổng Bí Thư. Lần trước ở Bắc Kinh, lúc gặp mặt Tổng Bí Thư, ý nghĩa tiết lộ ra trong lời nói đầy ẩn ý. Cũng là thái độ đồng ý đối với việc hắn đến lĩnh Nam, chẳng qua là Tổng Bí Thư rất dân chủ, vô cùng tôn trọng ý kiến của hắn. Sự việc qua đi mấy tháng, hắn và Tổng Bí Thư cũng không liên hệ, thậm chí ngay cả Lão Cổ, ông Cụ Ngô, không người nào nhắc lại việc hắn đến lĩnh Nam, đột nhiên trong lúc đó theo sau việc Hứa Quan Hoa nhậm chức, theo sau việc Mễ Kỷ Hỏa hàng không, hắn sao lại thành ứng viên tiến vào lĩnh Nam. Vấn đề là, lĩnh Nam hiện tại không có chỗ trống. Dĩ nhiên, phía trên cũng không phải là băn khoăn chính yếu, Hạ Tưởng hiện tại đối với phong vân tế hội dưới sự kích động của mưa gió ở lĩnh Nam, coi như là có bước đầu nhận thức rõ ràng, cũng rõ sau lưng có thể là xoay quanh việc Trần Hạo Thiên vào thường vụ, cạnh tranh càng gay cấn, giao đấu càng là tàn sát khốc liệt. Nếu nói, Trần Hạo Thiên hy vọng hắn đi lĩnh Nam, Hứa Quan Hoa cũng hy vọng hắn đi lĩnh Nam, Mễ Kỷ Hỏa càng hy vọng hắn đi lĩnh Nam, như vậy đối với ý nguyện của lực lượng khắp nơi mà, càng hiện rõ, đầu tiên. Tổng Bí Thư đối với việc hắn đi lĩnh Nam, khẳng định cũng là thái độ vui vẻ. Lão Cổ không cần nói, thái độ ông Cụ Ngô, phỏng chừng cũng là giống với thái độ của Tổng Bí Thư,
tôn trọng lựa chọn của hắn, như vậy vật cản trở lớn nhất ngay tại Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng. Nếu Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng cùng liên kết thúc đẩy, việc hắn đến lĩnh Nam, sẽ thành chuyện đã định. Nhưng nhân tố quan trọng lại khác, trong lòng Hạ Tưởng hiện tại cực kỳ mâu thuẫn, đối với việc đi hay không đi đến lĩnh Nam, trong lòng hiện tại chưa có xác định, có chút do dự, lại có chút mâu thuẫn. Khi ăn cơm chiều, vẫn còn có chút tinh thần không yên, bị Tào Phù Lê phát hiện. Tào Thù Lê vừa gắp rau cho Hạ Tưởng, vừa nói. Lại ngớ ngẩn gì thế? Gặp phải đề khó à? Nói cho anh biết một câu, anh nghe xong chỉ đúng không sai. Câu gì? Chuyện nhà không quyết được thì hỏi vợ, chuyện ngoài không quyết được thì hỏi Google. Hạ Tưởng liền trở nên vui vẻ. Google cũng đã bị Baidu bài xích ra khỏi đất nước rồi, còn hỏi cái gì? Tuy nhiên chuyện nhà không quyết được thì hỏi vợ, cũng đúng là một câu thành thật. Có phải vì sự việc ở lĩnh Nam hay không? Tào Thù Lê một cái liềm điểm tới vấn đề quan trọng. Hạ Tưởng ngạc nhiên nói. Được nha vợ, bình thường không thấy em quan tâm chính trị, sao biết lĩnh Nam có việc? Em cũng không phải đồ ngốc, đừng tưởng rằng vợ anh gì cũng đều không biết, em không nói, cũng không có nghĩa là em không biết, tôi chính là không muốn phát biểu cái nhìn mà thôi. Tào Thù Lê nghiêng đầu cười, thật là có vài phần hóm hình. Hạ Tưởng gật đầu, thành thật thừa nhận. Quả thật là lĩnh Nam có việc. Vợ ơi, em nói xem, anh có nên đi hay không đi? Hạ Tưởng và Tào Thù Lê kết hôn nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên chỉnh trọng chuyện lạ trưng cầu ý kiến của Tào Thù Lê liên quan đến vấn đề tiền đồ. Vẻ mặt Tào Thù Lê cười mỉm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rất rõ ràng trả lời hai chữ. Không biết. Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Cố ý chọc giận có phải hay không? Không phải. Trả lời vẫn rất rõ ràng, Tào Thù Lê cười tủm tỉm nói. Em đối với anh là yên tâm tuyệt đối, anh đi tới đâu, em liền theo tới đó. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy phải đòn gánh thì phải khiêng mà đi. Hạ Tưởng bỗng nhiên phát hiện bị Tào Thù Lê đánh trống lãng, lại một lần nữa nói trở lại vấn đề. Anh là hỏi em làm thế nào biết được sự việc lĩnh Nam? Tào Thù Lê đắc ý mỉm cười. Ba nói. Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ, cho tới nay vẫn quên mất là cha vợ đang tồn tại. Phải biết rằng, cha vợ Tào Vĩnh Quốc đường đường là bí thư tỉnh ủy, cũng là ông quan lớn một phương đấy. Có lẽ là vì bên trong sự trưởng thành của hắn, không có sự giúp đỡ của Tào Vĩnh Quốc gì nhiều, mỗi lần lên chức và điều động, hắn đều rất ít trưng cầu ý kiến của Tào Vĩnh Quốc. Trước kia thì còn được, Tào Vĩnh Quốc ở cấp bậc cao hơn nhiều so với hắn, còn có thể chiếu cố hắn vài phần. Hiện nay bổ nhiệm hắn trực tiếp phải thông qua ban tổ chức trung ương, thậm chí có khi sẽ qua mặt bộ chính trị, trực tiếp do Tổng Bí Thư quyết định, Tào Vĩnh Quốc dù có là quan lớn một phương, cũng không có quyền can thiệp sự điều động của một vị quan lớn cấp thứ trưởng. Không có quyền can thiệp, nhưng có thể cho ý kiến tham khảo vô giá. Hạ Tưởng liền hỏi, ba nói như thế nào? Ba nói, anh còn trẻ, còn có tình cảm mãnh liệt và mơ ước, còn có dũng khí vốn có từ trước đến nay, ánh mắt đừng quá cực hạn trong một tỉnh. Có đôi khi, càng là địa phương có bão táp, càng có thể bay cao. Tào Thù Lê cố ý học giọng điệu nói chuyện của Tào Vĩnh Quốc, chẳng những giọng điệu học được giống như đúc, ngay cả dáng vẻ cũng có 10 phần tương tự, đặc biệt cô làm ra dáng vẻ uy nghiêm, không khỏi làm Hạ Tưởng mỉm cười. Tào Vĩnh Quốc nghĩ thế, giống hệt ý tưởng của Tống Triệu Đô. Nói đúng, có lẽ trên con đường mà hắn đi tới, không thể phạm sai lầm, nhưng ngẫu nhiên mà nhiệt huyết dâng trào sốc nổi một lần, cho dù phạm một hay hai lần sai, thì có sao nào. Hắn còn trẻ, còn có không gian phát triển rộng lớn hơn nữa, quan niệm chính trị của hắn còn chưa hoàn toàn thành hình, con đường làm quan của hắn còn rất dài lâu, không thể bắt đầu từ hiện tại, liền vô cùng thuận lợi và tốt đẹp. Nhớ tới Ngô Công Tử Diễu Võ Dương Oai ở Bắc Kinh. Cùng với Thi Khải Thuận ở trên hôn lễ còn dám gây chuyện sinh sự, rồi nghĩ tới Hứa Quan Hoa một mình đi tới quân khu Dương Thành, Hạ Tưởng trong lòng bỗng nhiên dâng lên lòng hăng hái không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Sợ cái gì, sợ hãi khó khăn và suy sụp, hắn sẽ không là Hạ Tưởng. Bà xã nói có lý, chồng xin thụ giáo. Hạ Tưởng cười ha hả, bình thường ở nhà một mình hắn rất ít uống rượu, hôm nay trong lòng vui vẻ, chủ động đề nghị muốn uống một ly. Cho chút rượu, giúp vui nào. Tào Thù Lê rõ ràng hiểu lầm ý của Hạ Tưởng, cắn môi, vẻ mặt cười xấu xa. Giúp vui cái gì? Ánh mắt đung đưa,
phát ra dòng diện vô cùng mãnh liệt, nhiều năm làm vợ chồng, Hạ Tưởng liếc mắt một cái cũng liếc nhìn ra yêu cầu của bà xã. Màn đêm thật đẹp, thế giới hai người làm theo ý mình, Hạ Tưởng uống vài ly rượu vào bụng, ấm áp dạ dày, phía sau lưng nóng lên, cũng tăng lên tình cảm mãnh liệt, đang muốn nhân cơ hội lúc Tào Thù Lê đang ở nhà bếp rửa bát, từ sau lưng đánh lén cô một cái, bỗng điện thoại lại vang. Thật đúng là điện thoại không hợp thời, Hạ Tưởng hậm hực tiếp điện thoại, vừa thấy số điện thoại gọi đến, lại không dám oán thầm là cha vợ gọi điện thoại đến. Ba, ăn gì chưa? Hạ Tưởng bắt đầu bằng một câu thăm hỏi khiếm nhã mà ân cần. Khiếm nhã thì khiếm nhã, lại là bình thường nhất, thân thiết nhất, Tào Vĩnh Hoa cười ha hả. Vừa mới ăn xong, con cũng ăn rồi hả? Ăn qua rồi. Cha vợ bí thư tỉnh ủy và con rể phó bí thư tỉnh ủy, một hỏi một trả lời chẳng khác gì cuộc trò chuyện của gia đình bình thường là thật nhất, bình thường là đẹp nhất. Có một chuyện cha muốn hỏi con một chút, có phải Trần Hạo Thiên lại mời con đi lĩnh nam hay không? Tào Vĩnh Quốc nói đến chuyện quan trọng. Vâng, vừa mới gọi điện thoại tới, con vẫn chưa biết trả lời như thế nào. Hạ Tưởng lời ngay nói thật. Con có nghĩ tới, Trần Hạo Thiên ở lĩnh nam, Hứa Quan Hoa ở lĩnh nam, Mễ Kỷ Hỏa cũng đi lĩnh nam, mấy người tài giỏi đều đã tề tụ tại lĩnh nam, vì sao còn muốn cho con đến nữa? Hơn nữa lĩnh nam cũng không có vị trí thích hợp cho con. Có phải sau lưng sự việc này, có rất nhiều chỗ làm cho người ta khó hiểu hay không? Tào Vĩnh Quốc đặt ra nghi vấn. Hiển nhiên, nghi vấn này không phải muốn Hạ Tưởng trả lời, mà là Tào Vĩnh Quốc sớm đã có câu trả lời, chỉ là muốn Hạ Tưởng suy xét đến tính phức tạp của vấn đề từ trình tự sâu hơn. Con cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không rõ việc phía sau, suy cho cùng Tổng Bí Thư muốn đạt được mục đích gì. Hạ Tưởng đáp. Ha ha. Tào Vĩnh Quốc mỉm cười. Hạ Tưởng nếu đoán được phía sau sự việc có một đôi bàn tay khổng lồ của Tổng Bí Thư đang âm thầm hoạt động, liền chứng minh Hạ Tưởng cách chân tướng đã rất gần. Trần Hạo Thiên luôn mãi mời con đi tới lĩnh Nam, con cho là chỉ là ý tứ của Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên và con lại không quen, ông ta dù là ủy viên Bộ Chính trị, cũng phải bận tâm lo lắng thế lực gia tộc khổng lồ phía sau con, nhưng từ đầu đến cuối, nhà họ Ngô vẫn trầm mặc, cũng không tỏ ra thái độ trực tiếp. Bên trong e là lại có giao dịch bí mật trọng đại. Mối quan hệ mật thiết giữa Hạ Tưởng và thế lực gia tộc, tuy là chuyện bí mật, thực ra sớm đã không phải là chuyện bí mật nữa rồi, người trong cuộc không người nào không biết, không người nào không hiểu. Cho dù là rất nhiều người không rõ Hạ Tưởng làm thế nào lọt vào được thế lực gia tộc, nhất là được nhà họ Ngô yêu ái, được nhà họ Khâu thiên vị, lại được nhà họ Mai yêu mến, nhưng đa số mọi người đều hiểu được một sự thật đó là, Hạ Tưởng hiện tại là mẫu người đại diện được thế lực gia tộc công nhận. Cũng là khó hiểu, hoặc là nói có ý châm chọc hắn, Hạ Tưởng xuất thân bình dân, không ngờ trở thành nhân vật phát ngôn cho thế lực gia tộc, ít nhiều cũng làm cho người ta suy nghĩ trăm lần vẫn không có câu trả lời. Trong đó hay ở chỗ là quan hệ của Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, dường như người biết rất nhiều nhưng không biết vẫn là phần lớn số đông. Và như đạo lý chân lý luôn nằm trong tay thiếu số, chân tướng, cũng mãi mãi chỉ có một số ít người biết. Mà ân oán và nợ tình giữa Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm, lại rất ít người biết. Hạ Tưởng vốn dĩ là người bình dân, với sức lực một người, làm cho bốn gia tộc đều đứng ra tán thành, là hiện tượng lạ trước nay chưa từng có. Cũng chính bởi vì Hạ Tưởng một vầng sáng như thế, có được ưu thế không thể thay thế như vậy, mới khiến hắn ở thời điểm mấu chốt, trở thành nhân vật quan trọng. Mặc dù như vậy, có lẽ là lo lắng gì đó, lại có lẽ là vì nguyên nhân khác. Tào Vĩnh Quốc từ trước giờ không ở trước mặt Hạ Tưởng nói về thế lực gia tộc. Nguyên nhân trong đó, Hạ Tưởng cũng có thể đoán được một phần, cha vợ cũng là người thông minh, rất nhiều việc ông cũng có thể nhìn mà hiểu được, nhưng nhìn hiểu không có nghĩa là nói ra. Tránh không nói đến thế lực gia tộc, có lẽ chính là che đậy tốt nhất giữa hai người cha vợ và con rể. Nhưng hôm nay, Tào Vĩnh Quốc cuối cùng vẫn là nhìn thẳng vào thế lực gia tộc, tuy là ở trong điện thoại lên tiếng. Coi như là lần đầu tiên nghiêm túc mà đề xuất với Hạ Tưởng. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng đã sớm nghĩ tới phía sau toàn bộ sự việc, thái độ của Tổng Bí Thư là ngầm thừa nhận, bởi vì Trần Hạo Thiên là người của Tổng Bí Thư. Trần Hạo Thiên hết lần này đến lần khác ra mặt, bên trong vẫn cứ nhiệt tình, cũng biểu hiện đầy đủ ý kiến tôn trọng đối với hắn, nhưng hắn cũng biết, trọng lượng của hắn vẫn không đủ để khiến cho một ủy viên Bộ Chính trị nhiều lần đứng ra mời, huống chi Trần Hạo Thiên vốn không phải là người bình thường. Trong tương lai, một trong những người chủ yếu cầm quyền trong quốc hội,
Trần Hạo Thiên ở trong chính trường chính trị quốc nội, khẳng định sẽ có một vị trí nhỏ, mặc kệ việc vào thường vụ lần này có thành công hay không, thì nhiệm kỳ sau nhất định sẽ vào thường vụ, tư cách và kinh nghiệm từng trải của ông ta không thể thay đổi. Hạ Tưởng chưa bao giờ cho rằng hắn là một phó bí thư nhỏ nhoi, còn có thân phận khác thường như thế, còn khiến cho Trần Hạo Thiên hết lần này đến lần khác tìm cách lôi kéo. Quả thật, hắn thân là nhân vật đại diện cho thế lực gia tộc, khiến vầng sáng trên người hắn cũng phát ra không ít, cũng khiến hắn trở thành một trong những ứng cử viên đếm trên đầu ngón tay trong nước có thể đảm nhận bắc cầu giữa thế lực gia tộc và đoàn hệ. Nhưng nhiệt tình của Trần Hạo Thiên đã đi quá mức, phía sau sự vượt quá giới hạn kia, khẳng định là thể hiện cụ thể mục đích ý đồ của Tổng Bí Thư. Sau khi Mễ Kỳ Hỏa nhận chức ở tỉnh Lĩnh Nam, Hạ Tưởng càng rõ ràng hơn một điểm, tình hình ở Lĩnh Nam chỉ sợ nghiêm trọng hơn so với mặt ngoài được công khai, nghiêm trọng tới mức Lão Cổ cũng ra tay, không tiếc rẻ thế lực quân đội mà làm ầm ĩ, cũng muốn đưa Hứa Quan Hoa điều sang Lĩnh Nam, ý đồ đơn giản chính là ổn định lòng quân. Mà Mễ Kỳ Hỏa đến nhậm chức, chính là để nắm rõ tình hình hành chính ở Lĩnh Nam. Trên, có Trần Hạo Thiên ủy viên Bộ Chính trị Bí thư tỉnh ủy, giữa, có Mễ Kỳ Hỏa lần đầu rời Bắc Kinh, chẳng khác nào nắm chặt Lĩnh Nam trong tay. Nhưng Trần Hạo Thiên thân là ủy viên Bộ Chính trị, không có khả năng việc gì cũng tự làm, mà Mễ Kỳ Hỏa bản thân là chủ tịch tỉnh, lại là lần đầu rời Bắc Kinh, kinh nghiệm làm chính trị địa phương không đủ, liền cấp bách cần một nhân vật chuyển tiếp. Người này, không thể là người bên đoàn hệ, không có khả năng ở một tỉnh mà tập hợp hai người đoàn hệ. Nhưng nếu là phe phản đối hoặc hệ bình dân, Tổng Bí Thư khẳng định lại lo lắng không yên, dù sao Lĩnh Nam gió giật sóng cao. Là muốn tận dụng hết khả năng kìm nén Lĩnh Nam chuyển mình, mà không làm mâu thuẫn trở nên gây gắt. Nếu mâu thuẫn trở nên gay gắt, cũng không cần phải phí sức khiến Hứa Quan Hoa và Mễ Kỳ Hỏa cùng đi Lĩnh Nam. Người này, tốt nhất là thân tín của thế lực gia tộc. Bên trong dòng chính thế lực gia tộc, chỉ có một người, vừa được thế lực gia tộc tin tưởng không nghi ngờ, lại được lòng của Tổng Bí Thư. Chỉ có một người mà thôi. Hạ Tưởng tay cầm điện thoại, hơi có chút run. Không phải run rẩy bởi các nội tình sau màn, mà là vì rốt cuộc cha vợ đã ở trước mặt hắn nói đến thế lực gia tộc phía sau hắn. Qua hồi lâu, Tào Vĩnh Quốc lại nói. Hôm qua cha và Thù Lê nói chuyện điện thoại, nói đến việc con đi Lĩnh Nam. Cha đã nói, con còn trẻ, còn có tinh thần rất phấn chấn, cũng có tinh thần không chịu thua, càng có dũng khí không chịu thua, cho nên không phải sợ đi đường vòng, càng không phải sợ phạm phải những sai lầm nhỏ. Phạm sai lầm nhỏ không sao, có cha, có Tổng Bí Thư, có Bí Thư Trần, tốt xấu gì lời nói của mấy bí thư tỉnh ủy, cho dù là ở Trung ương, cũng coi như hơi nặng ký. Tào Vĩnh Quốc nói lời nói sâu xa trước nay chưa từng có, vừa là miệng lưỡi của bề trên, vừa là giọng nói của cấp trên, tóm lại khiến Hạ Tưởng cảm nhận được sự yêu thương nồng đậm. Trong lòng con đã có tính toán. Trong lòng Hạ Tưởng lại càng kiên định ý tưởng. Con sẽ suy xét rõ ràng rồi cho ra quyết định. Sẽ không làm cha thất vọng. Người một nhà không nói hai lời, chủ yếu là, đừng để Tổng Bí Thư thất vọng với con. Theo sắp xếp mọi mặt thì thấy, Tổng Bí Thư đặt kỳ vọng rất cao đối với con. Tào Vĩnh Quốc chỉ nói Tổng Bí Thư, vẫn là không đề cập tới nhà họ Ngô, xem chừng trong lòng cũng đã khó chịu, kỳ thật mặc kệ đi tới đâu, nhà họ Ngô mới là trụ cột lớn nhất của hắn. Tổng Bí Thư ở phía sau sự việc, theo Hạ Tưởng suy đoán, chẳng những cùng Lão Cổ từng có trao đổi, cũng khẳng định đã cùng ông cụ Ngô đạt thành nhận thức chung, cho nên tiến triển của sự tình mới khá thuận lợi. Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Tưởng bỗng nhiên cảm thấy hơi khác thường, bởi vì trong nhà rất yên tĩnh, bình thường Tào Thù Lê là người rất ít xem TV, nhưng nếu hắn ở nhà thì cô đi tới đi lui, chủ yếu làm ra một chút tiếng động, hôm nay sao mà yên lặng thế. Từ phòng sách đi ra thì thấy, Tào Thù Lê đã nằm trên ghế sofa, đúng là đang ngủ rất ngon, Hạ Tưởng kiềm không nổi cười. Vừa này cô còn có biểu hiện dịu dàng, chỉ chớp mắt đã thế này, đã bao nhiêu năm rồi, tật xấu đáng yêu vẫn không thay đổi, thật là hết cách. Cũng không thể xem là tật xấu, coi như là một mặt đáng yêu của Tào Thù Lê. Hạ Tưởng nhẹ nhàng cúi người ôm lấy Tào Thù Lê đem cô đặt lên trên giường, cô vẫn ngủ say sưa, không tỉnh giấc. Sau khi đặt Tào Thù Lê trên giường, Hạ Tưởng yên lặng ra khỏi phòng ngủ, lại đến phòng đọc sách, đang muốn gọi cú điện thoại, liền có điện thoại gọi tới. Đúng là Cổ Thu thật. Được thôi, Hạ Tưởng cười thầm, quân đội chưa di chuyển, lương thực đã đi trước, lần điều động này, tất cả đều là nói bóng nói gió bên ngoài, chính chủ không có một ai chính thức tỏ thái độ,
cũng là một hiện tượng kỳ lạ. Lạ thì lạ, Hạ Tưởng dứt khoát mặc kệ, dù sao sự việc ở tỉnh Tề cũng đã gần kết thúc, đạn đã lên nòng, không thể không bắn ra, chẳng lẽ là hiện tại điều hắn rời tỉnh Tề. Vì lĩnh Nam, ngay cả yên ổn đoàn kết của tỉnh Tề cũng không quản. Không có khả năng. Chào bí thư Cổ. Hạ Tưởng bắt đầu hỏi. Hạ Tưởng, cậu khẳng định đoán được dụng ý của tôi khi gọi điện thoại đến, không sai, tôi chính là hỏi cậu khi nào có thời gian đến Bắc Kinh một chuyến, có việc cần thương thượng. Cổ Thu Thật đường đường là tôn sự ủy viên Bộ Chính trị, chỉ dùng thương lượng chứ không phải mệnh lệnh, để nói chuyện với một phó bí thư tỉnh ủy, coi như một cảnh tưởng hiếm thấy. Việc tỉnh Tề đang chất đống, tạm thời đúng là đi không được, bí thư Cổ, đợi 2-3 ngày, thế nào? Hạ Tưởng cũng cảm nhận được sủng ái mà lo sợ, ngược lại cố ý kéo dài thêm mấy ngày. Nếu đổi là người khác, hận không thể ngay lập tức ngay trong đêm vào Bắc Kinh, Hạ Tưởng chẳng những không nóng lòng cũng không cấp thiết, vẫn không hạ xuống giọng điệu nên có khi đối mặt với đường đường ủy viên Bộ Chính trị. Được, theo thời gian của cậu, dù sao 1-2 ngày cũng không gấp. Cổ Thu Thật vô cùng sảng khoái, bất chợt dừng lại, dường như là cố ý để lộ tin tức. Chuyện tôi muốn nói với cậu, có liên quan đến Trần Phong. Hạ Tưởng mở cửa sổ phòng sách, mặc cho gió bắc lạnh như băng của đêm động gào thét thổi vào, hắn chỉ mặc áo ngủ, trong nháy mắt bị gió thổi trúng, khắp người phát lạnh. Đúng là, Hạ Tưởng dùng mình một cái, nhưng vẫn không lập tức đóng cửa sổ, vẫn để gió lạnh thổi vào toàn thân, đã khiến hưng phấn trong người hạ nhiệt độ xuống. Hắn tự cười một hồi, nghĩ thầm rằng, Trần Hạo Thiên sảng khoái, ý đồ sâu xa. Tào Vĩnh Quốc trong tình thân, ám chỉ rõ ràng, mà Cổ Thu Thật càng là thân thiết, bất động thanh sắc điểm trúng chỗ thiết yếu của hắn. Hoặc là bí hiểm khó hiểu, hoặc là tính toán không lộ sơ hở, tóm lại đều là cáo già. Hàng loạt cú điện thoại, xem ra là tự mình gọi tới, kỳ thật khó đảm bảo phía sau không có một mắt xích xuyên lại với nhau. Mà trong lời Cổ Thu Thật, bày ra Trần Phong, khiến cho hắn không thể không sắp xếp hành trình đến Bắc Kinh trước. Thậm chí hắn đã đoán được, hắn có tới lĩnh Nam hay không, sẽ móc nối với việc Trần Phong có thuận lợi vào được bộ hay không. 2 ngày sau, tỉnh Tề chính thức công bố ngày tháng và lịch trình của Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sắp tới, quyết định là ngày 8 tháng Giêng. Thời gian mời dự họp Đại hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc chỉ còn cách có một tuần, không khí ở tỉnh ủy vô cùng kỳ lạ, bởi vì yên tĩnh và hòa thuận đến lạ kỳ, dần dần có lời đồn lan truyền, trong hội nghị toàn thể Hội đồng Nhân dân, có khả năng sẽ tuyển cử chủ tịch tỉnh mới. Làm sao mà có thể được? Tin tức lan ra, khiến cho Khâu Nhân Lễ vô cùng tức giận. Tôn Tập Dân là ứng cử viên duy nhất của chủ tịch tỉnh, phải được tuyển chọn, ý muốn của Trung ương phải được quán triệt chứng thực, là nhiệm vụ chính trị không được phép nghi ngờ. Ở cuộc tuyển cử, không cho phép nảy sinh bất cứ nghi ngờ gì. Ở tình huống chỉ có một người được đề cử, làm sao mà có thể tuyển cử chủ tịch tỉnh mới được? Rất rõ ràng, có người cố ý nghe nhìn lẫn lộn, cố ý bịa đặt câu chuyện. Nếu chỉ tung tin đồn nhảm nhí thì kệ, sợ là sợ, sau lưng không có lửa làm sao có khói, là một âm mưu tuyển cử thật lớn. Khâu Nhân Lễ lại tìm Trình Tại Thuận bàn bạc, yêu cầu Hội đồng Nhân dân cần phải tiếp thu tinh thần của Trung ương, làm tốt công tác với mỗi đoàn đại biểu, cam đoan thuận lợi tiến hành công tác tuyển cử, không để phát hiện sai sót dù chỉ là nhỏ nhất. Trình Tại Thuận nói chắc chắn, vỗ ngực bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn nói lời đồn chỉ dừng ở những người trí thức, đến lúc đó công bố tuyển cử, lời đồn sẽ được dập tắt. Sau đó, Khâu Nhân Lễ cùng Tôn Tập Thế, Hạ Tưởng mở hội nghị phạm vi nhỏ, thảo luận chiến lược đối phó, cũng đặc biệt yêu cầu Hạ Tưởng cần phải trấn giữ tỉnh ủy, không được ra ngoài, hoàn toàn phụ trách công việc an toàn của Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Lại không ngờ rằng, càng là chuyện khẩn cấp, càng mắc sai lầm, Hạ Tưởng vừa tan họp, liền nhận được một cú điện thoại từ Bắc Kinh. Hạ Tưởng đương nhiên không muốn lúc này rời khỏi thành phố lỗ, không đề cập tới sự phó thác của Khâu Nhân Lễ, chính là chức trách bản thân hắn sở tại, cũng một lòng nhào vào công việc, vì Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc sắp tới, tận tâm hết sức. Cách Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc chỉ có một tuần thời gian, hơn nữa sắp tới Nguyên đán rồi, Nguyên đán, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có thời gian nghỉ ngơi, càng không nghĩ tới, có người đến Nguyên đán cũng không cho hắn nghỉ ngơi, muốn hắn vào Bắc Kinh. Mà hắn còn phải nghe lời, tức khắc khởi hành, không thể có một khắc chậm trễ. Hạ Tưởng vào Bắc Kinh, xem như nửa công nửa tư, mang cả Ngô Thiên Thiếu đi theo.
Ngô Thiên Thiếu cũng ít nhiều đoán được điều gì đó, dọc đường đi chỉ tận tâm làm việc một thư ký nên làm, nói rất ít. Sau khi đặt chân lên đất Bắc Kinh, sau khi ngồi vào cơ xe chuyên dụng tiến đến đón, Ngô Thiên Thiếu được an bài ở xe sau, y không đủ tư cách cùng Hạ Tưởng ngồi chung một xe, bởi vì người đến nghênh đón Hạ Tưởng, cấp bậc cao đến dọa người. Là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Ngô Tài Dương. Lần trước Cổ Thu Thật ở sân bay tình cờ gặp mặt Hạ Tưởng, đón Hạ Tưởng, cũng khiến Ngô Thiên Thiếu chính mắt thấy phong thái của Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật bình thản để lại ấn tượng sâu sắc cho y, nhưng Ngô Tài Dương lại khác nhau rất lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, nói năng thận trọng, vẫn ngồi trên xe không hề có ý bước xuống. Khi y đi theo Hạ Tưởng tới trước xe, vốn định tiến về phía trước để chào hỏi, lại bị cảnh vệ lạnh lùng đẩy sang một bên. Ngô Thiên Thiếu mới biết được, không phải kẻ bề trên nào cũng có tính cách gió xuân ập vào mặt. Ấn tượng Ngô Tài Dương trong mắt y, vừa hờ hững, lại xa cách, cũng có quyền uy nhìn xuống thiên hạ. Cũng phải, đường đường là trưởng ban tổ chức trung ương, quản lý khảo hạch tất cả quan lớn cấp tỉnh bộ trong thiên hạ, nắm trong tay tiền đồ của tất cả cán bộ dưới cấp phó tỉnh, là lại bộ thượng thư người người ngưỡng mộ. Ngồi ở trên xe sau, mặc dù không rõ phó bí thư Hạ và trưởng ban Ngô rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng rất hiển nhiên, khác với lần bí thư Cổ tình cờ gặp gỡ ở sân bay trước đây là, trưởng ban Ngô là đặc biệt tới đón máy bay. Ngô Thiên Thiếu ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, bởi vì y biết rõ người của ban tổ chức cán bộ từ trước đến nay là gặp quan lớn một bậc, đừng nói ban tổ chức trung ương, chính là một trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy khi xuống thành phố cấp 3 đều có phó thị trưởng cùng đi. Khâu Nhân Lễ vào Bắc Kinh, cũng không được hưởng thụ đãi ngộ trưởng ban tổ chức trung ương đích thân đón máy bay, thậm chí nói không chút gì khoa trương, ở trong nước người có thể hưởng thụ đãi ngộ được trưởng ban tổ chức trung ương đích thân đón máy bay, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngô Thiên Thiếu sau khi lên xe mới phát hiện, hóa ra trên xe ngoại trừ lái xe, chỉ mỗi mình y. Y một mình ngồi ở băng sau rộng rãi, hưởng thụ đãi ngộ lãnh đạo, trong lòng cảm thán, theo bí thư Hạ, là một bước ngoặc trọng yếu nhất của y ở trong tỉnh ủy, không nên nói là một bước ngoặc quan trọng nhất trong cuộc đời của y. Nhưng y cũng rõ chỉ sợ ngày phó bí thư Hạ rời khỏi tỉnh Tề không còn xa, phó bí thư Hạ vừa đi, y phải đi về đâu. Phó bí thư Hạ cũng tiết lộ qua muốn an bài y xuống huyện đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng cũng không có nói rõ sẽ là chức vụ gì. Y cũng rõ, phó bí thư Hạ nhất định sẽ không bạc đãi y, ít nhất cũng sẽ là chủ tịch huyện khởi bước, thậm chí sẽ một bước đến chỗ bí thư huyện ủy. Mặc kệ là loại nào, Ngô Thiên Thiếu đều là trong lòng không nỡ. Nói chung thư ký không muốn điều ra ngoài không phải là thư ký tốt, Ngô Thiên Thiếu đảm nhiệm thư ký của phó bí thư tỉnh ủy, cũng là hy vọng một ngày kia có thể điều ra ngoài tỉnh chủ quản một phương. Nhưng hiện tại, y trong lòng lưu luyến không rời, cứ cảm thấy thời gian đi theo bên cạnh phó bí thư Hạ quá ngắn, còn có rất nhiều thứ vẫn chưa học được, cũng có rất nhiều sự tình chưa lĩnh hội sâu sắc, nói lời trong lòng, y thật đúng là muốn ở cạnh phó bí thư Hạ thêm một năm nữa, không, là vài năm. Ngẫm nghĩ xem Mễ Kỳ Hòa ở cạnh Tổng Bí Thư, cũng hơn 20 năm, y sao không thể đi theo Phó Bí Thư Hạ, đến khi Phó Bí Thư Hạ bước một bước tới trung tâm triều đình. Chỉ tiếc, nguyện vọng rất đẹp, sự thật rất tàn khốc, Phó Bí Thư Hạ hiện tại dù sao mới là Phó Bí Thư tỉnh ủy, không phải Chủ tịch tỉnh hoặc Bí Thư tỉnh ủy, sau khi bình thường tới cấp bộ trưởng, thư ký mới có thể không đổi mới. Vẫn là gặp được Phó Bí Thư Hạ quá sớm, nếu Phó Bí Thư Hạ hiện tại chính là Bí Thư tỉnh ủy thì tốt biết mấy. Ngô Thiên Thiếu tự giễu cười, đừng nghĩ nhiều quá, đợi Phó Bí Thư Hạ đi tới địa vị cao Bí Thư tỉnh ủy, thì tuổi tác y đã hơi bị cao, muốn đảm nhiệm thư ký của Phó Bí Thư Hạ cũng không có khả năng, nhân sinh chỉ có một lần lựa chọn, y không có khả năng giống như Mễ Kỷ Hòa, trở thành nhân vật mấu chốt đi theo bên cạnh Phó Bí Thư Hạ. Cũng không biết ai sẽ trở thành người may mắn trong truyền thuyết. Nếu nhậm chức Bí Thư huyện ủy, đến huyện xa xôi một chút cũng không có vấn đề. Nếu đảm nhiệm chủ tịch huyện, Ngô Thiên Thiếu hy vọng ở lại thành phố Lỗ, công tác ở một huyện của thành phố Lỗ, có thể lợi dụng đầy đủ quan hệ của y ở thành phố Lỗ, để tiện cho khai triển các hạng mục công tác. Lại nghĩ, ở lại tỉnh Tề cũng tốt, dù sao tỉnh Tề có căn cơ của y có thể ở tỉnh Tề đi từng bước một hướng tới địa vị cao, ít nhất trước khi lên phó tỉnh, hoàn toàn có thể ở tỉnh Tề bồi dưỡng chồng thế lực khổng lồ, đợi một ngày phó bí thư Hạ tiến vào trung tâm triều đình, khi cần y phối hợp công tác. Hy vọng đến lúc đó y có thể ở tỉnh Tề đứng ra hô hào, vì Phó Bí Thư Hạ phất cờ hò reo tại địa phương. Ngô Thiên Thiếu nhìn xe chuyên dụng phía trước, màng che rất dày,
hoàn toàn nhìn không rõ tình hình bên trong, nhưng y biết, cuộc nói chuyện của Phó Bí Thư Hạ và trưởng ban Ngô, khẳng định liên quan sự tình trọng đại. Ngô Thiên Tiếu cũng không biết chính là, hướng đi có liên quan đến y, trong lòng Hạ Tưởng đã có phương hướng rõ ràng, sẽ là một niềm vui bất ngờ thật to. Tuy nhiên lúc này, tâm tư Hạ Tưởng hoàn toàn không nằm trên người Ngô Thiên Tiếu, bởi vì Ngô Tài Dương đang cùng hắn đàm luận quyết định của một hạng mục trọng đại. Tình hình đại khái là như thế, đi con đường nào, tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Trưởng ban tổ chức trung ương từ trước đến nay cao cao tại thượng, khi nhắm vào điều động và an bài của một phó bí thư tỉnh ủy, dưới tình huống bình thường là trực tiếp nói cho đối phương biết kết quả, sẽ không cho đối phương có đường chọn lựa. Nhưng đối mặt Hạ Tưởng, Ngô Tài Dương lại bỏ ngụy trang xuống, vô cùng chân thành trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thật lâu không nói gì. Quan hệ giữa hắn và Ngô Tài Dương đã sớm vượt qua quan hệ cấp trên cấp dưới, Ngô Tài Dương đối với hắn tốt hơn nữa, hắn cũng sẽ không vì được sủng ái mà lo sợ, trong lòng cảm nhận không phải đề cao, mà là yêu thương. Bởi vì hắn cũng rõ, Ngô Tài Dương tiến đến đón máy bay, cũng không phải là lấy thân phận của trưởng ban tổ chức trung ương, mà là thân phận của người cầm lái nhà họ Ngô. Hạ Tưởng cũng biết rõ một điểm, hắn quả thật là một điểm tựa lớn của mấy thế lực lớn, trên sự tình điều hắn tới Lĩnh Nam, giai đoạn trước, Trần Hạo Thiên ra mặt, ngoài là đại biểu tổng bí thư, âm thầm cũng đại biểu thế lực gia tộc, mấy lần thăm dò thêm mời gọi, hiện tại, lại có Ngô Tài Dương hạ mình ra mặt, khác hẳn những lần trước muốn hắn đi đâu thì hắn phải tới đó chính là, hiện tại bao gồm tổng bí thư ở bên trong, đều nói lý nói tình với hắn, cái muốn đạt được còn không phải khiến hắn cam tâm tình nguyện gật đầu đồng ý sao? Mà không phải là một tờ giấy điều lệnh điều nhiệm lạnh ngắt nhất định phải vô điều kiện phục tùng. Nói cách khác, trọng lượng và tầm quan trọng của hắn hiện tại, đã khiến tất cả mọi người đều phải cho ra sự tôn trọng đầy đủ, cũng là một mặt khiến Hạ Tưởng hơi cảm động. Dù sao, nói thật, thân là cán bộ cấp phó tỉnh, ban tổ chức trung ương là có thể trực tiếp quyết định hướng đi của hắn, hắn có muốn hay không, đều phải phục tùng. Nhưng hiện tại, Ngô Tài Dương tự mình tới đón, tự mình uyển chuyển khuyên bảo, trên thực tế trọng đãi đối với hắn, đã bay lên tới độ cao trước nay chưa từng có. Ngô Tài Dương rõ ràng nói với hắn, trung ương sẽ trao đổi phó bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam và phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, hoàn thành một lần điều nhiệm thuận lợi. Chẳng những tổng bí thư hy vọng hắn đi Lĩnh Nam, lão cổ cũng là ý tứ giống vậy, ngay đến ông cụ Ngô trước kia thái độ không rõ thậm chí còn ít nhiều có ý kiến phản đối, hiện tại cũng không còn phát biểu ý kiến. Không phát biểu ý kiến, chính là ngầm thừa nhận. Là tình thế Lĩnh Nam đại biến tới mức khiến ông cụ Ngô cũng thay đổi chủ ý, hay là ngay từ đầu, ông cụ Ngô cố ý thế. Hạ Tưởng trong lòng không phải cười khổ, là vui mừng mà cười. Quả thật, hắn rất vui mừng, bởi vì nếu một tháng trước, có lẽ hắn cảm thấy đi Lĩnh Nam là một lần mạo hiểm, thậm chí có thể mất nhiều hơn được. Nhưng hiện tại, tâm tình của hắn đã châm nóng, nhất là mấy câu nhắc nhở quan trọng của Tống Chiêu Độ, khiến hắn hiểu rõ một điểm, hắn không thể sợ phạm sai lầm. Hơn nữa nếu suy nghĩ thêm một chút, có đôi khi, thích hợp phạm chút sai lầm nhỏ, nói không chừng còn là chuyện tốt. Đứa nhỏ quá thành thật rất dễ bị người ức hiếp, thì như Trần Hạo Thiên ấy, vừa mới rời Sơn Thành liền đánh đen, dường như khi ông ta đảm nhiệm Sơn Thành có rất nhiều rối loạn vậy. Tới rồi Lĩnh Nam không lâu, Lĩnh Nam cũng gió nổi mây phun. Kỳ thật cũng không phải Trần Hạo Thiên không bản lĩnh, không thủ đoạn, mà là ông ta đối nhân xử thế rất khiêm tốn, giọng không đủ to, liền có vẻ như ông ta luôn bị người ức hiếp. Hạ Tưởng đón nhận ánh mắt chờ mong của Ngô Tài Dương, mỉm cười. Tôi muốn đưa ra một vài điều kiện. Ngô Tài Dương cũng là cười. Người khác nói điều kiện, tôi khẳng định sẽ phản cảm, cậu đưa ra điều kiện, tôi nói. Đồng ý trước, nếu tôi nhớ không lầm, mấy lần điều động cậu đều không đề cập qua bất cứ điều kiện gì, đây là lần đầu tiên. Quả thật là lần đầu tiên Hạ Tưởng đưa ra điều kiện, hơn nữa Hạ Tưởng ngoài là ra điều kiện với Ngô Tài Dương. Kỳ thật vẫn là mượn miệng Ngô Tài Dương, chuyển cho Tổng Bí Thư, ông cụ Ngô, thậm chí là lão cổ. Hạ Tưởng rất rõ, Ngô Tài Dương lần này ra mặt, đại biểu không chỉ mỗi thế lực gia tộc, mà là ý nguyện của Tổng Bí Thư, ý đồ của ông cụ Ngô cùng với tính toán của lão cổ, là một đoàn thể liên minh. Cũng gián tiếp nói rõ một điểm, lão cổ từ trước đến nay luôn thân cận thủ tướng, hiếm thấy phối hợp Tổng Bí Thư ra tay, mà Ngô Tài Dương cũng tạm thời thay thế cổ thu thật. Đảm nhận nhân vật phát ngôn của hai tầng lực lượng tổng bí thư kiêm thế lực gia tộc, có thể thấy được tình thế đã nghiêm trọng tới trình độ ảnh hưởng đại cục. Hạ Tưởng lần đầu tiên đưa ra điều kiện,
theo ý tưởng của người bình thường, khẳng định sẽ để một đống yêu cầu. Không ngờ Hạ Tưởng chỉ khẽ mỉm cười. Chỉ một điều kiện, chính là tôi có thể đi lĩnh nam, nhưng phải cho phép tôi phạm một số sai lầm nhỏ. Nếu chẳng may bím tóc tôi bị người khác bắt được, Tổng Bí Thư không tiện ra mặt giải quyết, ông cụ và lão cổ, nhất định phải thay tôi giải vây. Ngô Tài Dương không nói chuyện, nhìn thẳng Hạ Tưởng sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười ha hả. Cậu đã quên một người, chẳng lẽ ở trong mắt cậu, trưởng ban tổ chức trung ương tôi đây, không có một chút quyền uy. Hạ Tưởng gật đầu cười nói. Ý tứ của tôi là, dù sao cũng quan tâm tôi. Ngô Tài Dương vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Mấy ông lão cho dù mặc kệ tôi, cũng phải quan tâm cậu, cậu đừng quá kiêu ngạo. Hạ Tưởng liền hỏi. Khi nào thì đi lĩnh nam? Ngô Tài Dương trả lời khiến hắn giật mình kinh hãi. Càng nhanh càng tốt, ý của tôi là, trước Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tề. Hạ Tưởng rất là khó hiểu. Chỉ còn vài ngày, thực sự gấp như vậy sao? Không hề nghi ngờ gì nữa, trong lúc tỉnh Tề ổn định, nhất định sẽ xảy ra nhiễu loạn. Cho đến thời điểm hiện nay, không những Hạ Tưởng nhận thức được điều này, mà toàn bộ thế lực địa phương tỉnh Tề cũng nhận thức được. Nhiễu loạn xảy ra ở đâu, sẽ lớn như thế nào, còn khó nói được. Lấy Khâu Nhân Lễ là người đứng đầu cùng với những lãnh đạo tỉnh, đều toàn lực ứng phó, cố gắng dập tắt sự nhiễu loạn ngay lúc nó đang ở trạng thái vừa mới nảy sinh, không thể để xảy ra tình trạng nghiêm trọng là chủ tịch tỉnh không được chọn. Đời sống chính trị trong nước, chỉ có một lần xuất hiện sự việc phó chủ tịch tỉnh không được chọn, từ đó về sau, các tỉnh dần chuyển thành bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân. Chính vì tránh để tình trạng này xảy ra một lần nữa. Nếu tỉnh Tề xuất hiện tình thế chủ tịch tỉnh duy nhất do Trung ương chỉ định lại không được chọn, không những sẽ chấn động cả nước, mà còn có thể chấn động thế giới. Khâu Nhân Lễ khó chối sai lầm thì không nói, chỉ sợ toàn bộ máy tỉnh ủy cũng bị xử phạt nặng. Hậu quả nghiêm trọng hơn là, cuối cùng sẽ dẫn hàng loạt phản ứng dây chuyền, nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hạ Tưởng không những không hiểu được những cấp bách của Ngô Tài Dương, còn rất bất mãn. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, tỉnh Tề đang cần tôi ở đó, bị điều đi vào thời điểm quan trọng nhất, rốt cuộc là sắp xếp gì đây? Lẽ nào là điệu hổ ly sơn? Nói đúng rồi, chính là điệu hổ ly sơn. Ngô Tài Dương không hề che giấu sự bao che của y đối với Hạ Tưởng. Chỉ cần cậu gật đầu, lệnh điều chuyển sẽ được ký ngay lập tức, muốn cậu rời khỏi tỉnh Tề trước hai kỳ Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc diễn ra, cũng là chủ ý của tôi. Mục đích thì trong lòng cậu cũng biết rõ, là muốn cậu đến lĩnh Nam, thực hiện một thời kỳ giảm sóc. Hạ Tưởng cũng thừa nhận hắn rất may mắn, cũng rất hạnh phúc, trên có Tổng Bí Thư và ông cụ Ngô âm thầm chiếu cố, giữa có Ngô Tài Dương thu xếp. Quyền lực của trưởng ban tổ chức trung ương tương đối lớn, quả thật có thể trực tiếp sắp xếp thời gian ban hành lệnh điều chuyển của hắn. Mà Ngô Tài Dương cũng đã có nhiều lần bộc lộ muốn hắn sớm rời khỏi tỉnh Tề. Bởi Ngô Tài Dương cũng biết rõ có thể trong thời gian diễn ra hai đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, tỉnh Tề có thể sẽ xảy ra rối loạn. Nếu y ra tay ngăn cản, sẽ đắc tội với một bên thế lực còn lại. Mà lĩnh Nam, mặc dù đã có Trần Hạo Thiên chiếm lĩnh ở đó nhiều năm, nhưng vẫn là điểm yếu về lực lượng của Tổng Bí Thư, hơn nữa là điểm yếu về lực lượng của thế lực gia tộc, thậm chí ngay cả lực lượng của lão cổ ở lĩnh Nam cũng không ổn. Tức là, với sự giúp đỡ của Tổng Bí Thư, thế lực gia tộc và lão cổ, tức là cả ba thế lực cùng hợp nhất lại cũng không bì được thế lực lớn mạnh của phe phản đối và hệ bình dân ở lĩnh Nam. Nếu như hắn thoát được sự rối loạn cuối cùng trong thế cục tỉnh Tề, không đối nghịch cùng hệ bình dân, còn về việc Tôn Tập Dân bị Tần Khản bức ép, phe phản đối tính toán thế nào với hệ bình dân, Hạ Tưởng không còn quan tâm đến nữa. Lần này đi lĩnh Nam, ít nhất cũng khiến hệ bình dân ở lĩnh Nam có chút cảm tình tốt với hắn. Nếu ngược lại, lại gây bất hòa với Ngô Hiểu Dương, lại so chiêu với Thi Khải Thuận, lại không hòa thuận với hệ bình dân, một khi đến lĩnh Nam, nói không chừng sẽ có uy thế phủ đầu đang đợi hắn. Ngô Tài Dương quả thật cũng thành tâm suy nghĩ cho hắn, y nghĩ rằng thêm một việc không bằng bớt một việc. Thật ra Hạ Tưởng cũng biết, với tính cách của Ngô Tài Dương, y từng sợ ai chứ? Năm đó một mình y trở mặt với ông cụ, một mình ở giải đất Tây Bắc mười mấy năm, chưa từng mở miệng xin ông cụ cái gì. Phe phản đối và hệ bình dân có mạnh mẽ thế nào đi nữa, Ngô Tài Dương cũng sẽ không nhường bước. Hạ Tưởng rất cảm động bởi tình cảm Ngô Tài Dương dành cho hắn, nhưng lại không yên lòng thế cục tỉnh Tề. Hắn không phải một người làm việc có đầu không đuôi,
Hơn nữa hắn và Tần Khản âm thầm giao đấu nhiều năm như vậy rồi, thời điểm cuối cùng lại quay người rời đi, đó không phải tính cách của hắn, hắn cũng không muốn ngồi xem Tỉnh Tề xuất hiện cục diện không thể khống chế được. Không những sẽ ảnh hưởng đến cục diện ổn định và hòa bình lâu dài với Tỉnh Tề, mà còn là một đòn tấn công lớn đối với sinh mạng chính trị của Khâu Nhân Lễ. Tôi suy nghĩ lại đã, trưởng ban Ngô, tôi cho rằng, tốt nhất là nên từ từ, ít nhất cũng phải chờ Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc kết thúc đã. Hạ Tường vẫn hàm xúc và uyển chuyển biểu đạt suy nghĩ của hắn. Ngô Tài Dương hơi thất vọng. Cậu ấy à, giống như tôi năm đó, rất cố chấp. Thôi được, tôi cũng không khuyên cậu nữa, Thu Thật còn có chuyện muốn nói với cậu, tôi đưa cậu qua đó. Ngô Tài Dương đưa Hạ Tường tới chỗ gặp mặt với Cổ Thu Thật, liền quay người rời đi. Y còn phải về ban tổ chức trung ương có việc cần xử lý, sự sắp xếp tiếp theo của Hạ Tường, y không hỏi thêm nữa. Hạ Tường cũng không ngờ Ngô Tài Dương còn lo luôn việc đưa hắn đến gặp Cổ Thu Thật, trong lòng có thêm một tia phán đoán, trước đó, Ngô Tài Dương và Cổ Thu Thật chắc chắn đã có thống nhất với nhau về việc hắn đi lĩnh Nam, cũng như khi nào sẽ đi. Nếu nói Ngô Tài Dương chỉ hỏi ý kiến hắn, vậy Cổ Thu Thật sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục hắn. Hạ Tường cảm thấy sức ép rất lớn. Là một quán trà theo phong cách châu Âu, Hạ Tường bước vào bên trong, Ngô Thiên Tiếu đi theo sau, phía trước có người dẫn đường. Đến một gian phòng khá nho nhã, Hạ Tường đi vào, Ngô Thiên Tiếu bị người ta đưa đến một căn phòng khác. Giữa phòng đặt một bàn trà, nền đất trống trải, cũng không có bình trà và chén uống trà, lại nhìn thêm, Cổ Thu Thật đang ngồi trên chiếc ghế mây, dường như đang chìm vào trầm tư. Hạ Tường thấy nồi điện bên cạnh đang đun nước, nước sôi rồi, sôi lên lục bục, bởi vì bên ngoài quá yên tĩnh, lại có ánh mặt trời chiếu qua, lại là một buổi trưa mùa đông khiến cho người ta rất dễ ngủ. Trong nháy mắt thậm chí Hạ Tường còn xuất hiện một ảo giác, cảm thấy những thứ trước mặt vừa xa lạ lại thân quen, dường như đang quay trở về thời thơ ấu. Thời thơ ấu trong ký ức hắn, mỗi khi đến mùa đông, luôn ngồi vây quanh lò lửa, nghe người lớn kể chuyện xưa. Có lúc kể mãi, người lớn ngủ mất, hắn cũng nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy nồi nước đặt trên bếp lò phát ra tiếng kêu, liền giống như đi vào cõi mơ, cảm giác được sự dài lâu của thời thơ ấu. Thời gian thì không dài, dài chỉ là do cảm giác trong lòng. Hạ Tưởng cầm lấy ấm nước, bỏ chào vào, nhẹ nhàng đặt trước mặt Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật như mới tỉnh giấc, mỉm cười nói. Vừa rồi thất thần, nghĩ lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ. Bỗng nhiên cảm thấy thời gian đời người trôi quá nhanh, bỗng chốc đã trôi qua mất. Hạ Tường hiểu ý mỉm cười, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm của Cổ Thu Thật. Nhưng Cổ Thu Thật tốt nghiệp chuyên ngành trung văn, trong máu cũng có khí chất văn nhân làm quan từ lâu, nên cũng ít khi thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Hôm nay trong mắt Hạ Tường, Cổ Thu Thật trở nên chân thật nhất. Cổ Thu Thật làm thế nào lọt vào mắt Tổng Bí Thư, cho đến việc mỗi một lần thăng chức của Cổ Thu Thật từ sau chức vụ Phó Giám đốc Sở. Đều là đích thân Tổng Bí Thư hỏi han, Hạ Tường cũng không thể biết được hết. Nhưng có lẽ bởi vì sự chân thật và tình cảm của Cổ Thu Thật, nới khiến Tổng Bí Thư thích thú và có tình cảm với y. Tuy Tổng Bí Thư xuất thân là dân khoa học tự nhiên, nhưng vẫn có dòng máu của văn nhân. Năm đó, lúc Tổng Bí Thư gặp mặt cô Tề, thư đến thư đi, nghe nói Tổng Bí Thư viết thơ tình, cuối cùng cũng có được trái tim cô Tề. Hạ Tường cũng từng nghe nói qua, Tổng Bí Thư thực sự lệch về khoa văn. Chỉ là năm đó khi điền nguyện vọng, trời đất run rủi mới đi vào khoa học tự nhiên. Từ việc sau khi thực hiện các tỉnh thay phiên đổi nhiệm kỳ mới, các cán bộ cấp cao mới nhậm chức ở các tỉnh, hơn phân nửa là cán bộ xuất thân từ khoa văn, có thể rút ra kết luận, Tổng Bí Thư quả thật khá thích những ngôi sao chính trị có xuất thân từ khoa văn. Hạ Tường không tính là xuất thân từ khoa văn, nhưng cũng đã từng yêu thích văn học, đã từng đảm nhiệm vị trí giám đốc thông tấn xã văn học. Đương nhiên, trên đây cũng không phải là điều kiện tiên quyết để hắn lọt vào mắt Tổng Bí Thư. Sự cảm khái của Cổ Thu Thật rất chân thực, lại rất giống với suy nghĩ lúc nãy của Hạ Tường, càng khiến cho hắn có cảm giác thân thiết với Cổ Thu Thật. Bí Thư Cổ, trùng hợp thật, vừa rồi tôi cũng nhớ đến thời thơ ấu, nghĩ đến lúc nhỏ ngồi quanh bếp lò nghe người lớn kể chuyện xưa, còn bây giờ, cuộc sống bận rộn, luôn có những việc làm không hết, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Đời người là như vậy. Hạnh phúc hay bất hạnh không phải chúng ta có thể quyết định được. Nếu chúng ta đã ngồi lên vị trí này rồi, thì chính là sứ mệnh mà lịch sử và nhân dân đã giao phó cho chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức, vì nước vì dân. Cổ Thu Thật trầm giọng nói.
Mỗi người cho dù làm ngành nghề gì, cho dù gánh vác trách nhiệm nặng hay nhẹ, đều phải có tinh thần trách nhiệm, đều phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hạ Tưởng cũng pha cho mình một chén trà, trà rất nhạt, nhạt, lại trở về thời xa xưa. Có lẽ sự vật càng nhạt nhòa, mới có thể lưu lại được hoài niệm trong lòng người. Bí thư Cổ nói rất đúng, vì vậy tôi cho rằng, nhậm chức ở tỉnh Tề, tôi đã làm một số việc, tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng đã dốc hết sức rồi. Bây giờ triệu tập Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, nếu có thể diễn ra tốt đẹp, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Nhậm chức ở tỉnh Tề, tôi không phụ sự tín nhiệm của Đảng và Trung ương, không phụ sự tin yêu của nhân dân tỉnh Tề. Hạ Tưởng mượn việc để nói chuyện của mình, ngay từ đầu đã nói đến chuyện ở tỉnh Tề. Cổ Thu Thật chỉ cười, dường như cũng không quan tâm đến việc bây giờ hắn rời tỉnh Tề, hay đợi sau khi Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc kết thúc mới đi, trực tiếp nhắc đến Trần Phong. Việc Trần Phong vào cục, thời gian trước đã bàn bạc trong phạm vi nhỏ, nguyên tắc của tôi là giữ thái độ tán thành. Đương nhiên, cũng có nhiều người phản đối, ngay cả trưởng ban Ngô cũng có thái độ khá mơ hồ. Ngô Tài Dương có thái độ mơ hồ với việc Trần Phong vào cục, cũng có thể hiểu được. Bởi Ngô Tài Dương và Trần Phong cũng không thân quen gì, không phản đối mới lạ. Tuy nhiên có một người rất ủng hộ Trần Phong vào cục, đã nói tốt cho Trần Phong rất nhiều, thái độ rất kiên định, còn chuẩn bị các mặt thỏa đáng, còn thuyết phục các ủy viên Bộ Chính trị đang ở phe trung lập. Hạ Tưởng nheo mắt, hay cho Trần Hạo Thiên, hay cho thủ đoạn ngắt hoa chặt cành. Bí thư Trần rất thích tinh thần thẳng thắn thực tế của Trần Phong. Cổ Thu Thật nêu đề tài. Nếu bí thư Trần có thể tiến thêm một bước, tiếng nói cũng có trọng lượng hơn, vậy việc Trần Phong vào cục cũng sẽ khả thi hơn. Hạ Tưởng mỉm cười bất đắc dĩ. Bí thư Cổ, đừng nói quá thẳng thắn như vậy được không? Cổ Thu Thật cũng bị Hạ Tưởng chọc cười. Cũng đúng, nói chuyện với cậu, không thể nói quá thẳng thắn, rõ ràng tôi quá dài dòng rồi. Cũng vì sự thẳng thắn của Cổ Thu Thật, mói khía Hạ Tưởng không có cảm giác bị người ta uy hiếp. Ngược lại cảm thấy mọi thứ đã rất rõ ràng, không thể tốt hơn được nữa. Nhưng cũng cần phải nói, việc Trần Phong vào cục quan trọng như vậy, nhưng áp lực lại đặt lên người hắn, nên cũng khiến hắn có chút khó thích ứng. Hắn mới chỉ là một phó bí thư tỉnh ủy thôi, một phó bí thư tỉnh ủy lại có thể quyết định việc một bí thư tỉnh ủy có thể tiến thêm một bước để vào Bộ Chính trị hay không. Người khác nghe được chắc chắn nghĩ đây là chuyện nghìn lẻ một đêm, nhưng đây rõ ràng lại là sự thật. Sự thật luôn hấp dẫn hơn trí tưởng tượng và tiểu thuyết. Còn đối với việc lúc nào cậu rời tỉnh Tề, tôi không nhất trí lắm với trưởng ban Ngô. Thời gian Hạ Tưởng quen biết Cổ Thu Thật cũng không còn ngắn nữa, hôm nay, lần đầu tiên thấy được sự cứng rắn của Cổ Thu Thật, bởi vì những lời nói tiếp theo của Cổ Thu Thật, thật sự khiến hắn kinh ngạc. Mặt trời dần xuống núi, bất giác, Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật đã ngồi đối diện nhau trong phòng trà suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Cũng là thời gian ngồi nói chuyện với nhau lâu nhất kể từ khi Hạ Tưởng quen biết Cổ Thu Thật, nói chuyện, trải lòng. Trong mắt Hạ Tưởng, đừng nhìn Cổ Thu Thật tuổi không lớn, nhưng đối nhân xử thế lại rất ôn hòa, tiến lùi có chừng mực, trực tiếp mà uyển chuyển, vừa không nóng vội, lại không bảo thủ, rất phù hợp với môi trường làm cán bộ lớn. Cái gọi là ông cụ non, chính là những người như Cổ Thu Thật, đương nhiên, bây giờ Cổ Thu Thật cũng không được coi là trẻ tuổi nữa. Đã bắt đầu bước vào tuổi trung niên. Nhưng nếu y không từng là ông cụ non, cũng sẽ không leo lên được chức vụ cao như phó giám đốc sở khi còn trẻ tuổi. Cổ Thu Thật lớn hơn Hạ Tưởng 3 tuổi, đã sắp bước vào tuổi đổi nhiệm kỳ rồi, sau Tết Nguyên đán, đã bước vào tuổi trung niên, ủy viên Bộ Chính trị tuổi trung niên. Nói thêm một bước nữa, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh độ tuổi trung niên, không thể nói là không có người thứ hai, nhưng cũng gần như từ thời dựng nước đến nay là người đầu tiên rồi. Tuy Cổ Thu Thật chỉ lớn hơn Hạ Tưởng 3 tuổi, nhưng trong mắt Hạ Tưởng, Cổ Thu Thật lại như lớn tuổi rồi, mỗi một động tác của y, đều rất thành thục, hoàn toàn không có chút gì làm ra vẻ hay chưa chín chắn, dường như vị trí và uy lực của người bề trên của y bẩm sinh đã có vậy. Thật ra Cổ Thu Thật cũng giống Hạ Tưởng, xuất thân con nhà bình dân, hoàn toàn không phải con nhà danh giá, cũng không phải người có bề thế. Y có thể có được sự trầm ổn và uy thế như bây giờ. Không phải không có liên quan đến những khó khăn gian khổ mà y đã trải qua trước đây. Hạ Tưởng vẫn luôn cho rằng, Cổ Thu Thật sẽ không có lúc do dự, y từ trước đến nay đều rất dứt khoát mạnh mẽ, khiến cho người ta vô tình bị dẫn dắt, nhưng hôm nay, Cổ Thu Thật lại có chút khác lạ. Đương nhiên,
Cách nghĩ của trưởng ban Ngô cũng rất tốt, cũng là vì suy nghĩ cho cậu, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng là một người bạn lâu năm, Hạ Tường, tôi muốn nói thêm một câu, hy vọng cậu không để ý. Cả buổi chiều, trong lúc Cổ Thu Thật nói chuyện với Hạ Tường, giọng nói giống như nắng buổi chiều, ấm áp mà kéo dài, khiến cho người ta bất giác đắm chìm. Đột nhiên, giọng nói của y lại chuyển đổi, không những giọng nói nâng cao lên, ngữ điệu cũng bỗng nhiên trở nên sắc bén. Suy nghĩ của tôi là, có việc nên làm, có việc không nên làm. Phàm là làm việc gì cũng phải trước sau vẹn toàn, là một cán bộ đảng viên, phải chịu trách nhiệm đến cùng với mỗi một hành vi câu nói của mình. Việc ở tỉnh Tề, nhất định phải có một cái kết thúc, tôi hy vọng cậu có thể dốc sức để làm, giải quyết tất cả những tai họa ngầm. Bắt đầu từ cậu, thì cũng nên do cậu kết thúc, có đầu có cuối, mới là bản lĩnh của một người đàn ông, mới là một cán bộ có lương tâm, có trách nhiệm. Cổ Thu Thật nói rất có khí phách, trước mặt Hạ Tường, nét mặt trở nên kiên định và dứt khoát hơn bao giờ hết, những sự ôn hòa và ung dung trước đây của y như biến mất hết, thay vào đó là sự nghiêm túc và thản nhiên. Nghiêm túc chính là tin tưởng vào sự kiên định của Hạ Tường, thản nhiên chính là không quan tâm đến tất cả mọi khó khăn. Hạ Tường ngây người. Hắn thật sự không ngờ Cổ Thu Thật lại kiên định đứng về phía hắn, chẳng những kiên định, còn cổ vũ và động viên cho hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng Cổ Thu Thật luôn thăng chức thuận lợi trên con đường làm quan như vậy, sẽ mất đi sự hăng hái, không ngờ, Cổ Thu Thật cũng rất hăng hái. Nghĩ lại cũng đúng, tuy Cổ Thu Thật là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng qua Tết Nguyên đán này y mới 40 tuổi, có thể nói trong chốn quan trường, cũng vẫn còn sung sức. Hạ Tưởng nhiệt huyết sôi trào, cười ha hả. Mượn câu nói cũ của Bí Thư Cổ, mượn sức gió đông, đi xa ngàn dặm, tôi nguyện ở lại tỉnh Tề, hoàn thành tâm nguyện từ trước đến nay. Cụng ly. Cổ Thu Thật lấy trà thay rượu. Tôi kính cậu một ly. Tôi kính Bí Thư Cổ. Hạ Tưởng không dám để Bí Thư Cổ kính hắn. Còn một câu nữa, Hạ Tưởng, cậu nhất định phải nhớ kỹ, tuy rằng lần này đến lĩnh Nam, sau lưng có rất nhiều người đang thúc đẩy, nhưng nếu cậu kiên quyết không đi, cũng không ai có thể ép cậu được. Tức là, bắt đầu từ bây giờ, cậu có thể tự quyết định vận mệnh chính mình, tuy chỉ là một phần, nhưng tôi cũng chúc mừng cậu. Có lẽ Cổ Thu Thật cũng cảm kích, nên hôm nay nói rất nhiều, hơn nữa còn bỏ những việc bận rộn của mình, cố ý ngồi cùng Hạ Tưởng suốt buổi chiều, xem như cũng chân thành rồi. Sau này cậu gặp phải khó khăn gì ở lĩnh Nam, có thể trực tiếp tới tìm tôi, có lẽ tôi không giúp cậu được nhiều, nhưng chút việc nhỏ cũng không cần làm phiền đến Tổng Bí Thư. Lời nói của tôi, cũng có trọng lượng. Cậu nhớ kỹ, sau lưng cậu, ngoài mấy ông già lớn tuổi ra, còn có những bạn bè có thể thổ lộ tình cảm. Cổ Thu Thật tự coi mình là bạn tâm giao của Hạ Tưởng, thật sự quá nâng cao Hạ Tưởng rồi. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, chẳng phải y coi trọng Hạ Tưởng đó sao, chắc chắn đã nhận định rằng Hạ Tưởng đáng để tin cậy. Hạ Tưởng vô cùng cảm động. Cảm ơn Bí Thư Cổ, đời người có được một tri kỷ, là đủ rồi. E rằng trong nước rất hiếm nhìn thấy tình cảnh như thế này, người nối nghiệp kế tiếp và người của đời thứ bảy cùng nâng chén nói chuyện vui vẻ, cảnh tượng thân mật này, dường như là một việc không thể tưởng tượng được. Từ trước đến nay giữa hai nhiệm kỳ kế nhiệm, đã phân ranh giới rất rõ ràng. Quả thật, sau này Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng liệu có vì quan niệm chính trị khác nhau, mà dần dần cách xa nhau hay không, bây giờ đưa ra kết luận cũng là quá sớm. Nhưng sự việc ngày hôm nay, sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng hai người. Trở thành một ký ức lâu dài. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ trở thành ánh huy hoàng cuối cùng, sau đó biến mất phía chân trời. Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật như vừa mới tỉnh mộng, bỗng nhìn nhau cười ha hả. Trong tiếng cười của hai người, ngày cuối cùng của năm 2011 dần dần trôi qua. Đêm đó, Hạ Tưởng ở nhà họ Ngô, buổi tối, sau khi cùng Ngô Tài Dương, ông cụ Ngô đã đạt được sự nhất trí. Sáng sớm hôm sau, Tết Nguyên đán đến cũng không hề ảnh hưởng đến nỗi nhớ như dao cắt vào tim của Hạ Tưởng, hắn và Ngô Thiên Thiếu cùng quay về thành phố Lỗ. Vừa về đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng liền bắt tay vào sắp xếp hàng loạt công việc. Hắn đích thân ra mặt, lần lượt gọi điện thoại cho những bí thư thành ủy và thị trưởng các thành phố cấp dưới mà hắn quen, trịnh trọng nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề. Lại cùng Ngô Thiên Thiếu đến thành ủy thành phố Lỗ, lần lượt nói chuyện cùng Lưu Đồng, Lý Nhất Lâm. Lúc nói chuyện với Lý Đồng, đầu tiên là bàn về việc hai đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, sau đó Hạ Tưởng cũng không kiêng dè Ngô Thiên Thiếu cũng có mặt ở đó, trực tiếp đề cử Ngô Thiên Thiếu với Lý Đồng.
Bí thư Lý, năng lực của Thiên Tiếu cũng rất tốt, đối nhân xử thế cũng rất đáng tin cậy, thành phố Lỗ có huyện nào thiếu, anh tìm một chỗ thích hợp một chút. Ngô Thiên Tiếu lại càng hồi hộp, nếu Phó Bí thư Hạ đã nói thẳng thắn về tiền đồ của gã, có thể thấy ngày Phó Bí thư Hạ rời khỏi tỉnh Tề cũng không còn xa nữa. Trong lòng gã vừa vui vừa buồn, vui là vì Phó Bí thư Hạ đã trịnh trọng nêu ra việc này trước mặt Lý Đồng, Bí thư Lý là người thông minh, chắc chắn biết ý của Phó Bí thư Hạ, nhất định phải sắp xếp một vị trí tốt mới có thể khiến Phó Bí thư Hạ hài lòng. Buồn là vì, không ngờ Phó Bí thư Hạ lại đi nhanh như vậy, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Lý Đồng hiểu ý, lời vàng của Hạ Tưởng vừa thốt ra, nhất định phải nể mặt, hơn nữa còn phải thật nể mặt, liền nói. Được. Tôi từ lâu đã nghĩ đến việc để Thiên Tiếu đến thành phố Lỗ giúp tôi một tay, còn sợ Phó Bí thư Hạ không chịu thả người, nếu Phó Bí thư Hạ đã chủ động thả người, tôi cũng không khách sáo nữa, chắc chắn sẽ cho Thiên Tiếu gánh trọng trách. Lý Đồng thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, lời này vừa nói ra, tức là ở trong phạm vi thành phố Lỗ, vị trí bí thư huyện ủy là chắc chắn rồi. Ngô Thiên Tiếu lại càng hồi hộp hơn, lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Gã vốn nghĩ kết quả tốt nhất cũng chỉ là đến một huyện xa xôi làm bí thư huyện ủy, đến một huyện giàu có nào đó làm chủ tịch huyện, không ngờ, Hạ Tưởng vừa ra tay, gã đã có thể làm bí thư huyện ủy ở một huyện trực thuộc thành phố Lỗ. Huyện trực thuộc thành phố Lỗ, đều là những huyện giàu có, tốc độ lên chức cũng nhanh. Ngô Thiên Tiếu rất cảm kích sự nâng đỡ của Phó Bí thư Hạ, âm thầm hạ quyết định, sau này nhất quyết ủng hộ con đường của Phó Bí thư Hạ, tuyệt đối không dao động. Lý Đồng dứt khoát muốn làm một người tốt đến cùng, lại đưa ra yêu cầu. Tôi lại muốn đưa ra một yêu cầu nữa với Phó Bí thư Hạ, mong Phó Bí thư Hạ chấp thuận. Hạ Tưởng thấy Lý Đồng thuận nước đẩy thuyền, trong lòng thầm sợ Lý Đồng đã biết chuyện Ngô Tài Dương đích thân đến sân bay đón hắn. Nghĩ lại quan hệ giữa Ngô Tài Dương và Lý Đồng cũng khá thân thiết, nói ra giữa y và hắn cũng không quá xa, liền cười nói. Có gì cứ nói, còn khách sáo nữa, thì thành người ngoài rồi. Lý Đồng liền cười ha hả. Bí thư quận ủy thành phố cũng đã đến tuổi rồi, ý của tôi là, muốn mời Phó Bí thư Hạ giới thiệu thêm một người nữa, để đồng chí Ôn Tử Tuyền đảm nhận chức vụ bí thư quận ủy. Năng lực làm việc của đồng chí Tử Tuyền rất tốt, làm ở tỉnh ủy nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Quận ủy là một khu quan trọng ở thành phố Lỗ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có đồng chí Tử Tuyền mới thích hợp đảm nhiệm vị trí này. Được thôi, lại là một ân tình lớn. Hạ Tưởng cười thầm. Trước đây ở những việc khác Lý Đồng không tích cực, nhưng trong những việc sắp xếp những thân tín của y ra bên ngoài, lại rất chủ động tích cực, quả thật cũng biết làm người. Vốn dĩ ý của Hạ Tưởng là muốn để Ôn Tử Tuyền xuống các thành phố bên dưới đảm nhận chức vụ phó thị trưởng ủy viên thường vụ, tuy là điều chuyển ngang, nhưng cũng coi như một khởi điểm vững chắc. Không ngờ, Lý Đồng lại suy nghĩ xa hơn hắn, bước đi cũng nhanh hơn, trực tiếp bước một bước dài, đảm nhận bí thư quận ủy. Bí thư quận ủy của thành phố Lỗ, tuy ngang hàng với phó thị trưởng ủy viên thường vụ, nhưng ý nghĩa rất khác nhau, dù sao cũng là nhân vật tại vị số một. Hạ Tưởng chưa nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, cười cười rồi rời đi. Sau đó, Hạ Tưởng lại gặp mặt Lưu Nhất Lâm, cũng sau khi dặn dò những công việc về Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, nói đơn giản về sự sắp đặt của hắn đối với Ngô Thiên Tiếu và ý kiến của Lý Đồng. Lưu Nhất Lâm lại không có ý kiến. Giơ hai tay chúc mừng. Nhưng dường như đoán ra được điều gì đó về việc Hạ Tưởng sắp đặt Ngô Thiên Tiếu ra bên ngoài làm việc, định hỏi, nhưng bị Hạ Tưởng kịp thời ngăn lại. Trọng tâm công việc bây giờ là Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc. Lưu Nhất Lâm hiểu ý của Hạ Tưởng là trước khi Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc diễn ra, tin tức hắn rời khỏi tỉnh Tề không thể để lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ dẫn đến hậu quả không tốt. Ai ngờ. Cũng không biết làm sao lọt ra bên ngoài, tin tức về việc Hạ Tưởng sắp rời khỏi tỉnh Tề, chợt như ngọn gió xuân ùa đến, khiến trăm hoa đua nở, trong một đêm liền truyền đi khắp tòa nhà tỉnh Tề. Càng làm cho người ta không thể ngờ được là, bình thường ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng cũng chỉ rất bình thường, nhưng khi tin tức về việc hắn sắp rời khỏi tỉnh Tề được truyền ra, lập tức dẫn đến một hậu quả mà không ai có thể ngờ được. Hậu quả rất nghiêm trọng, rất hung hãn, trực tiếp khiến cho tình thế tỉnh Tề đang căng thẳng. Lại càng khó định hướng. Cùng với việc tin tức Hạ Tưởng sắp rời khỏi tỉnh Tề được truyền ra bên ngoài, có một tin đồn cũng được truyền ra, nghe nói, có mấy chục vị đại biểu Hội đồng Nhân dân đang cùng nhau liên kết kiến nghị, chuẩn bị đưa ra đề nghị không tín nhiệm đối với Chủ tịch tỉnh đương nhiệm Tôn Tập Dân,
đồng thời đề cử người được chọn làm chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng, đất bằng nổi sấm, hay cho kế mượn đao giết người. Hạ Tưởng biết, hắn ở lại tỉnh Tề thêm một ngày, thì sẽ khiến cho một số người như ngồi trên đống lửa, cản trở thêm trong mắt một số người thêm một ngày. Cho nên, hắn càng sớm rời khỏi tỉnh Tề càng hài lòng một số người. Còn một điểm, khả năng Lĩnh Nam đã đào xong một cái hố to để đợi hắn. Hắn rời khỏi tỉnh Tề, không còn cản đường, đây là việc tốt thứ nhất, tiếp tục nhảy hố, tốt nhất là bị ngã đến đầu rơi máu chảy, đây là việc tốt thứ hai. Theo Hạ Tưởng dự tính, bây giờ các nhân sĩ cá biệt đang gấp rút đợi hắn đi Lĩnh Nam, khi hắn xuất kích, chính là lúc vui vẻ mà chúc mừng của người khác. Chỉ tiếc, hắn không thể luôn để cho người khác được như ý, bởi vì dù sao hắn không phải là Lôi Phong sống trên quan trường. Hơn nữa cho dù hắn là Lôi Phong sống, người khác sau khi đào hố chôn hắn xuống, còn có thể sẽ đạp qua phần mộ của hắn mà đi, mắng hắn là đần độn và ngu ngốc. Hạ Tưởng là người tốt không sai, nhưng không phải tốt bừa bãi, cũng không phải là người tốt vô nguyên tắc mặc người ức hiếp. Vẫn luôn cho rằng âm mưu của Tần Khản và Trình Tại Thuật sẽ là trong thời gian hội đồng nhân dân không việc mà tìm việc, kỹ xảo đơn giản là cổ động đại diện bỏ một phiếu không tín nhiệm đối với báo cáo công tác của chính quyền của Tôn Tập Dân. Nói rộng ra, thậm chí sẽ liên hợp đưa ra nghị án không tín nhiệm đối với Tôn Tập Dân, sau đó để danh Tần Khản là ứng cử viên chủ tịch tỉnh. Bởi vì Khâu Nhân Lễ cũng được, Tôn Tập Dân cũng được, độ mạnh yếu khống chế đối với hội đồng nhân dân thực tại quá yếu. Nhân vật số 1 số 2 các thành phố cấp 3 còn dễ nói, không dám vi phạm ý đồ của tỉnh ủy, nhưng đại biểu hội đồng nhân dân đến từ cơ sở, thì không dễ khống chế. Cố nhiên cũng có thể sử dụng khống chế phân vùng, do nhân vật số 1 số 2 các thành phố cấp 3 phụ trách đại biểu hội đồng nhân dân các thành phố cấp 3, nhưng cũng không thể từ trên cơ bản ngăn chặn sự biến hóa của tình thế. Sự liên hệ giữa các thế lực địa phương khổng lồ ở tỉnh Tề, không chỉ vô cùng chặt chẽ, hơn nữa các con đường được giữ bí mật, không cho người ngoài biết. Cộng với lực khống chế của Trình Tại Thuận đối với hội đồng nhân dân không phải lớn bình thường, cho dù trước đã nghe được một chút tin tức, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân cũng đã sử dụng nhiều biện pháp để phòng bị, nhưng vẫn không làm chu đáo mọi mặt. Cũng không thể chu đáo mọi mặt. Khi đang chăm chú nhìn Tần Khản và Trình Tại Thuận sẽ ra tay như thế nào với Tôn Tập Dân, không cần nghĩ, quả thực là ra tay nhằm vào Tôn Tập Dân rồi, nhưng lại tiện thể Hạ Tưởng, quả thực là nước cờ mượn đao giết người, rất dễ tạo thành sự phán đoán sai lầm cho bên ngoài, cho rằng Hạ Tưởng ngầm sinh chuyện, cổ động đại biểu hội đồng nhân dân phải để cho Tôn Tập Dân không có cách để xuống đài. Ngẫm lại cũng đúng. Tần Khản cho dù cổ động thành công đại biểu hội đồng nhân dân đề trình án không tin nhiệm đối với Tôn Tập Dân, cho dù đại biểu hội đồng nhân dân đề danh y là ứng cử viên chủ tịch tỉnh, cũng không phù hợp với trình tự pháp định. Bởi vì từ trước chức chủ tịch tỉnh, trước phải do Trung ương bổ nhiệm là phó bí thư tỉnh ủy, sau đó tiếp tục bổ nhiệm là phó chủ tịch tỉnh và quyền chủ tịch tỉnh, mới có thể chính thức trở thành ứng cử viên chủ tịch tỉnh duy nhất. Lùi lại vài bước mà nói, cho dù Tần Khản đề danh chính mình, cũng thành công mà thông qua tuyển cử của Hội đồng Nhân dân, dưới sự tức giận của Trung ương, không bổ nhiệm Tần Khản là phó bí thư tỉnh ủy, vị trí chủ tịch tỉnh của Tần Khản vẫn ngồi không vững. Đương nhiên, trong nước cũng không xuất hiện qua sự kiện trọng đại tương tự, trên việc bổ nhiệm cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ, cũng không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn trọng đại. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, đã từng xuất hiện qua tiền lệ ứng cử viên chủ tịch huyện do thành ủy chỉ định không trúng cử, mà một vị phó chủ tịch huyện bởi vì uy vọng cao năng lực mạnh, được hội đồng nhân dân huyện một nhất cho lên ngai vàng chủ tịch huyện, kết quả khiến thành ủy vô cùng bị động. Ngay cả như vậy, thành ủy cũng vẫn không bổ nhiệm vị chủ tịch huyện được tuyển đó làm phó bí thư huyện ủy. Chủ tịch huyện sau khi vẫn luôn danh không chính ngôn không thuận mà công tác nửa năm, cuối cùng vẫn bị thành ủy điều xuống thành phố đảm nhiệm cục trưởng, từ đó ảm đạm kết thúc. Cho nên nói, có người mượn đao giết người, mượn đao của Tôn Tập Dân giết Hạ Tưởng, kế sách không thể nói không cao minh, bởi vì người không rõ chân tướng luôn chiếm đa số. Cán bộ đặc viên không rõ chân tướng, đều cho rằng Hạ Tưởng không theo lẽ thường mà xuất bài, muốn dẫm lên vai Tôn Tập Dân để lên chức, không chỉ khiến danh tiếng của Hạ Tưởng tổn hại lớn, cũng khiến cho hắn đắc tội với phái phản đối, càng khiến Trung ương có thành kiến với Hạ Tưởng. Tin tức vừa truyền ra, tỉnh ủy trên dưới một mảnh xôn xao. Người khiếp sợ nhất không phải Khâu Nhân Lễ, mà lại là Tôn Tập Dân. Khiến người ta không thể ngờ đó là, Tôn Tập Dân ngay đầu tiên đã gõ cửa phòng làm việc của Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, ngại quá, có người muốn nhằm vào tôi,
trăm phương ngàn kế, không ngờ đến cả cậu cũng chịu liên lụy. Tôn Tập Dân vừa vào đề đã biểu đạt sự phẫn uất trong lòng, hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của người ngoài về sự rất có thành kiến thậm chí căm hận của Tôn Tập Dân đối với Hạ Tưởng, đó là vẻ mặt ông ta tiếc hận và căm tức đối với người châm ngòi thổi gió ở sau lưng, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hạ Tưởng biết Tôn Tập Dân tới là để an ủi hắn, vào thời khắc mấu chốt, là muốn cùng hắn cùng căm thù giặc, hắn liền cười an ủi Tôn Tập Dân. Chủ tịch Tỉnh Tôn không cần phải tức giận, kỹ xảo tiểu nhân, cũng là mấy chiêu cuối cùng rồi. Tôi đã suy nghĩ rồi, ngoại trừ ngấm ngầm lừa bịp, là mượn đao giết người thôi. Chẳng qua có một số người khẳng định phải thất vọng rồi, bởi vì bọn họ không ngờ được rằng con đao này của Chủ tịch Tôn là lưỡi đao mềm mại. Tôn Tập Dân vốn dường như vượt lên cả sự tức giận, ông ta thậm chí có chút lo lắng Hạ Tưởng dưới sự tức giận sẽ làm ra sự tình mất khống chế nên cố ý đến an ủi Hạ Tưởng. Không ngờ Hạ Tưởng không có một chút dấu hiệu tức giận, ngược lại còn nhàn nhã tả bộ trong sân vắng rất bình tĩnh, quả thực là tố chất tâm lý cực tốt. Ha ha, Phó Bí Thư Hạ nói rất đúng, kỳ thật đối phương muốn châm ngòi cho mối quan hệ của chúng ta, muốn chúng ta trở mặt thành thù mà đối địch nhau. Sau đó nhân lúc chúng ta loạn bước chân của mình, cũng dễ để mưu lợi bất chính từ giữa. Chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, vững vàng không loạn, đối phương sẽ không có cơ hội để giành lấy. Tôn Tập Dân cũng bị sự thoải mái của Hạ Tưởng cuốn hút, ý thái thả lỏng hơn rất nhiều, cùng Hạ Tưởng nói đùa vài câu rồi đi. Tôn Tập Dân vừa đi, Hạ Tưởng lại liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, trong đó có gọi cho Hà Giang Hải. Sau khi gọi điện xong, Hạ Tưởng mở ngăn kéo ra, lấy ra hai tập tài liệu rất dày, hiểu ý mà cười. Cười xong, lại gọi Ngô Thiên Thiếu tới, để anh ta cùng Ôn Tử Tuyền phụ trách một mảng, đích thân ra mặt tọa đàm cùng bộ phận đại biểu Hội đồng Nhân dân, đương nhiên, là âm thầm tọa đàm. Theo sau, Hạ Tưởng đứng dậy đi tới phòng làm việc của Khâu Nhân Lễ. Nửa tiếng sau, Hạ Tưởng bước ra khỏi phòng làm việc của Khâu Nhân Lễ, tùy ý dạo bước xuống dưới lầu, một mình không chút mục đích mà tản bộ trong trụ sở tỉnh ủy. Dường như là đang suy tư sự tình, lại dường như là đang thưởng thức cảnh sắc cũng không hấp dẫn người lắn trong trụ sở tỉnh ủy. Ánh nắng ngày đông rất đẹp, đối với thành phố Lỗ mà nói, là một ngày đông với bầu trời vô cùng ấm áp hiếm có. Là tỉnh ô nhiễm nghiêm trọng trong nước, tỉnh Tề và tỉnh Dự là vùng bị nạn rất nặng. Giống thành phố Yến, mùa đông của thành phố Lỗ những lúc có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm cũng không nhiều, tâm tình của Hạ Tưởng cũng không chịu ảnh hưởng từ tin xấu đột nhiên truyền ra. Ngược lại lại tốt đến kỳ lạ. Hắn tản bộ trong sân, chỉ là muốn nới lỏng ra một chút thần kinh đang thít chặt lại của mình. Hạ Tưởng biết, quyết định cuối cùng lập tức sẽ lên sàn diễn. Cũng tốt, lúc nào cũng kéo dài không quyết cũng không hay, đơn giản là đao thật kiếm thật mà đấu một trận, là sống là chết phụ thuộc vào bản lĩnh của mình, đừng mài mài cọ cọ lau lau chùi chùi mãi không thôi. Phó Bí Thư Hạ Hạ Tưởng khác thường mà tản bộ trong sân, khiến cho vô số người suy đoán. Có người nói, Phó Bí Thư Hạ đang ủ men phản kích. Còn có người nói, Phó Bí Thư Hạ đang diễn thử, chuẩn bị tạo không khí cho ngày đăng quang ngai vàng Chủ tịch tỉnh. Cũng có người nói, Phó Bí Thư Hạ đang cố làm ra vẻ huyền bí, cái muốn chính là ở trước mặt mọi người bí hiểm mà diễn một màn, cũng tiện để cho mọi người biết, bây giờ Phó Bí Thư Hạ cách ngai vàng Chủ tịch tỉnh chỉ còn một bước xa, tất cả mọi người phải nhìn nhận đối xử với hắn bằng con mắt hoàn toàn khác. Đương nhiên, cũng có người đoán được nội tình trong đó, biết mặt trái khác thường của sự tình, chưa chắc chính là bút tích của Phó Bí Thư Hạ. Hơn nữa, Phó Bí Thư Hạ làm thế nào để thanh lọc chính mình, làm thế nào để ung dung qua cửa ải. Ngay cả Tần Khản cũng đứng trước cửa sổ văn phòng làm việc, nhìn xuống Hạ Tưởng ở phía dưới. Bởi vì duyên cớ trên lầu quá cao, đứng từ vị trí của Tần Khản nhìn xuống, Hạ Tưởng nhỏ hơn so với bình thường nhiều, bóng dáng dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời. Giống như một cây gỗ không cao lớn, rất bình thường cũng không chút bắt mắt. Tần Khản sắc mặt yên ả như nước, đôi mắt chìm sâu, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn Hạ Tưởng lúc lâu, dường như muốn đem nhất cử nhất động của Hạ Tưởng và những biểu cảm chi tiết nhất mà lưu lại trong mắt. Cứ như thế cho đến khi Hạ Tưởng nhẹ nhàng bước quay lại văn phòng, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất, Tần Khản mới thu lại ánh mắt, trở lại bàn làm việc, ánh mắt rơi vào đống tài liệu dày cộp trên bàn. Cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Mong đợi bao năm, nhẫn nhịn bao năm, đặt cược bao năm, kế hoạch tỉ mỉ ủ men bao năm, tất cả đều ở hành động này. Hạ Tưởng, cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cho dù hắn có chỗ dựa lớn bằng trời, cho dù hắn có sự thông minh hơn người, cũng không có cách để qua ải này.
hắn cho rằng hắn thông minh, lại có năng lực lớn, đều vô ích. Ở trước sự thật, trước kế hoạch áo tiên không thấy vết chỉ khâu của y, mọi phản kháng của Hạ Tưởng đều phí công, mọi sự thông minh của Hạ Tưởng đều mất đi hiệu lực. Nghe nói Ngô Tài Dương còn muốn Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Tề trước thời hạn, để rời xa khói thuốc súng của cuộc đọ sức cuối cùng ở tỉnh Tề. Ha ha, muộn rồi, bây giờ có đi cũng muộn rồi, chiến tranh đã bắt đầu. Từ giây phút tin tức truyền ra, Hạ Tưởng đã bị xoáy vào dòng nước, còn muốn thong dong thoát thân sao? Nằm mơ. Tần Khản cắn chặt răng, nhớ tới Hạ Tưởng đánh đại nghĩa công chính, đánh quân cờ vì nước vì dân, mấy lần đánh bại kế hoạch của y, mấy lần cứu Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, mấy lần khiến y chịu thiệt, y có thể buông tha Hạ Tưởng sao? Bụng dạ nhỏ nhen sao quân tử, y ở tỉnh Tề chịu sự ức hiếp của lực lượng các nơi bao năm, Hạ Tưởng một kẻ hậu sinh vãn bối còn muốn cưỡi đầu của y mà tác oai tác quái sao? Đợi đấy, có thù không báo sao quân tử? Tần Khản vẻ mặt trầm tĩnh như nước. Lúc cầm tập tài liệu rất dày lên, cuối cùng cũng cười lạnh, là lúc thực sự phải đao thật kiếm thật ra trận rồi. Mang bộ dạng tôn tử nhiều năm, nếu không hãnh diện một lần, thì thật không có cơ hội nữa. Tần Khản cầm điện thoại lên gọi cho Trình Tại Thuận. Phó Chủ tịch Trình, khi nào thì ăn cơm? Từ trong loa truyền đến giọng nói thoải mái tự tin của Trình Tại Thuận. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi vào bàn. Được, buổi tối gặp nhau. Hoàn thành thêm một chút chi tiết, đầu tiên gọi món rau trộn nào, sau gọi món ăn nóng nào, đều phải chú trọng. Đúng, là phải sắp xếp tốt trình tự, mới có thể hương sắc vị cái gì cũng có. Một tuần sau, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc chính thức long trọng thu hoạch, giống như những gì mọi người dự liệu đó là, toàn bộ quá trình thuận lợi giống như một chương trình cuối xuân được dàn dựng và luyện tập trong thời gian nửa năm. Mặt trận Tổ quốc vừa khai mạc. Hội đồng Nhân dân lập tức mời dự họp, trong tiếng hát quốc ca trang nghiêm, bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tề do Khâu Nhân Lễ dẫn đầu chậm rãi bước vào hội trường. Hội nghị lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề khóa 11 mong đợi đã lâu, cuối cùng cũng kéo bức màn khai mạc. Ngày 8 tháng 1, trời sáng sủa, ngày đông ấm áp, tuy mùa xuân còn rất xa xôi, nhưng bên trong hội trường Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề, ấm áp hòa thuận, ý xuân rạt rào, hoa tươi nở rộ. Hơn 900 đại biểu đến từ các nơi ở tỉnh Tề tụ hội ở hội trường, cùng nhau thảo luận việc trọng đại. Đúng 8 giờ sáng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Khâu Nhân Lễ tuyên bố khai mạc đại hội. Khâu Nhân Lễ chủ trì hội nghị. Sau đó, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo công tác, nhìn lại công tác năm 2011, phân tích tình thế đối mặt trong giai đoạn năm nay và về sau. Đề xuất mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của năm nay. Tôn Tập Dân tinh thần khá tốt, trạng thái tốt đẹp, dưới ánh đèn chiếu rọi, tinh thần sáng lạng, thậm chí nhìn có vẻ đóng vai chính hơn Khâu Nhân Lễ, vẻ mặt còn phấn khởi. Sau khi thao thao bất tuyệt giới thiệu xong sự phát triển kinh tế tỉnh Tề năm 2011, Tôn Tập Dân lại nhấn mạnh, phải nắm vững yêu cầu cần biết bên trong, nắm vững phát triển thực thể kinh tế, nắm vững nhanh chóng cải cách đổi mới, nắm vững bảo đảm và cải thiện đời sống nhân dân. Trước sau kiên trì phát triển khoa học, kiên trì cải cách mở cửa, kiên trì đổi mới sáng tạo, kiên trì chủ tính thành thị và nông thôn, kiên trì ưu tiên đời sống nhân dân, kiên trì hành chính theo pháp luật. Nắm chặt tay phát triển trọng điểm, tập trung lực lượng xử lý vấn đề đời sống nhân dân. Năm nay chủ yếu phải làm được 10 công tác ở các mặt. Trên hội trường, trật tự rất tốt, người tham dự hội nghị cuối đầu lật xem báo cáo công tác chính quyền, chăm chỉ phê duyệt. Thỉnh thoảng có tiếng ho vang lên, trong thời gian Tôn Tập Dân báo cáo, không ai đi lại, càng không có người rời khỏi hội trường, ngoại trừ những nhân viên phục vụ qua lại thêm giả nước, không khí hội trường rất tốt, ít nhất từ biểu hiện của đại biểu tham dự mà thấy, báo cáo chính quyền của Tôn Tập Dân nhắm trúng tình hình hiện tại của tỉnh Tề, bước đầu có được sự công nhận của các đại biểu. Bước đầu tiên, tất cả xem như thuận lợi. Sau khi hội nghị lần thứ nhất kết thúc, Tôn Tập Dân sau cuộc họp, liền lập tức cùng Khâu Nhân Lễ, Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ gặp mặt bàn bạc bước phát triển tiếp theo, bởi vì lúc trước có loan truyền chuyện mấy mươi đại biểu liên danh đệ trình không tín nhiệm hội nghị, vẫn cứ là một ngọn núi lớn đè lên lòng tin mọi người, thường xuyên không dám phớt lờ. Tôn Tập Dân đầu tiên nhìn Khâu Nhân Lễ một cái, thấy Khâu Nhân Lễ khẽ gật đầu, y mới phát biểu trước. Như tôi và Bí thư Khâu Nhân Lễ nắm rõ, thật sự có mấy mươi đại biểu đang kết nối nhau. Đa số đều là đại biểu cơ sở đến từ các vùng nghèo khó, bọn họ không hiểu rõ lắm tình hình tỉnh ủy, rất dễ bị người khác xúi giục.
Lời tuy như vậy nhưng ai cũng rõ, bất luận là đại biểu hội đồng nhân dân của các vùng nghèo khó, hay là đại biểu hội đồng nhân dân của các vùng giàu có, đều đích thực là người tỉnh tề. Nói đúng là, tại tỉnh tề thế lực địa phương to lớn, mở hội nghị hội đồng nhân dân, đồng nghĩa với việc đại kiểm kê thế lực địa phương tỉnh tề. Nói cách khác, đối với việc thành lập đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, Khâu Nhân Lễ, Tôn Tập Dân cộng thêm Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ, cũng không đuổi kịp hai người Tần Khản và Trình Tại Thuận, thậm chí có thể nói, không bằng một mình Trình Tại Thuận. Không nhắc tới sự đoàn kết và tín nhiệm tự nhiên giữa người tỉnh tề, chỉ với việc Trình Tại Thuận làm quan nhiều năm ở tỉnh tề, vẫn luôn lăn lộn ở tỉnh tề, sự hiểu biết và mạng lưới quan hệ của y đối với tỉnh tề, hơn xa so với những người từ bên ngoài tới như Khâu Nhân Lễ. Hội nghị hội đồng nhân dân đối với bí thư tỉnh ủy không quá nhiều chế ước, đối với chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, có thể gọi là một lần kiểm tra lớn, là khâu dễ xảy ra sơ suất nhất. Xảy ra sơ suất còn đỡ, nếu báo cáo công tác chính quyền sau khi phân tổ xem xét không thông qua được, đối với uy danh chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân, là một đả kích cực lớn. Tuy nhiên lúc này, điều Tôn Tập Dân lo lắng không phải việc xem xét báo cáo chính quyền, cũng không phải không tín nhiệm y, chương trình nghị sự cuối cùng có đệ trình không, mà là thông tin liên quan đến việc đề cử Hạ Tưởng làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh cuối cùng có thành lập hay không. Một khi thành lập, đối với uy danh của y tự nhiên sẽ là một cú đánh vào đầu, nhưng đối với tiền đồ chính trị của Hạ Tưởng, càng là một sự bôi nhọ mạnh mẽ chắc chắn sẽ khiến Hạ Tưởng để lại một chỗ bẩn chính trị trong cuộc đời chính trị. Người lãnh đạo trung ương nào cũng không thích cấp dưới tự lập làm vua, cho dù là Tổng Bí Thư, Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh những lãnh đạo trung ương quan trọng tin tưởng Hạ Tưởng không ra tay ở sau lưng, cho dù các lãnh đạo trung ương khác cũng tin tưởng trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng không thấp như vậy, nhưng tin tưởng hay không tin tưởng là một chuyện, nếu thật sự xảy ra chuyện, tội lỗi vẫn sẽ rơi trên đầu Hạ Tưởng. Cũng giống như năm đó Tôn Tập Dân ở tỉnh Yến do sự cố an toàn đặc biệt mà bị miễn chức vậy, nói thật, đường núi sụt lún cũng không thể là tai họa tự nhiên mà chủ tịch tỉnh có thể khống chế được, nhưng thân làm chủ tịch tỉnh thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Và lại nếu sự việc thật sự làm ầm ĩ, chẳng những Hạ Tưởng khó thoát khỏi tội, Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân cũng đều khó chối bỏ sai lầm này. Khâu Nhân Lễ nhíu chặt lông mày. Không có lửa làm sao có khói, vẫn không thể buông lỏng được. Bởi vì có một số việc không thể xảy ra, nếu xảy ra thì không có cách nào giải thích với Trung ương. Nhiệm vụ chính trị, chỉ có hai kết quả, 100% thành công, 100% thất bại. Không có ở giữa. Chu Hồng Cơ cũng nói. Tôi cũng có tiếp xúc qua với mấy đại biểu, bọn họ thề thốt phủ nhận kiến nghị đề cử Phó Bí Thư Hạ làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh, nói là tin đồn vô căn cứ. Bọn là đại biểu Hội đồng Nhân dân có tính đảng có giác ngộ, sẽ giữ sự nhất trí hoàn toàn với ý đồ của Trung ương, tỉnh ủy, sẽ không làm bậy. Đều phát biểu xong, chỉ còn lại mình Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại thật lâu không nói gì, không khí rơi vào trong yên lặng. Hơi quái dị, hơi tĩnh mịch, sau khoảng 2 phút, Hạ Tưởng mới ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng kiên định nói. Ai dám đề nghị, thì thi hành án tử người đó. Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân ngơ ngác nhìn nhau, thi hành án tử, sao lại thi hành án tử, thi hành án tử gì? Ngày hôm sau, phân tổ thảo luận báo cáo công tác chính quyền Tôn Tập Dân đã làm, Khâu Nhân Lễ, Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ cùng với các lãnh đạo chủ yếu tỉnh tề khác. Tham gia vào phân tổ của các vùng thảo luận. Hạ Tưởng cho vào thêm phân tổ thảo luận của thành phố Ngũ Nhạc. Bí thư thành ủy, thị trưởng Ngũ Nhạc sau khi lắng nghe phát biểu quan trọng của Hạ Tưởng, tỏ vẻ nhất định lĩnh hội sâu sắc tinh thần phát biểu của Hạ Tưởng, quán triệt thực thi tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, tất cả xuất phát từ đại cục, vì thắng lợi của hội nghị hội đồng nhân dân mà làm tốt công tác của mình. Sau cuộc họp, Hạ Tưởng và Lầu Hân Đông tổ chức hội đàm bí mật. Lầu Hân Đông báo cáo Hạ Tưởng tiến triển tình hình, lấy tính đảng bảo đảm Ngũ Nhạc sẽ không xảy ra bất kỳ tiếng động bất hòa nào. Hạ Tưởng rất là yên tâm, nếu đến Ngũ Nhạc cũng lệch khỏi quỹ đạo, hắn phó bí thư tỉnh ủy này coi như quá thất bại rồi. Sau đó, Lầu Hân Đông lại cam đoan với Hạ Tưởng, y phụ trách làm thông công việc ít của nhất một đoàn đại biểu thành phố, bảo đảm sẽ không xảy ra bất kỳ tình huống khác thường nào. Đối với tin đồn không có lửa mà có khói trước kia, Lầu Hân Đông không dám chủ động đề cập. Sợ chạm đến điểm yếu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại không hề e ngại, chủ động đề cập với Lầu Hân Đông. Hân Đông, khoảng thời gian trước có tin đồn bảo đại biểu liên danh đề cử tôi làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh, anh có lẽ cũng nghe nói rồi, hoàn toàn là làm bậy, chính là trò hề.
đằng sau sự việc rốt cuộc là ai đang đi ngược lại ý đồ của Trung ương, đang cố ý đối đầu với tỉnh ủy, khoan hãng nói, tôi chỉ rõ ràng không nhầm lẫn nói một câu, bất kỳ âm mưu mưu đồ nào đều sẽ không thực hiện được. Hân Đông Anh nhất định phải kiên định lập trường, bởi vì thời khắc thử thách anh đã tới rồi. Lầu Hân Đông chịu ơn Hạ Tưởng rất nhiều, lòng cảm kích đối với Hạ Tưởng không thể diễn đạt bằng lời, Hạ Tưởng rõ ràng không nhầm lần trực diện nói rõ sự tình, là biểu hiện 100% tin tưởng y. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm, tôi biết nên làm gì. Lầu Hân Đông lần nữa thể hiện rõ lập trường. Phân tổ thảo luận báo cáo công tác chính quyền, về cơ bản xem như thuận lợi, ngoại trừ có mấy thành phố địa phương đề xuất bất đồng ý kiến với báo cáo công tác chính quyền, các thành phố địa phương khác đều giơ cao ngọn cờ ủng hộ. Ít nhất từ bên ngoài có thể thấy, báo cáo công tác chính quyền của Tôn Tập Dân thông qua thảo luận vấn đề không lớn, nói cách khác, Hội đồng Nhân dân không lấy báo cáo công tác chính quyền làm điều gây khó dễ Tôn Tập Dân. Xem xét của phía Mặt trận Tổ quốc cũng rất thuận lợi, ngoại trừ vài thành viên Mặt trận Tổ quốc nhắc đến kết quả xử lý hai công trình lớn của chính quyền, sau khi có được câu trả lời xem như hài lòng, trên cơ bản xem như qua được cửa. Tôn Tập Dân lại không vì vậy mà thở phào một hơi, bởi vì Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc còn phải họp mấy ngày. Thời gian mấy ngày, bất kỳ sự việc nào cũng có thể bất ngờ xảy ra. May mà Tần Khản và Trình Tại Thuận biểu hiện có thể coi như bình thường, dựa theo trình tự bình thường tham gia phân tổ thảo luận. Trình Tại Thuận còn được, suy cho cùng là thành viên đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân, không nên đi lại quá mức thường xuyên. Tần Khản thân làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, qua lại mật thiết với đại biểu Hội đồng Nhân dân các nơi, chẳng những tham gia phân tổ thảo luận trong thời gian quy định, còn tiến hành trao đổi riêng tư với không ít đại biểu, không hề e ngại thân phận mẫn cảm của y và tin đồn liên quan đến việc có người chuẩn bị đề cử Hạ Tưởng làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh trước đây. Khiến cho Chu Hồng Cơ âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Tần Khản thật sự muốn quyết đánh đến cùng. Bình tĩnh mà xem xét, đối với cách Tần Khản công kích Tôn Tập Dân đồng thời kéo theo Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ vô cùng bất mãn hơn nữa căm hận sự vô sỉ của Tần Khản. Y hiện tại ít nhiều hơi khâm phục tố chất tâm lý của Hạ Tưởng. Y cũng rõ Tôn Tập Dân mấy ngày gần đây, hầu như ngày nào cũng mất ngủ, còn Hạ Tưởng như không có việc gì, thậm chí thoải mái bình tĩnh, không có chút cảm giác nguy cơ. Nếu sự việc đề cử thật sự trở thành sự thật, Hạ Tưởng có thể phải mang một tiếng xấu lớn, chắc chắn sẽ bị người khác đem ra nói, sau này khi vào bước ngoặt quan trọng bước vào cấp bộ trưởng, nói không chừng sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất. Bất luận thế nào, Chu Hồng Cơ hiện tại nhẹ nhõm rồi, bởi vì bất luận là chương trình nghị sự không tín nhiệm Tôn Tập Dân hay là việc đề cử Hạ Tưởng làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh, đều đã không có quan hệ lợi hại thiết thân với y, sau khi y bước ra bóng râm của Dương Ngân Hoa. Về cơ bản sự việc thuận lợi, mũi dùi của Tần Khản, sẽ không bao giờ chỉ vào y nữa. Con người đều như vậy, chỉ cần không phải là việc liên quan đến sống chết bản thân, đặt mình ngoài cuộc hay đặt mình trong cuộc, cảm nhận hoàn toàn không giống nhau. Chu Hồng Cơ căm hận Tần Khản và Trình Tại Thuận, thông cảm với Tôn Tập Dân và lo lắng cho Hạ Tưởng, chỉ là xuất phát dưới tiền để bản thân không có gì lo lắng. Nếu y tự thân khó bảo toàn, chắc chắn sẽ không rảnh rang mà quan tâm kết cục của Tôn Tập Dân và Hạ Tưởng. Ngày hôm sau nữa, tiếp tục phân tổ thảo luận báo cáo công tác chính quyền, tất cả ổn định và thuận lợi, không xảy ra bất kỳ sự khác thường nào. Ngày thứ tư, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đã qua được một nửa, không có bất ngờ hay hiểm họa, yên lặng bình thường, dường như sẽ không có biến động nào nữa, thậm chí đến Tôn Tập Dân cũng hơi yên tâm, cho rằng tin đồn trước đó chẳng qua là một lần thăm dò. Tin rằng Tần Khản và Trình Tại Thuận sẽ không liều mạo hiểm chính trị, cứ muốn gây rối loạn trên Hội nghị Hội đồng Nhân dân. Hội nghị Hội đồng Nhân dân ngày thứ 5, Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đi vào phần cuối, thêm 2 ngày nữa là chính thức bế mạc rồi, tất cả vẫn đang trong kiểm soát, Khâu Nhân Lễ cũng đang thầm nghĩ, cứ như thế này, nguy cơ hai đại hội, xem như yên ổn vượt qua rồi. Hạ Tưởng thậm chí cũng xuất hiện một tia ảo giác, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Khản thật sự buông tay. Buổi sáng, xem xét báo cáo công tác Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo công tác Viện Nhân dân cao cấp tỉnh và báo cáo công tác Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Quá trình xem xét rất thuận lợi, rất nhanh chóng. Buổi chiều, công tác chuẩn bị, thảo luận danh sách ứng cử viên ủy viên chính thức Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa 11 và danh sách ứng cử viên tổ chức bổ sung có liên quan đến hội viên đặc biệt. Theo trình tự, sau tuyển cử Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới chuẩn bị.
thảo luận danh sách ứng cử viên ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa mới. Lúc chuẩn bị và thảo luận danh sách ứng cử viên hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới, đã xảy ra việc bất ngờ. Cơ bản theo nguyên tắc của tất cả lãnh đạo đảng, Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân là bộ phận cấu thành chính trị vô cùng quan trọng, danh sách ứng cử viên phải nằm dưới sự kiểm soát của Trung ương và tỉnh ủy, không thể xảy ra sai lầm. Việc thành lập Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ yếu là lãnh đạo Lão Thành, đồng chí Lão Thành của tỉnh ủy lui về tuyến 2. Lãnh đạo Lão Thành, đồng chí Lão Thành tuy là tuổi tác lớn, nhưng kinh nghiệm làm việc không thể một lúc rút lui hết mà còn phải tiếp tục phát huy sức lực còn lại, bởi vậy trải qua Hội đồng Nhân dân đã rồi mới lui về vườn, tiếp tục dùng kinh nghiệm quý báu nhiều năm đưa ra ý kiến quý báu cho quản lý hành chính chính quyền, kịp thời sửa đổi đường cong mà chính quyền đã đi trong quá trình tiến lên phía trước. Công việc của Hội đồng Nhân dân không hề không quan trọng, ngược lại, còn vô cùng quan trọng, nếu bố trí ứng cử viên Hội đồng Nhân dân không tốt, tính tích cực công việc của đồng chí Lão Thành quá cao, cũng sẽ đem lại những phiền toái không cần thiết cho công việc của chính quyền. Chất vấn của Hội đồng Nhân dân đối với Tôn Tập Dân một khoảng thời gian trước, chính là vết xe đổ. Ứng cử viên Chủ tịch Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân, chỉ có thể là khâu nhân lễ, giai đoạn công tác chuẩn bị danh sách ứng cử, vốn nên do Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân đương nhiệm đề nghị danh sách Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới, mà việc cấu thành Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới, đã định xong, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khâu nhân lễ, Phó Chủ tịch Thường vụ Trình Tại Thuận đều không thay đổi, mấy vị Phó Chủ tịch cũng không thay đổi lớn lắm, chỉ có một vị trí Phó Chủ tịch là có điều chỉnh. Về cơ bản tiếp tục bố cục khóa trước. Vốn dĩ khi thảo luận nội bộ, đã định ra xong danh sách, sau khi vào họp, do Trình Tại Thuận phụ trách công bố. Trên hội trường, không còn chỗ ngồi, hơn 900 đại biểu Hội đồng Nhân dân không ai vắng mặt, hôm nay hiếm khi đông đủ. Trình Tại Thuận ngồi trước bục chủ tịch, sau khi công bố danh sách ứng cử viên, theo lệ nói vài câu sáo ngữ, sau đó bước vào giai đoạn thảo luận. Sau khi thảo luận, là bước vào giai đoạn biểu quyết, lẽ ra một danh sách ứng cử viên, về cơ bản sẽ không có bất kỳ ý kiến bất đồng nào, nên thông qua một lần, không ngờ lại có người đưa ra ý kiến bất đồng. Đối phương tuy chỉ là một vị đại biểu Hội đồng Nhân dân bình thường, vừa không phải là cán bộ địa phương, lại không phải chủ tịch doanh nghiệp nhà nước, thuộc loại vô cùng bình thường, tuổi khoảng 50, đầu hói, lưng hơi gù, đeo kính gọng đen, trên kính còn quấn băng dính, có lẽ là ở cơ sở, hơn nữa là một đại biểu Hội đồng Nhân dân rất giản dị, ý nghĩa tượng trưng rất làm người ta phải suy nghĩ. Nếu đặt vào lúc bình thường, y đến cơ hội phát biểu cũng không có, nhưng hôm nay không biết vì sao, sau khi Trình Tại Thuận tuyên bố danh sách, cố ý sắp xếp thời gian phát biểu nửa tiếng, cũng không biết vì sao, thoáng cái đã gọi y. Các vị lãnh đạo, tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân của quận Mông Sơn, tôi là Ngô Thu, là một đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi rất vinh hạnh có thể thay mặt nhân dân sử dụng quyền lực thần thánh. Ngô Thu nói xong, khẽ cong người về phía hội trường, biểu hiện thái độ khiêm nhường. Ý kiến không chín chắn của tôi là, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân do Bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm, là sự thụt lùi của dân chủ. Bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, là sự tiến bộ của dân chủ cũng được. Thụt lùi cũng thế, đã trở thành sự thật, nói nhiều vô ích, suy cho cùng dưới thể chế chính trị trong nước, muốn thay đổi một quyết định rất khó, càng không phải vấn đề một đại biểu Hội đồng Nhân dân nên đưa ra, huống hồ lại là đưa ra ngay tại chỗ. Nói y không hiểu nguyên tắc là còn nhẹ, nói không ngoa, một câu nói của Ngô Thu đã phạm phải sai lầm chính trị nghiêm trọng. Nếu y là chủ tịch huyện hay bí thư huyện ủy, câu vừa rồi sẽ chôn vùi tiền đồ, đồng thời mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên. Nếu là chủ tịch doanh nghiệp nhà nước, về cơ bản cũng tương đương với việc mất đi chức vụ. Ngô Thu quả thật tên giống như người, trên chính trị, sự can đảm của y thật sự là vô địch. Vừa dứt lời, hội trường bỗng chốc ong ong tiếng thảo luận. Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tiến hành mấy ngày rồi, vẫn từng bước diễn ra, đều cho rằng sẽ không xảy ra việc gì bất ngờ, không ngờ hôm nay lại xuất hiện kẻ dở hơi, mở miệng đã là một câu nói hùng hồn kinh thiên động địa. Thật sự khiến người ta kinh hãi không thể ngờ tới. Ngô Thu nói lời không làm người khác sợ thì chết không nghỉ, không quan tâm đến sự thảo luận ào ào của mọi người, cũng không quan tâm bên cạnh có người thầm kéo vạt áo y, vẫn to tiếng nói. Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân là cơ quan giám sát của chính quyền, thật ra để Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là thích hợp nhất, tôi cho rằng, nên đề cử đồng chí Tôn Tập Dân làm ứng cử viên Chủ tịch Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân.
Ồ, hội trường rối loạn. Nếu nói Ngô Thu câu đầu tiên là nói nhảm, thì câu thứ hai là nói sằng nói bậy. Để chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, đồng nghĩa với một mình chủ tịch tỉnh kiêm hai chức lớn quan trọng, đem quyền uy của bí thư tỉnh ủy để ở đâu. Còn nữa, trong nước chưa bao giờ có tiền lệ chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, cơ bản chính là ăn nói lung tung không hiểu quy tắc. Bất luận là hiến pháp hay điều lệ đảng, e rằng đều tìm không được sự giải thích đối với lời lẽ của Ngô Thu. Hội trường yên ổn đã mấy hôm, lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu xáo động. Có người châm biếm, có người cao giọng bình luận, có người cười ồ, thậm chí có người lớn giọng yêu cầu đuổi Ngô Thu đi, không thể để y tiếp tục gây rối thêm nữa. Khâu Nhân Lê ánh mắt chớp động, sớm đã âm thầm đưa mắt ra hiệu, đã có nhân viên phục vụ bước nhanh như bay, chạy về phía Ngô Thu, chuẩn bị đưa Ngô Thu rời khỏi hội trường. Lời lẽ của Ngô Thu quả thật đã phạm phải điều tối kỵ, là một đại biểu hội đồng nhân dân được lựa chọn qua nhiều cửa ải, lại ăn nói ngông cuồng trên hội trường, không có tính đảng và tính nguyên tắc thì đã đành, đến một chút tu dưỡng chính trị cơ bản nhất cũng không có, y sao lại được làm đại biểu hội đồng nhân dân. Mà Mác Xích Trình Tại Thuận cố ý sắp xếp nửa tiếng phát biểu, có thể thấy sớm đã có chuẩn bị, chính là vì cho nổ quả bom vô địch Ngô Thu này, mà cố ý làm loạn trật tự hội trường, ý đồ chỉ là tiết mục xen giữa khiến người khác chê cười thôi sao. Không, chắc chắn còn có chiêu ở sau, Khâu Nhân Lễ mới biết suy nghĩ ban đầu cho rằng đối phương đã dừng tay thật sự quá buồn cười, là một lần đại duyệt binh của thế lực địa phương tỉnh Tề, là nhân vật dẫn đầu quân đội của thế lực địa phương tỉnh Tề, Trình Tại Thuận, sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế này sao? Chắc chắn sẽ không. Nhưng trò khôi hài của Ngô Thu lại không có sức sát thương gì, ngoại trừ việc gây ồn ào ầm ĩ, còn có thể tạo thành ảnh hưởng tồi tệ gì. Khâu Nhân Lễ hơi khó hiểu, nhìn về phía Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân sắc mặt xanh mét, rất khó coi, chương trình hội nghị mấy ngày nay vẫn cứ thuận lợi, đột nhiên nửa đường xuất hiện một tên liều, thật làm người khác nổi cáu. Cái gì mà chủ tịch tỉnh kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch hội đồng nhân dân xếp hạng trước chủ tịch tỉnh biết không hả? Thật sự là sằng bậy, là cố tình gây sự, thật là đồ khốn kiếp. Tôn Tập Dân trong lòng thầm chửi Ngô Thu, càng đau đớn mắng Trình Tại Thuận, rõ ràng là trò khôi hài do Trình Tại Thuận diễn ra, chính là muốn làm mất mặt y trước mặt mọi người, hành động tiểu nhân, mánh khóe đạo trích, tốt xấu cũng là cán bộ lão thành, đồng chí lão thành thăng trầm trên quan trường mấy chục năm, sao tố chất lại thấp như vậy. Tuy nhiên quậy thì cứ để y quậy, ngoài việc xem một trò hài hước ra, còn có thể có gì. Bản lĩnh kém cỏi mà thôi. Tôn Tập Dân nhìn Khâu Nhân Lễ khẽ gật đầu, lại lạnh lùng nhìn về phía Trình Tại Thuận. Trình Tại Thuận không nhìn ai, càng không để ý tới sắc mặt của Tôn Tập Dân, ngược lại giải vây cho những gì Ngô Thu vừa mới làm. Thật ra xuất phát điểm của đồng chí Ngô Thu là tốt, chỉ có điều hơi kịch liệt một chút. Bên dưới tiếp tục cuộc họp, hoan nghênh các đồng chí tiếp tục đưa ra ý kiến quý báu, tuy nhiên có một điều cần nói rõ một chút, nhất định phải có lý lẽ có căn cứ, không được ăn nói lung tung tùy tiện. Trước khi Khâu Nhân Lễ còn chưa mở miệng, đã bị Trình Tại Thuận giành trước quan điểm chủ yếu, trong lòng rất không vui, đang muốn mở miệng phủ quyết Khâu phát biểu tiếp theo, còn chưa mở miệng, Trình Tại Thuận dường như sớm có chuẩn bị, lại nói một câu, chặn miệng y lại. Hội nghị hội đồng nhân dân chính là cuộc hội nghị phát huy quyền làm chủ và giám sát của đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu hội đồng nhân dân đều có quyền lực tuyển cử ủy viên và chủ tịch hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân do hiến pháp ban cho, bất luận là ai đều không thể cướp được. So sánh với hội nghị hội đồng nhân dân tỉnh dự đổi mới thông qua hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân có thể bãi miễn chức vụ phó chính quyền đồng cấp, hội đồng nhân dân tỉnh Tề về mặt dân chủ và giám sát, đã rớt lại phía sau một bước. Bởi vậy tôi hy vọng việc tự do phát ngôn hôm nay, có thể trở thành một lần tiên phong cho các hội nghị hội đồng nhân dân trong nước. Được đấy, bỗng chốc nâng lên cao độ, lại khiến Khâu Nhân Lễ thật sự không tiện mở miệng. Lấy hành động đổi mới của tỉnh dự để sắp xếp phát biểu trong thời gian hội nghị hội đồng nhân dân tỉnh Tề. Tuy không thỏa đáng, nhưng cũng có thể chấp nhận, ít nhất nói lý do thoái thác đàng hoàng, nếu Khâu Nhân Lễ lên tiếng ngăn lại, lại trở thành y cản trở việc xây dựng dân chủ của tỉnh Tề. Giỏi, thật sự hay, Trình Tại Thuận suy cho cùng là cao thủ chính trị. Trình Tại Thuận vừa dứt lời, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Trần Hợi Phong lập tức hùa theo nói. Phó Chủ tịch Trình nói rất có lý. Việc xây dựng dân chủ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề vẫn luôn lạc hậu so với các tỉnh anh em. Tôi đề nghị, Hội nghị Hội đồng Nhân dân năm nay tăng thêm một đề tài thảo luận,
đó là cho phép đại biểu Hội đồng Nhân dân tự do đề cử ứng cử viên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch tỉnh, tiên phong khơi dòng việc xây dựng dân chủ Hội đồng Nhân dân trong nước, cũng có thể thể hiện rõ hơn tỉnh Tề không chỉ là tỉnh kinh tế lớn, cũng là tỉnh chính trị lớn. Từ việc đại biểu Hội đồng Nhân dân tự do đề cử, 900 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, dù là 100 người liên danh đề cử một người, cũng có 8-9 người, há chẳng lẽ lộn xộn sao? Cái gì mà kiến nghị dân chủ, cái gì mà tỉnh chính trị lớn, chẳng qua đều là mượn cớ mà thôi, mục đích muốn đạt được chính là đánh lừa dư luận, cố ý gây rối. Hai ngày cuối cùng là giai đoạn tuyển cử, vốn cho rằng Tần Khản và Trình Tại Thuận thấy được nên dừng tay, sẽ không gây sự nữa, xem ra, vẫn là đánh giá cao dũng khí làm loạn và nghị lực của kẻ tà tâm không chết Tần Khản và Trình Tại Thuận, thật muốn được ăn cả ngã về không sao. Ánh mắt Hạ Tưởng dừng lại trên khuôn mặt có vài phần tự đắc của Trình Tại Thuận, mới phát hiện, lúc Trình Tại Thuận đắc ý, vẫn thật sự có vài phần mặt mũi của kẻ tiểu nhân đắc chí. Trình Tại Thuận dẫn đầu, Trần Hợi Phong phụ họa, hai người kẻ sướng người họa xong, lại có hai vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân phụ theo, sau đó, phía dưới hội trường, âm thanh tán đồng cũng vang lên hàng loạt. Đất bằng nổi mây gió, Trình Tại Thuận dẫn đầu, với việc có thể hô một tiếng trăm người đáp có thể thấy, sự đoàn kết và ăn ý giữa thế lực địa phương tỉnh Tề, quả nhiên không phải lời đồn, mà là sự thật rõ ràng. Khâu Nhân Lễ bị bức cung trước mặt mọi người, không có đường lui, đành phải gật đầu. Được, tiếp theo là thời gian tự do phát biểu, tuy nhiên thời gian có hạn, mỗi người phát biểu không được quá một phút. Một phút, nửa phút là đủ rồi, lập tức có một người đứng dậy, giọng to và rõ ràng. Dùng tiếng địa phương tỉnh Tề nói. Đồng chí Tôn Tập Dân trong thời gian giữ chức chủ tịch tỉnh có sai lầm công việc nghiêm trọng, anh đã không thích hợp giữ chức chủ tịch tỉnh nữa, tôi đề cử đồng chí Hạ Tưởng làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh. Lời đồn, quả nhiên thành sự thật. Một lời vừa nói cả hội trường lập tức yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở. Đại hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề được trang trí sắc màu rực rỡ, trang nghiêm và thiêng liêng. Màn nhung đỏ thẫm, hoa hoàn toàn mới. Trong đại sảnh ở tầng 1 của hội trường hoa được tạo hình giống như sóng biển và ngọc trai. Mang ý nghĩa giống như kinh tế của tỉnh Tề đang dương buồm ra biển lớn. Hơn nữa lại xây dựng không khí trang nghiêm. Trên lễ đường cũng được trang trí trang trọng. Nhưng hiện tại, bầu không khí trên lễ đường trầm mặc mà ngưng trọng. Dám chất vấn uy quyền của chủ tịch tỉnh ngay trên hội trường, không phải không có tiền lệ. Nhưng dám khí thế như thế, chỉ trích Tôn Tập Dân ngay trước mặt là không thể đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh. Và đề cử Hạ Tưởng làm ứng cử viên chủ tịch tỉnh, có thể nói là to gan lớn mật. Không phải giác ngộ chính trị mà một đại biểu Hội đồng Nhân dân nên có, lại càng không phải là những lời mà một đại biểu Hội đồng Nhân dân nên nói. Khâu Nhân Lễ mặt biến sắc. Tôn Tập Dân cũng biến sắc. Chu Hồng Cơ cũng vậy. Hạ Tưởng, vẻ mặt không thay đổi, thích thú nhìn vị đại biểu Hội đồng Nhân dân đưa ra đề nghị. Người này tướng mạo xấu xí, hình như là nhà xí nghiệp thị trấn nhỏ. Mặc kệ là ai, y là một khẩu súng một phát trúng hai đích. Vừa bắn ra hai viên đạn, một viên trúng Tôn Tập Dân, một viên trúng hắn. Cũng giống như lời đồn lúc trước, mượn đao giết người, vừa bôi đen Tôn Tập Dân, lại kéo hắn xuống nước. Một công đôi việc, một hòn đá ném hai con chim. Trình Tại Thuận sắc mặt không thay đổi, Tần Khản sắc mặt cũng như không. Tuy nhiên đều hơi hơi toát ra một tia khiếp sợ, có vẻ như chưa từng thấy. Dù sao cũng là sự kiện lớn trong cuộc sống chính trị trong nước. Nếu bị giới truyền thông đưa tin, chắc chắn có thể gây chấn động cả nước. Đương nhiên, giới truyền thông không đưa tin. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề phát biểu xong, vẫn không quên lễ phép gật đầu. Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, xin cảm ơn. Thành thục hay không cũng không quan trọng, có thật sự không hài lòng với chủ tịch tỉnh hay không cũng không quan trọng. Cho dù là sau lưng mắng Tôn Tập Dân cũng không quan trọng, chỉ cần không nói ra trước công chúng là được. Cho nên trong đầu không ít người đã có suy nghĩ đây là sự kiện chính trị. Sự kiện chính trị vô cùng nghiêm trọng, sau khi Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc chấm dứt, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc tranh giành. Tính toán chính trị trong phạm vi lớn. Không suy nghĩ giống những người khác, trong đầu Tôn Tập Dân chỉ có một suy nghĩ, làm sao để qua được việc hôm nay, Trình Tại Thuận còn có tính toán gì phía sau. Quả thật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền trực tiếp chất vấn năng lực của chính quyền. Cũng có quyền được đề cử người ứng cử viên chủ tịch tỉnh. Nhưng là một đại biểu Hội đồng Nhân dân chín chắn sẽ làm ở sau lưng,
không phải đề xuất trước mặt mọi người. Làm phía sau còn có đường lui, đề xuất trước mặt mọi người chẳng khác nào quyết một phen sống mái, ngay cả đường lui cũng từ bỏ. Một đại biểu hội đồng nhân dân bình thường cách xa nối 8 cây xào cũng không đến chủ tịch tỉnh. Dựa vào cái gì chỉ trích chủ tịch tỉnh không cố gắng hết sức trong công việc? Có tư cách gì đề cử người làm chủ tịch tỉnh? Đúng vậy, y không có tư cách, cũng không có can đảm. Nhưng có người có tư cách cũng có can đảm, và còn có thủ đoạn mượn đao giết người. Mượn đao của đại biểu hội đồng nhân dân, giết Tôn Tập Dân và Hạ Tường. Khâu Nhân Lễ phải tỏ thái độ, y vô cùng nghiêm túc nói. Đại biểu hội đồng nhân dân có quyền giám sát chính quyền, nhưng các đại biểu chú ý, không phải việc gì cũng tùy tiện phát biểu. Tôi nghiêm túc nhắc nhở các đồng chí một chút, đồng chí Tôn Tập Dân là người duy nhất được Trung ương chỉ định làm chủ tịch tỉnh, không thể thay đổi. Mong muốn của Trung ương, không thể nghi ngờ cũng không thay đổi. Trình Tại Thuận cũng vội vàng giảng hòa. Căn cứ quy định của pháp luật về bầu cử, đề nghị của một đại biểu hội đồng nhân dân sẽ không đưa ra thảo luận ở hội nghị lớn. Không có trong chương trình làm việc của hội nghị. Nói là giải thích nhưng thực ra là nói bóng gió. Phải đạt đến số người đề cử theo pháp luật quy định mới có hiệu lực. Sau đó, Tôn Tập Dân và Hạ Tưởng gặp nhau, trao đổi, Hạ Tưởng ngược lại an ủi Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân vô cùng khó hiểu. Tuy nói y trở thành người đứng mũi chịu sào, là đối tượng công kích. Nhưng Hạ Tưởng cũng bị kéo xuống nước, thậm chí có khả năng cuối cùng Hạ Tưởng đã bị thương nhiều nhất. Tại sao mặc kệ là thời điểm bắt đầu lời đồn hay là bây giờ đến khi ra tay thực sự, Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn đã có kế sách vẹn toàn? Mấu chốt là Hạ Tưởng còn có cách nào để vượt qua chuyện này? Tôn Tập Dân rất nghi ngờ. Trở lại văn phòng, lại thảo luận với Chu Hồng Cơ rất lâu. Kết luận cuối cùng cũng chỉ là chia tổ thảo luận và cố gắng làm công tác tư tưởng đối với các đại biểu. Cho dù nói ra, Tôn Tập Dân cũng tốt, Chu Hồng Cơ cũng tốt. Các đại biểu đều không xa lạ gì. Các đại biểu chẳng những quen biết, thậm chí còn từng làm việc với nhau. Tần Khản cũng làm việc ở tỉnh một thời gian dài, thường xuyên xuống cơ sở, với một số đại biểu cũng có tình cảm thân thiết. Kết luận trong cuộc thương nghị giữa Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng là, sự tình vẫn chưa lớn, tạm thời không thể báo cáo Trung ương. Một chút việc nhỏ đã báo cáo, có vẻ tỉnh tề rất không lượng thứ. Có thể áp chế thì áp chế, tin rằng làm ầm ĩ một lần là được rồi. Hạ Tưởng đồng ý với ý kiến của Khâu Nhân Lễ, cũng không đưa ra quan điểm gì. Khâu Nhân Lễ thấy Hạ Tưởng không có hứng thú lắm, nghĩ Hạ Tưởng tiêu cực đối phó, nói. Hạ Tưởng, anh không cần có gánh nặng tâm lý, mấy ông cụ đều che chở anh, tôi cũng tin tưởng anh. Tổng Bí Thư cũng sẽ không cho rằng anh quấy rối, anh đừng lo lắng, cứ gắng đứng tốt trạm cuối cùng ở tỉnh T. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Hạ Tưởng ngược lại coi như không có gì, cười. Cảm ơn Bí Thư Khâu khuyên bảo, tôi không sao, tôi chẳng những phải bình tĩnh đến cùng, hơn nữa còn phải đánh bóng súng. Nổ phát súng cuối cùng ở tỉnh Tề. Khâu Nhân Lễ thấy Hạ Tưởng vô cùng tự tin, nghĩ Hạ Tưởng chưa từng chứng kiến việc ở Hội đồng Nhân dân có đề cử sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Liền cố ý nhắc cho Hạ Tưởng một sự kiện chính trị liên quan đến bầu cử mà bên ngoài không biết. Hạ Tưởng nghe xong gật gật đầu nói. Trong lòng tôi biết rõ, Bí Thư Khâu yên tâm. Khâu Nhân Lễ có thể yên tâm mới là lạ, không nói đến y cũng sẽ bị tấn công, y càng lo lắng tiền đồ sau này của Hạ Tưởng sẽ vì sự kiện lần này mà bị che bởi một bóng ma lớn. Buổi chiều, hội nghị tiếp tục tiến hành, là tuyển cử của hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân khóa mới. Cũng may tuyển cử buổi chiều không xuất hiện bất ngờ gì. Khâu Nhân Lễ thuận lợi được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới. Người rào rậu của Trình Tại Thuận được đề cử Phó Chủ tịch Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới. Cơ cấu thay đổi không lớn, nói cách khác, căn bản vẫn là thành viên tổ chức của Trình Tại Thuận. Ngày mai chính là buổi bầu Chủ tịch tỉnh và lễ bế mạc. Nếu nói tin tức ban đầu tung ra và tình huống bất ngờ hôm nay. Sau lưng đối phương đã từng bước đến gần, ý đồ vừa thấy đã hiểu. Nhưng bởi vì đối phương lợi dụng mạng lưới quan hệ phức tạp của thế lực địa phương khổng lồ ở tỉnh Tề, làm Tôn Tập Dân không có kế sách khả thi. Cũng làm cho Khâu Nhân Lễ không có cách nào, cũng là hồi chuông cảnh báo với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng càng hiểu thêm, đi lĩnh Nam gặp khó khăn càng ác liệt hơn tỉnh Tề. Không nói đến lĩnh Nam có một nhóm nhân vật trong quân đội như hổ rình mồi đang chờ hắn đến.
mà thế lực địa phương lĩnh nam bí mật mà khiêm tốn. Liên kết mạnh mẽ, cứng rắn càng khó đối phó hơn so với tỉnh tề. Mạnh mẽ, cứng rắn bên ngoài, lỗ hổng sẽ càng hiện rõ. Khiêm tốn bên trong, sẽ không dễ phát hiện điểm yếu. Mọi việc có lợi tất có hại, mặc dù đang ở trạm cuối cùng ở tỉnh tề, Hạ Tưởng cũng đã trải qua một kỳ thi học kỳ khó khăn và sinh động, hơn nữa còn bị bắt ứng chiến. Nhưng cũng đã nâng cao tính nhẫn nại của hắn, rèn luyện việc đối nhân xử thế của hắn. Buổi tối, Hạ Tưởng và Ngô Thiên Thiếu, Ôn Tử Tuyền gặp nhau. Ngoài ba người còn có một người tiếp khách, nếu để Tần Khản biết người này đến đây, chắc chắn sẽ chấn động. Đó là Hà Giang Hải. Hà Giang Hải bí mật đến thành phố Lỗ, ngoài Hạ Tưởng, gần như không ai biết được. Hà Giang Hải cung kính ngồi ở ghế cuối, hai tay run nhẹ nhẹ cầm tập tài liệu Hạ Tưởng đưa, chỉ nhìn vài lần. Cũng không dám nhìn lại, thở dài nói. Lão Trình không thức thời, bí thư Hạ, có thể bỏ qua cho ông ta một lần không? Phó Chủ tịch Trình là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, cùng cấp với tôi có thể quản ông ấy được không? Bỏ qua cho ông ta, chỉ có Trung ương mới quyết định được. Hạ Tưởng vẻ mặt bình tĩnh, hất hàm lạnh lùng nói. Tần Khản hiện tại xem như cùng phe với tôi, tuy rằng tôi lùi xuống nhưng đâm sau lưng Tần Khản một đao không tốt. Hà Giang Hải gạt Trình Tại Thuận sang một bên, lại khó xử nói đến Tần Khản. Trời gây nghiệp chướng có thể tha thứ, tự gây nghiệp chướng không thể sống. Người xưa đã nói đều là đúng cả. Hạ Tưởng giọng rất nhạt nhẽo, nhạt đến nỗi không có một chút dao động. Hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Phó Bí Thư Hạ. Hà Giang Ngải vẫn chưa hạ quyết tâm, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hạ Tưởng. Anh Giang Hải, anh đã lui xuống, hiện tại không phải là lãnh đạo. Cũng không thuộc phe cánh này hay phe cánh kia, là người tự do. Anh muốn bảo vệ chính mình, bảo vệ ông bạn già, thì hãy làm việc mà anh nên làm. Tôi cho anh một ân tình, cũng là không muốn sự việc quá ồn ào tới mức không vui. Ý của tôi rất rõ ràng, tội ác chắc chắn phải xử lý, tòng phạm bị cưỡng bức không nói đến. Mồ hôi trên mặt Hà Giang Hải chảy dài. Trước đây y vẫn nghĩ Hạ Tưởng tính cách thư sinh, không nghĩ hôm nay lộ ra một người mạnh mẽ, chẳng những lạnh lùng đến khiếp người, hơn nữa thủ đoạn còn độc ác, không để cho đường lui. Gần như làm y không thể tin được Hạ Tưởng trước mắt chính là Hạ Tưởng kia. Nếu anh nghĩ vẫn chưa ổn, tôi đem tài liệu giao cho Chu Hồng Cơ. Hạ Tưởng giơ tay cầm lại tài liệu trong tay Hà Giang Hải. Hà Giang Hải hoảng sợ, dường như ôm tài liệu vào lòng, lắp bắp nói. Tôi nghĩ cũng tốt, Phó Bí Thư Hạ, tôi sẽ làm, tôi sẽ đi làm tốt. Hạ Tưởng hờ hững nhìn Hà Giang Hải, bỗng nhiên ánh mắt dịu đi rất nhiều, chân thật nói, tình ý sâu xa. Anh Giang Hải, tôi luôn nhớ giữa tôi và anh không đánh nhau không quen, tốt xấu gì cũng là bạn. Nếu không tài liệu giao cho Chu Hồng Cơ, tin rằng Chu Hồng Cơ hận không thể làm cho tỉnh tề long trời lở đất. Rất nhiều đồng chí lãnh đạo lão thành cực khổ cả đời, cuối cùng chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi không đành lòng nhìn những việc này xảy ra, nếu chẳng may liên lụy đến anh. Hà Giang Hải toát hết mồ hôi, gần như làm ướt tài liệu, y cũng không cố gắng giữ hình tượng, lau mồ hôi trên trán. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm, tôi hiện tại là người ngoài cuộc, tất cả đều là xuất phát từ lợi ích của các đồng chí lão thành tỉnh tề. Vấn đề khác, toàn bộ không suy nghĩ. Bóng dáng Hà Giang Hải biến mất trong màn đêm, Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu trong lòng kinh ngạc hồi lâu. Hà Giang Hải là người như thế nào, là người được nhiều người ở tỉnh tề ủng hộ. Là người đứng đầu ở mặt ngoài của thế lực địa phương. Tuy không rộng lớn bằng thế lực bí mật của Trình Tại Thuật, nhưng cũng coi như là nhân vật số một, ít nhất là ở uy phong bên ngoài. Không ít thế lực địa phương tỉnh tề đều xem chừng Hà Giang Hải. Lúc Hà Giang Hải còn tại chức, trước khi Hạ Tưởng chưa đến tỉnh tề. Y là bí thư đảng ủy công an kiêm giám đốc sở công an. Nắm quyền hành trong tay, thế lực rộng rãi, trong thế lực địa phương tỉnh tề, tiếng tăm không có người thứ hai, Trình Tại Thuận cũng không sánh kịp. Cho dù sau khi Hạ Tưởng nhậm chức ở tỉnh tề, cũng liên kết với Tôn Tập Dân, Chu Hồng Cơ và Khâu Nhân Lễ cùng phối hợp tác chiến. Lợi dụng hoàn toàn mâu thuẫn giữa Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ. Mượn thế mượn lực mới có thể nhổ tận gốc Hà Giang Hải. Hà Giang Hải tuy là lùi về tận đáy nhưng vẫn còn tiếng vang, ở tỉnh tề có không ít đồ đệ. Thêm vào đó, Hà Giang Hải nhiều năm làm lãnh đạo, không đến mức bị Hạ Tưởng nói mấy câu đã toát mồ hôi ướt đẫm. Làm Ngô Thiên Thiếu và Ôn Tử Tuyền thầm kinh ngạc.
không chỉ Hạ Tưởng làm họ hiểu thêm về một Hạ Tưởng lạnh lùng khác, mà cả việc Phó Bí Thư Hạ chu đáo với cấp dưới, không làm mất đi sự nghiêm khắc vốn có của Phó Bí Thư Hạ. Lúc này không ai đoán ra tập tài liệu dày mà Phó Bí Thư Hạ giao cho Hà Giang Hải bên trong rốt cuộc có cái gì khiến Hà Giang Hải sợ hãi như vậy. Càng làm cho Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền khó có thể lý giải là, bọn họ ngày nào cũng đi cùng Phó Bí Thư Hạ, sao không biết Phó Bí Thư Hạ đã bí mật sắp xếp một tập tài liệu như thế. Nghĩ lại làm cho người ta cảm thấy sợ sự thâm sâu của Phó Bí Thư Hạ. Hai người đều thầm nghĩ, cẩn thận nhớ lại khi ở bên Phó Bí Thư Hạ, cũng chưa làm việc gì lén lút khác, vẫn trung thành và tận tâm với Phó Bí Thư Hạ, mới thở phào một cái. Nói đi còn nói lại, Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền cũng đều đoán được Phó Bí Thư Hạ giao cho Hà Giang Hải đại khái là cái gì. Ngô Thiên Tiếu cười, có một số việc, y và Ôn Tử Tuyền cũng chỉ biết một mà không biết hai. Sự kính trọng đối với Hạ Tưởng ở trong lòng càng tăng lên. Hạ Tưởng nhìn vẻ mặt thay đổi của hai thân tín, tình cảm biểu lộ hết ra mặt, cười ha hả. Một trận chiến cuối cùng rồi, chỉ có thể thắng mà không thể bại. Cho nên, nhất định phải tăng cao độ mạnh yếu, không thể để Hà Giang Hải có bất kỳ suy nghĩ hỏa hoãn. Có đôi khi, chỉ cần ép cho y chỉ có thể chiến đấu đến chết, y mới có thể phát huy sức chiến đấu lớn nhất. Ngô Thiên Tiếu cười biết ý tứ Phó Bí Thư Hạ định nói, vội nói. Xin Phó Bí Thư Hạ yên tâm, công việc của tôi cũng đã sắp xếp đâu vào đó. Công việc của tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa, ngày mai là có thể bắt đầu. Ôn Tử Tuyền cũng kiên quyết nói. Tốt, Thiên Tiếu và Tử Tuyền vất vả rồi. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, có lẽ là cảm giác sau này cũng ngồi với nhau sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Còn nói thêm, đi đến cơ sở, phải rèn luyện chính mình thật tốt, tranh thủ tạo ra thành tích. Mặc dù tôi đi đến đâu, đều vẫn chú ý sự trưởng thành của các bạn. Ngô Thiên Tiếu chỉ im lặng gật gật đầu, bộ mặt buồn bã, nhưng Ôn Tử Tuyền lại bình tĩnh nói. Phó Bí Thư Hạ, có lẽ suy nghĩ của tôi hơi không thực tế. Có thể vẫn để tôi bên cạnh anh không? Một câu Ôn Tử Tuyền vừa nói ra, Ngô Thiên Tiếu hối hận sao y không có dũng khí nói ra những lời như vậy. Y là thư ký của Phó Bí Thư Hạ, lại trẻ hơn Ôn Tử Tuyền, y càng phải theo sát Phó Bí Thư Hạ mới đúng. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Không cần so đo được mất trong chốc lát, Tử Tuyền, cô và Thiên Tiếu đều trưởng thành ở tỉnh Tề, tình hình tỉnh Tề lại đặc biệt. Hơn nữa, tỉnh Tề rộng lớn, không gian có thể phát huy năng lực rất lớn. Tôi cho rằng, các anh chỉ ở lại tỉnh Tề đối với sự trưởng thành của cá nhân mọi người, hoặc đối với sự phát triển của tỉnh Tề sau này đều là chuyện tốt. Tôi hy vọng có một ngày, các anh chỉ dựa vào sự cố gắng của chính mình, một lần nữa trở lại tỉnh ủy làm việc. Tôi sẽ cố gắng. Ngô Thiên Tiếu nắm chặt hai tay, kiên quyết nói. Tôi sẽ cố gắng, nhất định không phụ sự ủy thác của Phó Bí Thư Hạ. Ôn Tử Tuyền lơ đãng, cô biết, gặp Phó Bí Thư Hạ hôm nay, hẳn là lời nhắc nhở cuối cùng của Phó Bí Thư Hạ ở tỉnh Tề. Tỉnh Tề là một địa phương tốt. Hạ Tưởng vô cùng xúc động nói, sắp tới hắn rời khỏi tỉnh Tề, hơn nữa còn bằng một cách mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Trong lòng không có chút tổn thương cũng không vui vẻ. Không buồn không suy nghĩ, lòng yên tĩnh như nước. So với con đường mờ mịt phía trước, trận chiến cuối cùng ở tỉnh Tề, có thể sẽ tạo cho tỉnh Tề một thời gian yên ổn khá dài về sau. Người tỉnh Tề cần cù dũng cảm, hơn nữa rất đoàn kết. Tỉnh Tề lại là nơi khởi nguồn của tư tưởng nho giáo, có truyền thống văn hóa vững chắc. Nếu có thể tìm cho mình một con đường phát triển riêng, phân lượng của tỉnh Tề trong nước sẽ càng ngày càng nặng. Cho nên nói, các anh chỉ ở lại tỉnh Tề phát triển, cũng là một con đường tắt. Tôi hy vọng các anh chị đều phát huy sở trường của mình, mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Đồng thời giữ vững nguyên tắc, tất cả vì dân vì nước. Chỉ có một phương hướng chính xác mới có thể đi được xa. Tôi hy vọng có một ngày tôi về lại tỉnh Tề, các anh chị đã giữ các chức vụ quan trọng, và có những cống hiến vì dân vì nước nên có. Trước khi Hội đồng Nhân dân bế mạc một ngày, vào một đêm đông rất bình thường, Hạ Tưởng nói với Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Thiếu những lời chân thành thấm thía. Ân cần dạy dỗ, kỳ vọng cao vào sự trưởng thành của hai người. Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu cũng không biết Hạ Tưởng dạy dỗ như tối nay, là lần đầu tiên từ khi Hạ Tưởng theo con đường chính trị đến nay. Ngày xưa, trước khi hắn rời đi, chỉ dặn dò vài câu với nhân viên cấp dưới, chưa bao giờ nói giống như hôm nay. Nặng quyết tâm, chẳng những nói một cách khắc sâu, mà cũng nói rất xa.
Nếu Ôn Tử Tuyền và Ngô Thiên Tiếu biết bọn họ quan trọng thế nào trong cảm nhận của Hạ Tưởng, bọn họ sẽ càng kiên định đi theo bước chân của Hạ Tưởng. Mùa đông, tuy rằng đêm rất dài ngày ngắn, nhưng đêm dài thế nào nháy mắt cũng trôi qua. Ngày cuối cùng của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tề, bầu chủ tịch tỉnh và bế mạc tiến hành đúng lịch. 9 giờ sáng, toàn thể lãnh đạo cùng các đại biểu đã đến đông đủ, ngoài 3 người xin phép nghỉ, còn lại các đại biểu đều có mặt đông đủ, số người phù hợp với quy định của luật định. Khâu Nhân Lễ tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Đột nhiên một việc không ngờ đã xảy ra trước mắt bao nhiêu người. Vài đại biểu đứng lên, trịnh trọng đưa ra một phần đề án đệ trình lên bàn chủ tịch theo quy định, đề án liên quan hẳn là kết thúc mới đệ trình lên đoàn chủ tịch, chứ không phải đệ trình từng việc trước mắt mọi người dụng ý đệ trình trước mặt mọi người cũng rõ ràng. Chính là muốn tỏ ra làm việc công khai, làm trước mặt bao nhiêu người, không cho đoàn chủ tịch có cơ hội bóp chết kiến nghị ở mắt xích thẩm nghị. Thủ đoạn rất hay, thật sự muốn dùng đao thật súng thật ra trận. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Trần Hợi Phong tự mình nhận đề án. Đầu tiên vừa nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố. 58 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng nhau đề xuất không tín nhiệm nghị án của đồng chí Chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, yêu cầu toàn bộ hội nghị tiến hành biểu quyết. Cũng đề cử đồng chí Hạ Tưởng làm ứng cử viên Chủ tịch tỉnh. Hy vọng đề nghị lần này được đưa vào hội nghị nghị giáo. Trong thời gian quy định, theo số người mà pháp luật quy định, chính thức đề xuất không tín nhiệm đối với Tôn Tập Dân và đề cử Hạ Tưởng. Thời cơ cực chuẩn, đúng thời gian bầu cử sắp đến. Điều này đã nói lên mục đích đối phương muốn đạt được không phải là tầm thường mà là một đòn trúng ngay. Cho dù nghị án không đưa vào chương trình hội nghị, cũng mượn lời của Trần Hợi Phong tuyên bố tại chỗ, cũng đã đạt được mục đích. Chính là làm cho tiếng tăm của Tôn Tập Dân bị tổn thất, muốn cho Hạ Tưởng bị đen đủi. Trần Hợi Phong không xin chỉ thị của Khâu Nhân Lễ, liền trực tiếp tuyên bố đề án trước mặt mọi người. Hoàn toàn vô hiệu hóa quyền lực của Khâu Nhân Lễ, mong muốn chính là hiệu quả tiền trảm hậu tấu. Không cần nghi ngờ gì, Trần Lợi Phong là quan tiên phong của Trình Tại Thuận. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Tôn Tập Dân cực kỳ trầm lặng. Tôn Tập Dân cũng biết quyền uy của y ở chính quyền không đủ, ở Hội đồng Nhân dân phân lượng nhẹ không ít. Đến Khâu Nhân Lễ cũng không ngăn được, huống chi là y. Y cũng suy nghĩ mọi khả năng, cho rằng thời cơ tốt nhất để đối phương ra tay chính là sau khi phân tổ thảo luận, đệ trình nghị án lên đoàn chủ tịch. Sau đó Khâu Nhân Lễ ra mặt, phối hợp cùng y và Hạ Tưởng, có thể bóp chết nghị án ở nội bộ. Không nghĩ, Trình Tại Thuận to gan lớn mật, không ngờ xúi dục một số đại biểu Hội đồng Nhân dân, trực tiếp đệ trình nghị án trên hội trường. Đệ trình còn chưa tính đến, mà Trần Hợi Phong không lịch sự xin chỉ thị trực tiếp tuyên bố trước mặt mọi người. Chính là hành vi khiêu khích lộ liễu. Nói thêm, đâu chỉ là khiêu khích, quả thực chính là mượn thế lực địa phương tỉnh Tề tổ chức duyệt binh lớn. Trực tiếp kết hợp lại, nhằm vào Khâu Nhân Lễ, nhằm vào y, nhằm vào Hạ Tưởng phát động tấn công chính trị. Suy đoán mục đích chính trị sâu xa, phe cánh đổi mới với sự cầm đầu của Trình Tại Thuận, biểu thị sự bất mãn mãnh liệt đối với việc Trung ương bổ nhiệm bí thư và chủ tịch tỉnh là người ngoài tỉnh. Truyền đến Trung ương một tín hiệu chính trị mãnh liệt. Nếu tỉnh Tề không khôi phục lại việc người tỉnh Tề trị người tỉnh Tề như trước đây, sẽ không đảm bảo bí thư tỉnh ủy cũng vậy, chủ tịch tỉnh cũng vậy, thậm chí là phó bí thư tỉnh ủy do Trung ương phái tới, đều phải ở tỉnh Tề nửa bước khó đi. Hạ Tưởng cũng không ngờ việc tuyên truyền công tác đã phá vỡ hiện tượng lạ ở tỉnh Tề. Mà sau đó ở tỉnh Tề vẫn như trước đây, người tỉnh Tề trị người tỉnh Tề. Gần như tất cả các ủy viên thường vụ, bao gồm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh. Toàn bộ là người tỉnh Tề. Hạ Tưởng tái sinh, đã thay đổi tiến trình lịch sử nhất định. Nhưng lực lượng hùng mạnh của tỉnh Tề vẫn còn đó. Việc hôm nay, chính là thế lực địa phương tỉnh Tề tuyên chiến với người từ ngoài đến do Khâu Nhân Lễ cầm đầu. Cũng là một sự kiện chính trị cãi lời Trung ương nghiêm trọng. Sau khi Trần Hợi Phong nói xong, giọng y vang khắp trong hội trường. Cả hội trường đều yên tĩnh, không có một tiếng động nào phát ra. Gần 1.000 người mà không có một tiếng động, im lặng đến rợn người. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức không thể khống chế được. Chuyện càng không thể khống chế được vẫn đang ở phía sau. Im lặng một lát, một người không nên lên tiếng nhất lại lên tiếng, không phải là bí thư tỉnh ủy Khâu Nhân Lễ, cũng không phải chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, mà là người cần phải im lặng và tránh nghi ngờ nhất Hạ Tưởng. Nhìn từ ngoài, sự kiện đề án bất ngờ, tấn công Khâu Nhân Lễ lớn nhất. Bởi vì sự việc xảy ra, là sự thất bại Khâu Nhân Lễ không thể nắm trong tay mọi việc.
Về cơ bản, Tôn Tập Dân bị hao tổn uy danh lớn nhất. Quyền uy của chủ tịch tỉnh bị mọi người nghi ngờ. Nhưng nghĩ về lâu dài, người bị hại lớn nhất là Hạ Tưởng. Câu đầu tiên Hạ Tưởng nói ra mọi người đều không ngờ đến. Nếu là người bình thường khác, lúc này bị người ta nướng trên lửa, trở thành nhân vật trung tâm, việc nên làm là im lặng. Không thừa nhận, không phủ nhận, không giải thích, không biện minh. Bởi vì có một số việc càng lao càng đen, càng thanh minh càng nghi ngờ. Hơn nữa, trên hội trường, giải thích thế nào cũng không rõ được, không khác gì không nói. Dù sao không ai tin, không bằng không nói. Dù sao sau đó đem sự việc lao bằng phẳng, đồng thời có thể giải thích rõ ràng với Trung ương. Chuyện đã xảy ra trên đại hội, cũng sẽ không công bố ra ngoài. Ảnh hưởng lớn nhất là ấn tượng trong cảm nhận của lãnh đạo Trung ương. Ngoài việc đó ra, tất cả các thủ đoạn chính trị nếu không thể bôi đen lý lịch của đối thủ thì chỉ là một thủ đoạn không có hiệu quả. Suy cho cùng, tất cả thủ đoạn chính trị có thể đả kích danh tiếng của đối thủ, làm mất hết thanh danh của đối thủ, mới là người cao thủ. Bởi thế việc hôm nay tuy là xảy ra trong hội trường nhân dân tỉnh Tề, thật ra là truyền một tín hiệu chính trị cho hội đường nhân dân ở Bắc Kinh. Nếu tín hiệu không thể truyền đi, thì mọi việc hôm nay là uổng phí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.